chương 161, đi rồi. Khả hình nhíu mày một cái, cảm giác ánh mặt trời có chút chói mắt, người hơi lạnh, vươn tay nhẹ khoác lên hông của Tô Thủy Kỳ, giống như một đứa bé, ôm hông của anh chặt hơn, thân thể nhích đến bên cạnh anh một chút. Tô Thủy Kỳ yên lặng nhìn cô, hai mắt giống như thấp thoáng nụ cười. Nhã Tuệ vẫn ngủ say ở trên ghế salon bên ngoài phòng khách, trải qua giày vò đêm qua, dường như cô đã quá mệt mỏi, đầu gần như gát lên thành ghế salon, cũng không biết cảm giác. Tô Thủy Kỳ giữ yên tư thế cả buổi tối cảm thấy thân thể mình đã tê dại đau đớn, nên muốn nhẹ xê dịch hai chân, anh nhìn thấy, ngay cả giày da của mình cũng cởi ra, hai chân cùng đắp chung trong chăn với khả Hinh. anh lặng lẽ nở nụ cười, tay nhẹ bao trùm ở trên bàn tay của cô, sau đó xê dịch thân thể một cái, xoa dịu một chút mệt nhọc. Hai mắt đường khả Hinh đột nhiên nhúc nhích, giống như ý thức được cử động, khuôn mặt của cô khẽ nhúc nhích nhưng vẫn ngủ say. Qua một lúc, giống như có chút tiếng động, mặt của cô hơi nhíu lại, lông mi khẽ di động, rốt cuộc chậm rãi mở mắt, tiếp xúc được một luồng ánh nắng phía trước mặt, vẩy vào trước bàn máy vi tính của mình, phảng phất có chút hơi ấm còn chưa tan đi, một loại cảm xúc khác thường bay khắp trong không gian nhỏ, cô có chút mê man nhìn cả gian phòng trống trơn, cảm giác cả người mình rất mệt mỏi, cô chợt nghĩ đến tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua, một loại cảm giác mệt lả xông tới. Cô nằm ở trên giường sâu kín nhìn hoa văn trang trí trên trần nhà, buồn ngủ mệt mỏi nhắm mắt lại, theo thói quen kêu một tiếng, nhã tuệ. Bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng ngáp. Nhã tuệ ngủ trên ghế salon một buổi tối, lúc này đau lưng ôm gối và chăn, đầu tóc rối bời, mắt buồn ngủ lim dim đi vào phòng, ngáp mạnh một cái nhìn khả hinh, âm thanh khàn khàn nói, đã tỉnh rồi hả? Khả hinh nằm ở trên giường, nhìn nhã tuệ cười khẽ nhưng vẫn còn có chút mơ màng nói, ừ. Ngày hôm qua, cô vất vả rồi. Nhã tuệ ôm cái chăn và gối đầu ngồi ở mép giường, lo lắng nhìn cô nói cô tốt chứ khả hinh mỉm cười nhìn về phía bản thân gật đầu nói ừ tốt cô cũng không biết tối hôm qua cô rất đáng sợ ngủ thiếp đi còn không ngừng gặp ác mộng thật may có tô thủy kỳ ở bên cạnh cô trông chừng cả buổi tối hả anh ấy đâu rồi lúc này nhã tuệ mới nhớ tới người kia quay đầu nhìn giường nệm trống không ngạc nhiên nói tối hôm qua tôi nói nếu anh ấy mệt mỏi thì nằm ngủ giường mà Khả Hinh có chút giật mình nhìn Nhã Tuệ, nói Tô Thủy Kỳ. Tối hôm qua trông chừng tôi cả đêm. Đúng vậy, một mình trông chừng cô cả buổi tối. Ở bên cô cả buổi tối, trấn an cô cả buổi tối. Anh ấy đi rồi, Nhã Tuệ kêu lên một tiếng sợ hãi. Dưới lầu mật mã khóa nới lỏng, cửa mở ra. Audio điện tử võ tấn bền. Tô Thủy Kỳ vẫn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen đêm qua, có chút mệt mỏi bước đi ra ngoài, đi qua bên cạnh một gốc cây mộc lan cao lớn đạp lá khô vỡ ra đi qua căn lầu nhỏ quẹo cua liền nhìn thấy phía trước mặt có một tiệm bánh bao thật đông đúc bà chủ hơi mập đang đứng ở trước một lồng hấp nóng hổi cầm cây cắp nhìn về phía những người khách ngồi ở dưới tan cây cao lớn bên ngoài lớn tiếng nói ba bánh bao thịt hai bánh bao đậu một ly đậu nành lập tức tới ngay nói xong bà chủ lập tức cầm cây gắp kẹp một hai ba cái bánh bao thịt đặt ở trong dĩa sứ trắng lại tiếp tục mở lồng hấp khác, gắp lên hai cái bánh bao đậu, trồng lên ba cái bánh bao, hết sức đẹp mắt để cho cô con gái học cấp 2 của mình đưa đến cho khách. Cô bé gái 18 tuổi cũng mang theo một cái bình nhôm nặng nề, bước nhanh đi đến trước mặt khách, đặt xuống một ly thủy tinh, rót đầy sữa đậu nành vào trong ly, sau đó cầm lấy ba đồng tiền của khách đi vào. Tô Thủy Kỳ mỉm cười nhìn vào cảnh tượng, cất bước đi tới. Trên con phố nhỏ xưa này, mọi người sống rất bình thường, cho dù không thiếu đẹp trai nhưng người đàn ông vóc người cao gầy, cả người phát ra vô cùng cao quý và nho nhã lịch sự giống như Tô Thủy Kỳ, cũng chưa từng thấy, cho nên khi anh xuất hiện trước tiệm bánh bao, những người khách trong tiệm, nam nam nữ nữ, bao gồm cả bà chủ cũng không nhịn được nhìn về phía anh, thậm chí con gái của bà chủ đứng ở bên canh lồng hấp cũng nhìn ngây ngốc, mặt đỏ dần. Tô Thủy Kỳ không có ý thức được việc này, chỉ mỉm cười lễ phép nhìn về phía bà chủ nói, chào bà, làm phiền bà cho tôi. 6 cái bánh bao đậu, bồn bánh bao thịt, à. Còn có hai cái bánh ngọt trứng, ba chai sữa đậu nành. Được, bà chủ vừa cầm lấy một túi nhựa trong suốt, kẹp bánh bao bỏ vào bên trong, vừa nhìn Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ cho bà chủ một nụ cười đẹp trai. Bà chủ vừa nhìn thấy chai đẹp liền choáng váng, đưa tám cái bánh bao đậu, sáu bánh bao thịt, bốn bánh ngọt trứng, ba chai sữa đậu nành cho anh, nói, bảy đồng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ vừa móc bóp ra, từ bên trong rút ra 100 đồng đưa cho bà chủ. Bà chủ vừa nhìn Tô Thủy Kỳ vừa kéo hộp tủ, từ bên trong rút ra 95 đồng đưa cho Tô Thủy Kỳ. Mẹ, con gái nhìn mẹ phát điên, vôi vàng kêu bà một tiếng. Tô Thủy Kỳ nhìn bà cầm 95 đồng trong tay, liền mỉm cười vươn tay nhận lấy tiền trong tay bà, sau đó rút ra 20 đồng, đặt ở trên bành, nói một tiếng cảm ơn, đi về phía trước. Ai, cậu trả nhiều tiền thế? bà chủ lập tức nhìn theo lưng Tô Thủy Kỳ bỗng kêu to. Tô Thủy Kỳ không lên tiếng, chỉ mỉm cười đi về phía trước, vừa lúc thấy bên sân kia có một cô gái nhỏ bán hoa, trong hai thùng, một thùng chưa một bó lớn hoa hồng búp rất đẹp, một thùng sen mày hồng phấn rất tươi, anh mỉm cười đi qua đường cái, ngồi xổm ở trước mặt bé gái, vươn tay khẽ vuốt đầu của cô bé, hỏi hôm nay tại sao cô bé không đi học, cô bé nói hôm nay là chủ nhật, anh mỉm cười gật đầu, không thiếu tiền cho người ta 50 đồng, cầm ba cành hoa sen, liền đứng lên băng qua đường, đi về phía một tiệm gốm xứ nhỏ. Nhã tuệ mặc đồ ngủ, mới vừa tắm xong, tóc ướt đẫm cầm lên áo lót màu tím của mình đứng trên ban công muốn phơi, nhất thời sửng sốt nhìn thấy chiếc SUV Land Rover dưới đường, cô nhíu mày, nắm áo lót nho nhỏ, lầu bầu nói, người này, vẫn chưa đi sao. Phòng khách lập tức truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa. Nhã tuệ kinh ngạc cầm đồ lót của mình, đi vào phòng khách, trợn mắt nhìn tô thủy kỳ sách theo bữa ăn sáng đang cầm ba cành hoa sen giống như đàn ông trong nhà đi vào trong tay còn móc chìa khóa bỏ vào túi quần của mình a à, nhã tuệ thu hồi áo lót của mình ra sau lưng căng thẳng nhìn tô thủy kỳ nói không ra lời tô thủy kỳ mỉm cười nhìn về phía nhã tuệ nói cô đã tỉnh ngủ đêm qua ngủ trên ghế salon mệt mỏi không nhã tuệ miễn cưỡng nở một nụ cười sau đó đầu bên kia cửa phòng tắm mở ra Khả Hinh mới vừa tắm xong, cầm một cái khăn lông lớn màu trắng bao bọc thân thể mình, lộ ra bả vai trắng nõn nhẵn bóng hấp dẫn và đôi chân dài trắng nõn mê người, vừa cầm một cái khăn lông mày xanh dương, lau tóc ướt đẫm của mình, vừa đi ra ngoài hỏi có chuyện gì vậy. Khăn lông rơi trên mặt sàn. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, nhìn thấy Tô Thủy Kỳ đang mỉm cười đứng ở trước mặt mình. A, à, Đường Khả Hinh kêu lên một tiếng, đụng vào cửa tủ lạnh một cái, lại nhào vào phòng, phịch một tiếng, đóng cửa lại, kêu to tại sao anh ở chỗ này. Con bé chết tiệt kia, người ta giữ cô buổi tối, sau đó mua cho cô bữa ăn sáng, lại nói lưới không lễ phép. Mặt của nhã tuệ cũng đỏ lên, vội vàng cười nhìn về phía Tô Thụy Kỳ nói, anh ngồi đi, vất vả rồi, chúng tôi thay quần áo sẽ ra ngay. Cô nói xong, lập tức vọt vào gian phòng, cũng phịch một tiếng đóng cửa lại, đã thấy Khả Hinh đứng ở trước tủ treo quần áo, cầm một cái t-shirt màu trắng có mũ đội đầu, nhanh chóng mặc vào, lại giật xuống một cái váy ngắn màu đen, kéo lên căng thẳng nói, không phải anh ấy đi rồi sao? Làm tôi sợ muốn chết. Tôi cho rằng anh ấy đã đi, thì ra anh ấy đi mua bữa ăn sáng. Nhã tuệ cũng vội vã kép một cái váy ngắn liền quần màu vàng mặc vào, mới nói. Khả hình dừng lại động tác trong tay, nhớ tới mới vừa rồi trong tay Tô Thủy Kỳ quả thực có một túi bánh bao. Cô thật tò mò đi đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng hé màn, thấy Tô Thủy Kỳ đã đứng ở trước bàn ăn phòng khách, Lấy ra một cái đĩa màu trắng, đặt ở trên bàn, sau đó đặt bánh bao vào đĩa, lại mỡ chai sữa đậu nành, rót sữa đậu nành ra ly thủy tinh trong suốt, lại lấy các món ăn mà mình đi tới chợ mua về, bỏ vào trong dĩa màu xanh. Hai mắt của anh dịu dàng chăm chú làm những thứ này, nhất là ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đem cháo trong bình thủy chút vào trong tô lớn, để xuống muỗng múc cháo, cảm giác anh giống như cha. Đường khả hình nhìn bóng lưng cao gầy của anh, mỉm cười. Chương 162, anh trai. Có lẽ Tô Thủy Kỳ cảm thấy có ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình, anh ngưng mắt xoay người nhìn về phía Khả Hinh. Khả Hinh mỉm cười có chút ngượng ngùng, vén nhẹ rèm che, nhẹ nhàng bước ra, đi tới trước bàn ăn, nhìn trước bàn để bánh bao, chút đồ chua, chân gà coca, trứng muối. Trước bàn còn bay mùi sữa đậu nành thơm ngát, cô có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Thủy Kỳ cười nói, anh mua bữa ăn sáng nhiều như vậy à? Làm sao ăn hết? tại sao ăn không hết hiện tại tôi đói bụng đến nổi có thể ăn một con trâu nhã tuệ mỉm cười đi tới thấy bữa ăn sáng trước mặt bật cười nói qua thật đẹp kể từ lúc cha mẹ tô về quê đã lâu rất lâu không có hưởng thụ cảm giác có người nhân lúc mình chưa rời giường đi mua bữa ăn sáng sau đó thức giác có thể ăn khả hinh quay đầu lại có chút bất mãn hướng nhìn nhã tuệ nói cô có ý gì thật giống như tôi không có mua bữa ăn sáng cho cô làm ơn Mặc dù ở trong nhà này, cô rất chịu khó, nhưng cô rất thích ngủ nướng và nằm y trên giường được không? Nhã tuệ nhìn chằm chằm khả Hinh, không nhịn được cười nói. Có sao, khả Hinh đưa tay khẽ kéo cái ghế, ngồi vào bàn ăn, mọi thứ cũng quá phong phú, không biết ăn cái gì trước, trên mặt không nhịn được nở nụ cười. Tô Thủy Kỳ nhìn cô vui vẻ, mình cũng mỉm cười ngồi bên cạnh cô, tự mình cầm chén lên, múc cho cô một chén cháo, nói ăn đi. Ăn cháo, lúc tôi đi mua bình hoa, mới phát hiện phía trước có cái chợ rất náo nhiệt, tôi đi vào xem một chút, phát hiện thì ra bên trong có nhiều thức ăn ngọn như vậy. Chỗ này thật không tệ. Khả Hinh nói tiếng cảm ơn, quay đầu nhìn bình hoa màu trắng trên bàn ăn, trong bình cắm ba cành hoa sen, tươi tốt nở rộ, phát ra mùi thơm thoang thoảng. Nhã Tuệ cũng nhìn về phía ba cành hoa sen, có chút xúc động nói, thật là đẹp, thơm quá, sao bình thường chúng ta lại không nghĩ tới, một chút điệu đà nho nhỏ như vậy cũng làm cho lòng người bình thản nhỉ. Hoa này bao nhiêu tiền? 50 đồng. A, à, Khả Hinh và Nhã Tuệ đồng thời kêu lên, khiếp sợ nhìn về phía Tô Thủy Kỳ đang múc muỗng cháo, hỏi, 50 đồng. Tô Thủy Kỳ đưa chén cháo tới trước mặt của Nhã Tuệ, mới nhìn ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, cười nói, đúng vậy, thế nào? 50 đồng, tôi có thể hái một hồ hoa sen nhà anh rồi, quá mắc. Khả Hinh nhìn Tô Thủy Kỳ nói, anh thật lãng phí dù sao tôi cũng có rất nhiều tiền. Tô Thủy Kỳ mỉm cười nói dứt lời, đã múc cho mình một chén cháo, hớp một ngụm nhỏ, mới nhắc nhở bọn họ nói, sau này đừng để bụng rỗng uống sữa đậu nành, không tốt cho bao tử. Nhã Tuệ và Khả Hinh vẫn không nói lời nào nhìn anh. Tô Thủy Kỳ không nghe tiếng, liền ngẩng đầu nhìn ánh mắt của bọn họ, không nhịn được bật cười nói, tôi không trốn nộp thuế, tiền lương thủ tướng cũng không phải rất nhiều, ông ấy chỉ có quyền lớn, thật ra tôi có nhiều tiền hơn ông nội của tôi, Cha tôi còn nhiều tiền hơn, tôi có nhiều tiền không biết xài ở chỗ nào. Anh có thể xây trường tiểu học." Khả Hinh nói đùa. "Tôi đã xây 12 trường học trong cả nước rồi." Tô Thủy Kỳ mỉm cười múc lên một muỗng cháo ăn, mới phát hiện cháo rất mềm, anh hài lòng cười nói, "Thật không tệ, sau này tôi thường tới ăn." "Mở một tiệm tạo mẫu có tiền như vậy sao?" Nhã Tuệ thật tò mò, cô cũng muốn đổi nghề. Tô Thủy Kỳ ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhã Tuệ rất nghiêm túc anh mỉm cười nói tạm được. Chỉ là một tiệm cũng không có nhiều như vậy. Khả Hinh biết trên thế giới đều có chi nhánh của anh, cô mỉm cười đứng lên nói có tiền có cảm giác thế nào. Không có gì đặc biệt, Tô Thụy Kỳ nói tới chỗ này, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Khả Hinh nói, mọi người tính đi khỏi khách sạn Á Châu thật sao. Khả Hinh và Nhã Tuệ nghe đều không lên tiếng, cúi đầu chăm chú ăn cháo. Tô Thủy Kỳ nhìn về phía Khả Hinh nói, nếu thật như vậy. Không tìm được việc làm, tôi thành tâm hy vọng cô đến tiệm của tôi giúp tôi." Lưu tiểu thư cùng tới đó. "Tôi sẽ phụ trách cuộc đời của hai người." Khả Hinh nghe vậy biết ơn ngẩng đầu lên nhìn Tô Thủy Kỳ nở nụ cười rất chân thành, cô dịu dàng cười nói, "Anh muốn phụ trách thế nào? Sau này để cho một cô gái bị phá hủy gương mặt như tôi đi làm trong một tiệm tạo mẫu sao? Để cho tôi ăn, để cho tôi ở, sau đó người khác nói xấu." Tô Thủy Kỳ yên lặng nhìn cô. Nhã Tuệ cũng hiểu Khả Hinh mỉm cười nhìn tô thủy kỳ nói thật ra anh đừng lo lắng bằng vào lý lịch của tôi tìm việc làm không khó lắm đến lúc đó tôi sẽ chăm sóc tốt hóc ô ấy tô thủy kỳ nhìn khả hinh mỉm cười cúi đầu thật yên lặng ăn cháo anh cũng cầm muỗng hớp một ngụm cháo lại cầm đúa gắp một chút thức ăn đưa đến trong chén của khả hinh nói có thời gian tôi cùng cô đi thăm chú khả hinh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh mơ hồ hỏi chú nào cha của cô tô thủy kỳ cũng gắp một chút thức ăn bỏ vào miệng nhai. Khả Hinh ngây người nhìn Tô Thủy Kỳ. Hốc mắt nhã tuệ nhanh chóng đỏ lên, rất kinh ngạc nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, trong lòng chợt chua xót. Anh, anh, nói gì? Khả Hinh cười nói có chút miễn cưỡng, biết ngày hôm qua mình ngồi tù đã nói đến chuyện cha mình. Tô Thủy Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Khả Hinh cười nói, tôi nói. Hôm nào có thời gian, tôi cùng cô đi thăm chú. Có phải đã rất lâu cô không có đi thăm chú hay không? Khả Hinh lại sửng sốt, nhìn sắc mặt của anh thật bình tĩnh ngây ngốc nói đúng vậy vậy có cơ hội đi gặp một chút đi tô thủy kỳ mỉm cười nói hết lời tiếp tục cầm một cái bánh bao lộ ra đưa đến trước mặt cô khả hinh nhận lấy bánh bao bỏ vào trong miệng nhai khẽ một cái lại ngây ngô nhìn về phía anh nói không không cần đi vào trong đó đi vào trong đó rất xa tô thủy kỳ vừa ăn cháo vừa giống như đang nói một chuyện rất dễ dàng ngồi xe đi không dễ dàng cô lại không nở ngồi taxi, sau này tôi lái xe đưa cô đi, thuận tiên cùng cô vào thăm chú một chút. Tôi có quan hệ, sau khi cô tiến vào, có thể nghĩ cách chờ lâu thêm mấy phút, làm cho cha chút gì đó để ăn. Chuyện nhỏ này, tôi vẫn có thể làm được, mặc dù tôi không thể xin ông nội cho tôi làm nhiều hơn. Bởi vì gia đình tôi phải càng chú ý đến pháp luật hơn. sốt cuộc hai mắt khả hình đỏ bừng. Nhã tuệ cũng kích động cúi đầu, vừa rơi lệ vừa ăn chén cháo bình thường có liên lạc với mẹ không? tô thủy kỳ nhàn nhạt hỏi. có nhưng rất ít, dường như bà không thích liên lạc với tôi. mẹ nói nghe được tiếng của tôi sẽ không thoải mái nhưng tôi vẫn muốn đi thăm bà, đưa tiền cho bà. thời gian trước bà và cha dượng của tôi đi về quê vừa mới trở lại. khả hình nghẹn ngào nói xong vẫn không thể in cắn bánh bao giọt lệ trong suốt lóe lên ở trong khóe mắt. không có người mẹ nào ghét con của mình. có thời gian tôi cùng cô đi thăm bà sau đó gặp anh trai của cô một chút, Tô Thủy Kỳ chậm rãi nói. Nước mắt lăn xuống, đường khả hình ngước đôi mắt đấm lệ nhìn Tô Thủy Kỳ. Nói, Tô Thủy Kỳ ngẩng đầu lên, có chút buồn cười nhìn cô. Nhã tuệ không nhịn được cười, quên mất đường khả hình đã từng thông minh tuyệt đỉnh, nhưng bởi vì bị hủy khuôn mặt mà thiếu can đảm nghĩ tới tình yêu. Tôi ăn no rồi, Tô Thủy Kỳ mỉm cười để muỗng xuống, nhìn về phía nhã tuệ nói cô ăn từ từ nhé tôi tiến anh, khả hình mỉm cười đứng lên, bước đến cửa lớn trước, chuẩn bị đổi giày. Tô Thủy Kỳ cũng đứng lên chuẩn bị ra cửa. Cậu chủ tô, nhã tuệ cũng đứng lên, có chút lung túng nhìn anh. Tô Thủy Kỳ đứng tại chỗ, có chút ngạc nhiên nhìn về phía nhã tuệ. Ánh mắt của nhã tuệ hơi lóe lên một cái, mới đi đến trước mặt của anh, cười nói, à, anh, anh còn cầm chìa khóa nhà của chúng tôi. Ồ, lúc này tô thủy kỳ mới nhớ tới lúc nãy đi ra ngoài mua bữa ăn sáng thuận tiện mang theo chìa khóa anh có chút mơ hồ nhìn cô một cái chậm rãi đưa tay vào trong túi quần móc ra một sâu chìa khóa đưa cho nhã tuệ nhã tuệ liền đưa tay muốn cầm lấy chìa khóa lại phát hiện một đầu khác chìa khóa vẫn bị người ta níu lại cô sửng sốt ngẩng đầu tô thủy kỳ cười rất lịch sự cô cũng cười rất lịch sự dùng sức muốn kéo lại nhưng người ta vẫn còn có chút bất đắc dĩ không chịu buông Cô hơi mất hồn ngẩng đầu lên nhìn Tô Thủy Kỳ vẫn cười rất lịch sự, cô cũng rất khách khí, chợt dùng sức đoạt lại chìa khóa. Tay của Tô Thủy Kỳ trống chân, bình tĩnh mỉm cười nhìn về phía Nhã Tuệ. Nhã Tuệ cũng miễn cưỡng ỉm cười. Hai người đang làm gì thế? Khả Hinh đi tới trước mặt bọn họ, ngạc nhiên hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, mau đưa cậu chủ Tô đi xuống đi. Nhã Tuệ vội vàng nói. Ừm, um, Khả Hinh lên tiếng trả lời. Liền cùng Tô Thủy Kỳ cười nói bước ra ngoài, sau đó cùng nhau đờ xuống lầu, Tô Thủy Kỳ nói đường cầu thang tối, liền vượt tay nhẹ nắm tay Khả Hinh dắt cô ra cầu thang, đi tới trước chiếc SUV Land Rover của mình, đẩy cô đến trước cửa xe, hai tay trống ở hai bên cửa sổ thủy tinh, vây cô lại, cúi xuống nhìn bộ dáng cô ngẩn người sướng sờ, cười nói anh trai sao. Khả Hinh tựa vào trong ngực của anh, sừng suốt nhìn anh, dịu dàng nói đúng, đúng vậy ánh mắt tô thủy kỳ hiện lên một chút dịu dàng vui vẻ chậm rãi cúi xuống nhìn cô khả hinh ngửa đầu ra sau dán vào cửa sổ thủy tinh nhìn tô thủy kỳ có chút căng thẳng nuốt một ngụm nước ngọt tô thủy kỳ mỉm cười nhìn khả hinh căng thẳng trước đôi mắt to ánh mắt lộ ra một chút ý tứ dịu dàng vươn tay véo nhẹ cằm của cô hỏi vậy cô nói cho tôi biết khi còn bé anh trai của cô yêu cô thế nào khả hinh suy nghĩ một lúc có chút hoài niệm cười nói sẽ cóng tôi lên núi hái trái cây ăn, sau đó thừa dịp chị giúp việc không chú ý, liền đến bờ sông bắt cá nhỏ, nhưng mỗi lần tôi đều không dám đi qua, anh ấy sẽ săn ống quần, cõng tôi sau lưng, sau đó len lén núp ở trong nhà, chơi trốn tìm, nhưng anh ấy ngốc hơn tôi, lần nào anh ấy cũng không tìm được tôi, lần nào tôi cũng có thể tìm ra anh ấy, sau đó thừa dịp nửa đêm, chúng tôi trộm đèn pin cầm tay, chiếu vào mặt của mình, chạy vào phòng của ba mẹ hù dọa bọn họ. Sau đó cùng nhau núp ở trong chăn, cùng nhau xem chuyện cổ tích, anh trai cũng bóc hạt rẻ cho tôi ăn. Tô Thủy Kỳ càng nghe, hai mắt càng dịu dàng, lại đưa tay vén nhẹ sợi tóc trước chán cô, dịu dàng nói, sau đó. Khả Hinh còn muốn nghĩ, hốc mắt dần dần đỏ lên, nghẹn ngào nói, có lúc, chúng tôi đi chơi phía sau núi, luôn gặp phải trời mưa, anh trai sợ tôi bị ướt, hái tàu lá chuối tre cho tôi và anh ấy, cùng nhau chạy vào trong nhà, người giúp việc tìm khắp nơi, rốt cuộc tìm được, đưa chúng ta đến trước mặt cha mẹ, anh trai luôn bị đánh đòn. Tôi tiếc nuối nhất chính là dắt tay cùng anh trai đi học. Dắt thế nào, dắt như vậy sao? Tô Thủy Kỳ chậm rãi vươn tay, nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Khả Hinh, nghịch nghịch ngón tay nhỏ bé của cô, dịu dàng nói, dắt như vậy sao? Mặt của đường Khả Hinh có chút hồng, hơi sừng sốt, cảm thấy bàn tay của Tô Thủy Kỳ mềm mại ấm áp, nhẹ nhàng bao quanh bàn tay nhỏ bé của mình. Tràn đầy tình ý, cô có chút căng thẳng thở hổn hển vội vã nói, à, Dường như, là vậy, chương 163, chị tôi. Còn gì nữa không? Tô Thủy Kỳ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng thả vào bờ môi cô, cảm thấy cánh môi của cô chạm ngón tay của mình, anh đột nhiên mỉm cười. Đường khả hình có chút căng thẳng bật cười nói, a à, còn, hay không, không nghĩ ra, dấn nhiều, anh muốn biết cái gì? Hai mắt Tô Thủy Kỳ lộ ra vui vẻ nói, tôi có người chị. Ừ, chấm ngoặc kép. Đường khả hình trợn mắt nhìn anh, không hiểu. Tô Thủy Kỳ muốn nói gì đó nhưng lại không tiện nói, cuối cùng có chút dịu dàng nhìn cô nói, khi còn bé, chị ấy cũng thường dắt tay của tôi đi chơi, lúc trời mưa cũng trống rủ che cho tôi, hơn nữa trước khi tôi ngủ, tôi đi học, chị ấy còn có thể rời nhà trước, sau khi về nhà, trước khi tôi tỉnh lại cũng sẽ hôn chán của tôi một chút. À, đường khả hình trợn mắt nhìn Tô Thủy Kỳ, hơi sửng sốt. Tô Thủy Kỳ khước không nói gì nữa, chỉ hơi mỉm cười đưa hai tay ra, nhẹ nắm bả vai của cô, sau đó cúi đầu liên tục hôn lên trán của cô. Thân thể khả hình dường như bỗng chốc tê dại mãnh liệt, hai tay xuôi xuống, không dám nhúc nhích. Ánh nắng mặt trời chiếu vào trên cây bạch lan, cành lá vê ra rất nhiều tia nắng, vài tia rơi vào trên người hai người này. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang đến, bức tranh ngày hè, ở đầu kia khu phố cổ truyền đến, rằng rặc, khoan thai, tình ý kéo dài. Tô Thủy Kỳ chậm rãi rời khỏi nụ hôn, không nhìn cô nữa, mà hơi mỉm cười kéo nhẹ thân thể cô, để cho cô đứng ở một bên, mình mở cửa xe, ngồi lên ghế lái, cũng không có nhìn lại cô, trực tiếp nổ máy xe nói, có thời gian, đi thi bằng lái, đến lúc đó mua cho cô một chiếc xe, tự do một chút, lúc tôi không có rảnh cùng cô đi thăm chú thì tự cô lái xe đi. Anh nói xong cũng đã chuyển động tay lái để cho xe chậm rãi quay một vòng ở trên đường cái, sau đó lái đi. Đường Khả Hinh vẫn ngây người ở một bên, không nhịn được vươn tay khẽ vuốt cái chán một cái, giống như còn cảm thấy đôi môi ẩm ướt mềm mại của Tô Thủy Kỳ in ở trên trán mình có chút tê dại, nó đang dần dần lan ra, lan rộng đến trái tim, tiếng đập thình thịch vang lên, hai mắt của cô mãnh liệt chớp lóe, đưa hai tay chặn lồng ngực của mình, suy nghĩ đây là cảm giác gì. A, à, trên lầu truyền tới tiếng cười. Khả Hinh ngây ngốc ngẩng đầu lên, thấy Nhã Tuệ đang đứng ở trên ban công phơi đồ lót của mình vừa phơi vừa nhìn mình cất tiếng cười mặt của cô thoạt đỏ đứng ở dưới lầu ngẩng đầu lên hỏi cô cười cái gì nhã tuệ phơi áo lót xong mới hai tay trống ở trên lan can nhịn cười nói tôi nói với cô nha cô có chút thông minh nhưng ở trong tay của hai người đàn ông tưởng thiên lỗi và tô thủy kỳ cô còn hơi non có ý gì khả hinh nhìn nhã tuệ ngạc nhiên hỏi có ý gì cô nhìn mình đi nhã tuệ cười xoay người đi vào trong nhà Khả Hinh nghe Nhã Tuệ nói vậy, liền sâu kín quay đầu nhìn về phía đầu kia đường cái, một mảnh tĩnh lặng, mới vừa rồi có một chiếc xe Land Rover lái qua, một cơn gió quét tới, vẫn còn mùi vị nụ hôn kia, trong lòng của cô phảng phất có chút đắng chát, nhưng không rõ nguyên nhân, chỉ sâu kín xoay người đi vào căn lầu nhỏ, chưa kịp khóa cửa đã nghe được có một bà dì thường mua báo, hàng ngày đào tin tức của người khác, nói: "Này, có phải tên nhóc trai đẹp mới vừa rồi thích con bé bị hủy khuôn mặt hay không?" dường là như vậy cũng thân thiết hôn lên chán người ta rồi ôi chao thật là đáng tiếc một tên nhóc đẹp trai như vậy lái chiếc xe sang trọng như vậy thích con bé không học thức không tiền không thế dáng dấp lại xấu xí thật không biết những đứa bé này nghĩ như thế nào một người thật tốt chỉ có điều cần phải gì thích con bé nói lời ong tiếng ve bà đừng nói như vậy con bé khả hình cũng rất đáng thương đáng thương thì đáng thương nhưng bà suy nghĩ xem khuôn mặt của cô ấy đã bị biến dạng, bây giờ quyến rũ tên nhóc đẹp trai như vậy, cô ấy cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Được rồi, được rồi, chuyện của người ta, bà trông nom được sao? Con trai của bà cũng ở bên ngoài có bạn gái. Nói càn, bà gì mua báo cầm quạt lá cọ đánh về phía một bà gì khác, nói chuyện của nhà tôi, không tới phiên bà lôi ra. Vậy sao bà lôi chuyện của người ta? Bà cho rằng tôi không biết bà đang nghĩ cái gì sao, bà muốn khả hình gả cho đứa con trai không có tiền đồ của bà. Phi, có một bà gì cầm giỏ thức ăn bỏ đi. Phi, bà gì mua báo cũng phun một cái. Khả hình nhẹ nhàng đóng cửa cẩn thận, đứng ở nơi hành lang, cảm thấy có tối tăm, nghĩ đến những lời bà gì nói lúc nãy, vẻ mặt của cô lộ ra nụ cười khổ. Mới vừa muốn đi lên lầu, nhưng theo bản năng ấn xuống công tắc đèn hành lang một cái, bóng đèn nhỏ sáng lên. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn bóng đèn nhỏ phát ra ánh sáng, trong lòng của cô không khỏi có chút cô đơn lặng lẽ sâu kín đi lên lầu đẩy nhẹ cửa ra cũng đã thấy nhã tuệ đi ra khỏi phòng bên hông thắt nhẹ một cái dây lưng màu trắng trong khoảng thời gian này cô đang giảm cân hiện tại người đã rất mảnh mai nhưng vẫn cho người ta cảm giác mượt mà xinh đẹp cô muốn đi ra ngoài à khả hinh vẫn còn đang suy nghĩ đến nụ hôn của tô thủy kỳ và lời nói của bà gì người vẫn ngơ ngác nhã tuệ nhìn về phía khả hinh cười nói con bé ngốc chúng ta phải về khách sạn. Có phải cô bị nụ hôn kia làm ngu hay không? Khả Hinh ngây ngô đứng ở bên cửa, chăm tơ nghìn mối, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không biết nói sao. Nghe nói, nhã tuệ từ từ đến gần Khả hình thử dò xét hỏi, ở trong câu lạc bộ đua ngựa của khách sạn, cô và Tổng Giám Đốc tưởng hôn nhau trong màn ảo thuật hả? Đường Khả Hinh nghe xong, không lên tiếng. Nhã tuệ nhìn bộ dáng của cô, liền hiểu ra, cười nói, này, Nụ hôn ngày hôm qua và nụ hôn hôm nay, cái nào ảm cho động lòng? Đường Khả Hinh cười khổ một tiếng, nói, loại người như tôi có tư cách nghĩ đến chuyện động lòng sao? Khả Hinh, Nhã Tuệ đau lòng gọi cô. Tôi không có tư cách có được tình yêu. Tôi thay quần áo cùng cô về khách sạn. Khả Hinh nói xong, liền nhàn nhạt đi qua bên cạnh Nhã Tuệ, muốn đi vào trong. Người ta đã muốn đi gặp cha mẹ và anh trai của cô. Thậm chí còn hôn cô, bảo cô thi bằng lái. MUX cho cô. Nhã tuệ xoay người nhắc nhở cô. Sau đó thì sao? Khả Hinh mỉm cười đứng ở bên cạnh bức rèm tre, xoay người nhìn về phía Nhã Tuệ. Nhã Tuệ đành phải im lặng nhìn cô. Tôi mới bị Tổng Giám Đốc tưởng mắng tôi chết không có gì đáng tiếc còn chưa đầy 24 giờ. Đường Khả Hinh im lặng đi vào phòng. Nhã Tuệ bất đắc dĩ nhìn cửa phòng trống không, kêu to tôi cũng không tin, cô không có má trái, cô cũng không có ảo tưởng về tình yêu. Qua một lúc lâu, Khả Hinh mặc áo sơ mi màu xanh dương cổ là sen, váy ngắn màu đen, mang giày bệt xinh xắn, mỉm cười đi ra, nhìn nhã tuệ nói, thì ra bà dì mua báo muốn giới thiệu tôi cho con trai của dì ấy. Phi, nhã tuệ lập tức phun cô. Ha ha ha, tôi phát hiện dáng vẻ của cô giống như bà dì ở dưới lầu. Cô trò chuyện với mấy ông bác bà dì dưới lầu thêm nhiều, cô cũng sẽ thay đổi thành bà già. Khả Hinh vừa cười vừa nhấc túi sách đeo trên bả vai, vừa nói. Đi, đừng so sánh tôi với các bà gì ấy. Nhã Tuệ và Khả Hinh vừa nói vừa cười đi ra khỏi cửa nhà, Khả Hinh mới vừa ra khỏi nhà, lại quên cầm chìa khóa, lại đi nhanh lên lầu, cầm chìa khóa trước tủ kính, mới muốn đi ra ngoài, lại nhìn chai rượu đỏ trong tủ, cười nói, tao đi ra ngoài nhé. Từ trước đó, tao không sao, mày không cần lo lắng, tao sẽ thật tốt. Cửa phịch một tiếng đóng lại, chai rượu đỏ quý giá kia vẫn lẳng lặng nằm ở trong tủ kính, phát ra ánh sáng lịch sử lâu đời. Khả Hinh và Nhã Tuệ vừa nói vừa cười đi tiếp xuống lầu, vừa lúc thấy bà Dì mua báo đi vào bên trong cửa hàng tiện lợi. Nhã Tuệ nắm tờ báo che ánh mặt trời, che miệng cười chạy thẳng tới phía trước. Khả Hinh cũng cười to ha 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 chạy theo sát ở phía sau cô, cùng nhau đi tới trạm xe buýt, nói cô lo lắng bị gì ấy bắt được cô, muốn cô gả cho con trai của gì ấy. Đi. Nhã tuệ cười mở ra tờ báo, vừa nhìn nội dung trước mặt, đột nhiên sắc mặt trở nên lạnh lùng. Chuyện gì vậy? Khả Hinh cũng cười đi lên trước, cầm tờ báo lên vừa nhìn xem, sắc mặt của cô lập tức trắng bệch. chương 164, từ trước. Nhã tuệ cũng ngồi ở bên cạnh, hai mắt nổi lên hơi nước, nghĩ đến nội dung tờ báo xem lúc này, cô lập tức mở điện thoại di động, thân phận Khả Hinh đã bị phơi này, bao gồm người cha đã từng gây ra cuộc hỏa hoạn bị xử án tù trung thân, mẹ gà cho dân cờ bạc. Anh trai cũng bởi vì đoạn thời gian trước bị Cục Vệ sinh thực phẩm tố cáo sử dụng dầu ăn không đạt chất lượng, nhà hàng Trung Quốc bị đóng cửa. Từng tin tức, tất cả đều đưa lên, giống như bệnh ôn dịch truyền ra, từng cái giống như móng vuốt đưa về phía Khả Hinh. Xe buýt chạy tới trạm phía trước, dừng lại, hai người trẻ tuổi cầm điện thoại di động đang vui đùa, cũng đã xem qua tin tức liên quan đến thị trưởng phu nhân, thậm chí bên dưới cũng đăng tên người bị nghi ngờ. Cô gái chắt lưới cười nói, khách sạn nổi tiếng lớn nhất thành phố chúng ta còn là tòa nhà kiểu mẫu của thành phố chúng ta lại mời loại nhân viên thối nát này cha là người mang tội giết người mẹ rất đê tiện anh trai làm ăn không có đạo đức loại gia đình như vậy có thể sinh ra cái gì tốt đẹp nghe nói mặt của cô ta còn bị phá hủy ồ khuôn mặt đã bị hủy còn có thể vào khách sạn ánh mắt bọn họ mù sao đúng vậy mặc dù lần này thị trưởng phu nhân giải thích bị rơi xuống nước không liên quan đến cô ta nhưng ai biết được sự thật còn ở phía sau tôi cảm thấy cô nàng này khẳng định không đơn giản không thể nào lần nào cũng trùng hợp như vậy nhất định là âm mưu nhã tuệ nghe không nổi nữa mới vừa muốn đứng dậy cổ tay bị người bắt được cô quay đầu đau lòng nhìn về phía khả hinh hai mắt khả hinh hiện lên nước mắt nhưng vẫn thở dốc một hơi nghẹn ngào nói cô muốn qua đó làm gì qua đó gây gổ sao nói với mọi người tất cả đều không phải là sự thật nhưng sự thật đây không phải là sự thật chấm ngoặc kép nhã tuệ dương dương nhìn về phía khả hinh nói cha của cô là người tốt nhất trên thế giới mẹ của cô là người đáng thương nhất cô cũng là người hiền lành nhất đáng yêu nhất xinh đẹp nhất tại sao có người không chịu buông tha cho cô chẳng lẽ ngay cả một chút chỗ yên thân cũng không cho cô tôi thật sự rất hối hận rất hối hận tại sao phải dẫn cô vào khách sạn á châu để cho cô chịu tội như vậy điều này thật sự là quá đáng xã hội này làm sao vậy? Đường Khả Hinh có chút mệt mỏi cúi thấp đầu cười. Khả Hinh, chấm ngoặc kép, nhã tuệ vươn tay nhẹ kéo bả vai bạn thân, lo lắng nói cô đừng đau lòng. Tôi tin người phát ngôn của khách sạn nhất định sẽ giải thích chuyện này ra ngoài. Bọn họ không nghĩ đến danh tiếng của cô, chẳng lẽ không muốn nghĩ đến danh tiếng của mình sao? Trong lòng Khả Hinh cảm thấy chua sót và đắng chát, nhưng không có hơi sức giấy ruộng, chỉ sâu kín nói tôi không sợ. Tôi không sợ dư luận của xã hội này, tôi không sợ tôi chịu tội bao nhiêu, tôi cũng không sợ người khác nói tôi xuất thân từ gia đình thế nào, tôi chỉ đau lòng. Hôn nhân của cha mẹ tôi bị phơi bày, để mặc cho một số người không rõ sự thật lột ra, tàn nhẫn bình luận hai người già đáng thương. Tôi làm con gái thật bất hiếu. Cô cúi đầu, nước mắt trong suốt còn đọng trên mí mắt dưới, vội vàng đưa MU bàn tay run rẩy lau đi nước mắt chưa lăn ra, cố gắng hít hít lỗ mũi đỏ bừng, không để cho mình rơi lệ nữa nhưng vì quá khổ sở, quá uất ức, vẻ mặt nhíu lại, nặng nề nức nở, nước mắt vẫn ảo ảo lăn xuống. Nhã tuệ cũng dương dương ôm khẽ thân thể bản thân, bất đắc dĩ nói, suốt cuộc. Cô còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa? Tại sao cô luôn không nhìn thấy được một chút ánh mặt trời? Mỗi khi số mạng cho cô tốt một chút thì lấy lại gấp đôi, ngay cả tôi cũng cảm thấy số mạng quá không công bằng, anh trai cô quá đáng ghét, nghe lời của chị dâu cô, ngay cả em gái cũng không gặp, cha mẹ cũng đã như vậy rồi, tại sao có thể nhẫn tâm đối với cô như vậy? Gặp mặt vào dịp Tết, cô còn qua nhà hàng giúp anh ấy rửa chén lau ly, tại sao có người ngốc như cô vậy? Đường Khả Hinh không muốn nói gì, mặt dính vào trên bả vai Nhã Tuệ, lẫn tránh hành khách trên xe buýt, lặng lẽ rơi nước mắt. Nhã Tuệ cũng đau lòng ôm cô chặt hơn. Xe buýt vẫn vô tình chạy thẳng về phía khách sạn Á Châu. Khách sạn Á Châu. Còn cách cuộc tranh tài đua ngựa hai ngày, vô số ký giả trong và ngoài nước nghe nói Tổng Giám đốc Khách sạn Á Châu và Chủ tịch Hội đua ngực sắp dùng cơm trưa tại Khách sạn Á Châu, dơ cao camera, ở dưới ánh mặt trời trói trang, vất vả chờ đợi. Phòng xử ký nguy cơ quan hệ xã hội của Tập đoàn Á Châu đã phái người trà trộn vào trong đám ký giả, nắm bắt tin tức liên quan đến Tập đoàn Á Châu ngày hôm nay, để ký giá nêu những vấn đề nhạy cảm mà kịp thời có tiếng nói ngay mặt. Trước cửa đại sảnh, một đám người ồn ào vui vẻ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng dư luận hôm nay. Suốt cuộc, đang lúc mọi người trông chờ mong, hôm nay tưởng thiên lỗi mặc âu ô, ô màu bạc, áo sơ mi xanh đen kẻ ô, cổ áo mở ra, vạt áo cải bông hoa tơ tầm màu xanh dương đập, phong độ tao nhã. Sau khi ăn cơm trưa xong cùng chủ tịch hội đua ngựa đi ra đại sảnh khách sạn, đám ký giả xông lên, vệ sĩ nhanh chóng ngăn cản ở phía trước, đẩy bọn họ ra ngoài khoảng cách an toàn. Tổng giám đốc tưởng, ngày tổ chức cuộc tranh tài đua ngựa quan trọng như vậy, tập đoàn Á Châu xảy ra chuyện đáng sợ, ngài có ý kiến gì không? xin hỏi hôm qua, thị trưởng phu nhân Ly Kỳ rơi xuống biển có liên quan đến nhân viên của khách sạn hay không? Mặc dù thị trưởng phu nhân đã giải thích rõ nhưng tin đồn vẫn không chấm dứt. Có tin đồn thị trưởng giam hồ sơ dự án khách sạn dưới nước của ngài đã làm cho hội đồng quản trị bất mãn, cho nên mới bùng lên việc này. Sau khi một ký giá đặt câu hỏi, người xử lý nguy cơ quan hệ xã hội tiềm phục bên cạnh ký giả muốn tiến lên chất vấn. Tưởng thiên lỗi giơ tay, hơi mỉm cười, ở ngay trước mặt chủ tịch hội đua ngựa, nhìn về phía mọi người nói, không có liên quan đến dự án xây dựng khách sạn dưới nước, thị trường vẫn còn ngờ vực vấn để bảo vệ môi trường của tập đoàn chúng tôi, chúng tôi sẽ mau chóng mời kỹ sư bảo vệ môi trường có báo cáo phân tích rõ ràng, trình lên thị trường. Các tin tức nhằm vào tập đoàn chúng tôi công khai chống lại chính phủ, chuyện này càng không có căn cứ. Không có một công ty nào bỏ qua chính phủ mà có thể làm việc độc lập. Tập đoàn Á Châu dẫn dắt phần đông các khách sạn hạng sao trong cả nước có thể phát triển đến hôm nay, tất cả đều có sự hỗ trợ và giám sát của chính phủ. Tất nhiên trong tương lai, khách sạn Á Châu chúng tôi sẽ tuân thủ quy định pháp luật của quốc gia, phối hợp với chính phủ hành động đến cùng. Kính mời chính phủ và truyền thông giám sát, chúng tôi không sợ những tin đồn đoán tiếp nhận phán xét của lịch sử. Đây là lòng chân thành của chúng tôi, mong muốn làm tốt trách nhiệm công dân vì quốc gia phồn vinh phát triển. Một ký giả lại xông lên trước, hỏi lên tổng giám đốc tưởng, "Tôi là Lưu ký giả Nhật báo Trung Hải, xin hỏi người bị nghi ngờ làm cho thị trưởng phu nhân Ly Kỳ rơi xuống biển đêm qua, cùng với nhân viên đã từng gây nhiễu loạn bữa tiệc của thủ tướng, có cùng một người hay không?" Hai mắt Thiên Lỗi chợt lóe, nhìn về phía vị phóng viên kia, cười đáp lời, "Đúng vậy." "Ngài có thể giải thích loại này trùng hợp không?" Ký giả lại gay gắt hỏi. Tưởng thiên lỗi mỉm cười nói, trên thế giới này ai có thể giải thích được sự trùng hợp. Trùng hợp lớn nhất chính là cô ấy là nhân viên khách sạn Á Châu chúng tôi, cô ấy vẫn có trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ của cô ấy, mà thị trưởng phu nhân rơi xuống biển, cô ấy chỉ là một người ngoài cuộc, đúng dịp đi qua nơi đó, mắt nhìn thấy một chuyện không may xảy ra, sau này thị trưởng phu nhân cũng sẽ tự mình mở cuộc họp báo chiêu đã ký giả công bố rõ chuyện này, hy vọng các nhà truyền thông đừng tung tin không có căn cứ, xã hội này quá thiếu hụt mặt tin tức chính thống hy vọng mọi người làm đúng trách nhiệm của một nhà truyền thông. Tôi vẫn nói câu nói kia, chuyện đúng sai tự nhiên có lịch sử phán C. Đông Anh lập tức dẫn bộ phận xử lý nguy cơ quan hệ xã hội đi lên trước, hướng về phía đám ký giả ói hôm nay phỏng vấn kết thúc. Tưởng thiên lỗi lập tức mỉm cười xoay người, quay về phía chủ tịch hội đua ngựa vươn tay, dùng tiếng Anh cảm tính nói, I am her to be with you for lunch, tôi rất vinh hạnh dùng cơm trưa với ông. Me too. Hope the future can help more chen to cooperate with you. This is an impressive play tôi cũng vậy, hy vọng tương lai chúng ta có thể có cơ hội hợp tác nhiều hơn. Đây là một địa phương làm cho người ta vô cùng cảm động, chủ tịch đua ngựa cũng mỉm cười khách khí vươn tay, bắt tay với anh. Thank you for your compliment, tương thiên lỗi khách khí cười nói. Chủ tịch hội đua ngựa đi chiếc xe chậm rãi lái tới. Hoác Minh lập tức đi lên trước, mở cửa xe, cung kính đứng ở một bên. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười tiến lên phái chủ tịch hội đua ngựa ngồi, hai người bắt tay lần nữa. "Is the equestrian competition is held successfully?" "Chúc cuộc tranh tài đua ngựa tổ chức thành công." Tưởng Thiên Lỗi lại mỉm cười nói. "Cảm ơn, chủ tịch hội đua ngựa nói đùa bằng một câu tiếng chung, ở trước mắt truyền thông, trò chuyện vô cùng thân mật với Tưởng Thiên Lỗi. Hai bên cũng mỉm cười, sau đó chủ tịch hội đua ngựa liền lên xe đi khỏi. Tưởng Thiên Lỗi hơi mỉm cười đứng ở trước thảm đỏ nhìn xe của hội đua ngựa xếp hàng đi khỏi, anh cũng xoay người xài bước đi vào bên trong khách sạn, trung ký giả lập tức xông lên, lại muốn phỏng vấn, vệ sĩ ngăn chặn họ ra bên ngoài. Tưởng thiên lỗi xài bước đi vào đại sảnh khách sạn, sắc mặt dần thu lại, hỏi Đông Anh và Hoác Minh theo sát phía sau, nói hôm nay báo đưa tin là nhà truyền thông nào làm. Đông Anh lập tức nói, một nhà truyền thông nước ngoài được nhật báo Trung Quốc phiên dịch. Tưởng thiên lỗi dừng bước chân, nhưng mặt nhìn về phía Đông Anh nói, truyền thông nước ngoài. Ký giả là ai? Đang điều tra, Đông Anh lại nói. Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, tiếp tục đi vòng qua đại sảnh đi tới phía trước, vừa đi vừa hỏi lúc nào Trang Tổng rời vào tòa nhà hành chính. Ngày mai, Đông Anh lại nói. Ừ, tưởng thiên lỗi mới vừa muốn cất bước đi vào thang máy, lại thấy Trần Mạn Hồng cầm điện thoại di động, nhanh chóng đi ra thang máy, hướng về phía đầu bên kia kêu lên, nhã tuệ. Cô điên rồi à, cô khoan hãy đi bộ phận nhân sự. Đừng từ trước, cô chịu đựng bao lâu mới có hôm nay hả? Chương 165, nộp đơn thôi việc. Tưởng Thiên lỗi dừng bước chân, nhìn về phía Trần Mạn Hồng bởi vì quá gấp, hoàn toàn không nhìn thấy người ở trước mặt, lê giày cao gót, sải bước đi về trước. "Quản lý Trần, Đông Anh lập tức gọi." "Trần Mạn Hồng, Trần Mạn Hồng không nghe được có người gọi mình, chỉ cầm điện thoại di động đi về phía bên kia, gấp gáp nói cô tỉnh táo một chút." đi bộ phận nhân sự nộp đơn từ chức, đến lúc đó lại phục chức, toàn bộ tuổi nghề của cô sẽ trở thành số 0. Còn có tất cả phúc lợi của cô. Trần Mạn Hồng, người nào chỉ mặt gọi tên người như vậy, chấm hỏi ngoặc kép, Trần Mạn Hồng hết sức chán ghét tức giận xoay người, đột nhiên nhìn thấy tưởng thiên lỗi dẫn giám đốc cùng thư ký đứng ở cửa thang máy lạnh lùng nhìn mình, sắc mặt của cô chợt thay đổi, cũng quên cắt đứt trò chuyện, lập tức dừng một bên, gọi nhỏ tổng giám đốc. Tưởng thiên lỗi nhàn nhạt, nhạt nhìn Trần Mạn Hồng một mình đứng ở trong hành lang, vẻ mặt có chút hốt hoảng, liền di chuyển bước chân sâu kín đi về phía cô. Trần Mạn Hồng cảm thấy bước chân kia càng lúc càng gần, sắc mặt của cô có chút vặn vẹo, âm thanh trong điện thoại di động, vẫn không ngừng vang lên. Tưởng thiên lỗi đứng ở trước mặt Trần Mạn Hồng, nhìn bộ dáng cô cúi đầu, cung kính, anh im lặng không lên tiếng rỗi ngón tay, chạm đến điện thoại di động trong tay cô. Trần Mạn Hồng khẽ cao mày, nắm chặt điện thoại di động, không biết làm sao. Tưởng thiên lỗi không để ý đến bộ dáng của cô, ngón tay nhẹ nhàng siết chặt một đầu điện thoại di động, trực tiếp kéo ra nắm ở trong tay, lạnh lùng thả vào bên tai, nghe được âm thanh của nhã tuệ giống như đang đi đường, nói cô nghe được lời nói của tôi không. Tôi nói cô đừng khuyên tôi nữa, chút nữa tôi sẽ trở về nhà khách đại dương, nếu quản lý không phê chuẩn, tôi sẽ trực tiếp đến bộ phận nhân sự kết toán, cũng không muốn cái gì hết, tôi chỉ muốn lấy lại thẻ bảo hiểm của tôi là được rồi tôi sẽ không ở lại nơi này, khả hình cũng sẽ không ở lại nơi này. Tưởng thiên lỗi chậm rãi nghe lời này. Được rồi, tôi còn chưa ăn điểm tâm, chúng ta cùng đến chỗ nhân viên ăn sáng lần cuối cùng. Chú Hà làm đậu hũ nước gừng, ăn thật ngon, nhã tuệ trực tiếp cúp điện thoại. Tưởng thiên lỗi cầm điện thoại di động, hai mắt khẽ xoay tròn, nghĩ tới nhã tuệ mới nói chúng ta cùng đi ăn điểm tâm. Trần Mạn Hồng có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đông lạnh của tưởng thiên lỗi, trong lòng chợt lạnh, đang suy nghĩ có phải con bé nhã tuệ chết tiệt nói lời gì không khéo léo hay không. Hai mắt tưởng thiên lỗi lóe lên một cái, chậm rãi trả lại điện thoại di động cho Trần Mạn Hồng. Trần Mạn Hồng có chút mất hồn ngẩng đầu lên nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi trầm ngâm suy nghĩ một chút, vừa muốn mở miệng nói chuyện, ngoài đại sảnh truyền đến một loạt tiếng động rồn rập, anh khẽ chuyển ánh mắt, thấy một chiếc xe hơi màu đen, nhanh chóng đi xuống mấy nam thư ký mặc đồng phục màu đen, vạt áo trước đeo bảng hiệu tập đoàn Á Châu, chỉ thấy bọn họ bước nhanh đi đến trước mặt của tưởng thiên lỗi, cung kính không người gọi tổng giám đốc tưởng. Tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhìn bọn họ, không lên tiếng. Ngay sau đó đồng anh đi lên trước hỏi, mọi người từ tổng công ty đến tìm tổng giám đốc có chuyện gì. Một nam thư ký đưa một phần tài liệu tới trong tay tưởng thiên lỗi, nói tài liệu mật này là do phòng thư ký chủ tịch gửi ra tới, mời tổng giám đốc xem qua. Tưởng thiên lỗi hơi nhíu mày, nhìn nam thư ký kia một cái, mới kéo tài liệu mật, rút ra một phần giấy A4 bên trong, thấy cha mình là tưởng vĩ quốc đích thân ký tài liệu, yêu cầu loại bỏ đường khả hình đi khỏi khách sạn Á Châu. Anh lạnh lùng nhìn tài liệu, im lặng không lên tiếng. Chủ tịch hy vọng tổng giám đốc mau sớm tiến hành việc này. Mấy nam thư ký cùng hướng về phía tưởng thiên lỗi không người chào tạm biệt. Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, rút tiếp một phần tài liệu khác, phơi bày thân phận của khả hình, anh nhàn nhạt nhìn tấm hình của đường khả Hinh có lẽ là ba năm trước đây, tóc thật dài, trải hai bím tóc, mặc đồng phục quán ba màu đỏ, tay nâng chiếc khay màu đen, quay đầu lại, hai mặt dịu dàng, mỉm cười hết sức ngọt ngào, ánh mắt anh hơi xoay tròn, từ hình của cô chậm rãi nhìn xuống, xem thông tin điều tra gia đình của đường khả Hinh, cha từng phóng hỏa bị xử tù trung thân, mẹ gả cho dân cờ bạc. Anh trai mở nhà hàng TQ, bị cục vệ sinh thực phẩm tố cáo. Anh xem từng chữ từng chữ trong tư liệu, trong đầu đều là hình ảnh đường khả hình quỷ gối trước mặt của mình, rơi lệ kêu khóc tôi chỉ cần một chỗ an thân, chỉ cầu một chút ánh mặt trời. Tổng giám đốc có lẽ đông anh biết xảy ra chuyện gì, liền tiến lên đối diện với tưởng thiên lỗi có chút lo lắng nói. Sáng nay, hội đồng quản trị với các cổ đông bàn tán xôn xao về việc khách sạn Á Châu liên tiếp xảy ra biến cố, tiếng nói hết sức không vui. Cũng vì như vậy, sáng nay cổ phiếu của tập đoàn Á Châu chúng ta lao dốc. Tưởng thiên lỗi vẫn nhàn nhạt nhìn phía trên tư liệu nhìn thật lâu thật lâu liền nắm nó xoay người đi khỏi đông anh đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng cao lớn liền khẽ thở dài cũng vội vàng đi theo trần mạn hồng nhìn đám người tưởng thiên lỗi mọi người đều ra vẻ thần bí đoán chừng có liên quan đến chuyện thị trưởng phu nhân rơi xuống biển ngày hôm qua cô nghĩ đến chuyện thôi việc đường khả hình cô cũng thở dài nặng nề nghĩ đến nhã tuệ có thể sẽ đi từ chức cô ôi trao một tiếng ngay lập tức bước nhanh về phía trước tòa nhà nhân viên rất đông nhân viên ra ra vào vào, đều bàn tán hoàn cảnh gia đình của Khả Hinh, không nghĩ tới thì ra cô có một người cha bị tù trung thân, càng không nghĩ đến cô liên quan đến chuyện thị trưởng phu nhân rơi biển, nghe nói ngày hôm qua tức giận bắt lấy cô ấy, trực tiếp nghi ngờ do cô ấy làm. Nghe nói ngày hôm qua cô ấy bị còng tay. Đúng vậy, rồi bị cảnh sát mang đi. Nhưng, không phải cô ấy được thả ra ngay sau đó rồi sao? Chuyện này ai biết được? không chừng tổng giám đốc chúng ta vì ngăn chặn tin đồn thất thiệt cho nên mới tính kế nói không liên quan đến cô ấy thả cô ấy ra cô không xem tin tức hôm nay sao bởi vì cô ấy danh tiếng của khách sạn chúng ta cũng bị hao tổn không thể nào nghe nói mặt của cô ấy còn bị phá hủy tạo sao không phát hiện được che giấu rồi dù sao cũng là một con bé hoang dã không rõ lai lịch sau này chúng ta nhìn thấy cô ấy cũng phải tránh xa một chút ai biết được cô ấy có thể giết người phóng hỏa thì sao quản lý tàu của chúng ta nói phòng ăn ngựa tôn ra đều là người man dợ họ lén lút nói xong cười nói đi xa khả hinh đứng ở bên cạnh cây vạn tuế chớp đôi mắt đẫm lệ nghe đồng nghiệp bàn tán về mình từng chữ từng câu giống như kim châm đâm vào tim mình cô đau đến che ngực thở không nổi từ phòng đồng phục nhã tuệ thay quần áo đi ra ngoài thấy hai nhân viên của tàu ngọc tinh vừa nói vừa cười đi xa cũng đã thấy Khả Hinh núp ở dưới một cây lặng lẽ rơi lệ, cô lo lắng đi lên trước, căng thẳng hỏi có phải hai con bé chết tiệt kia lại nói lời điên khùng gì hay không. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhã Tuệ gấp gáp nói, "Nhã Tuệ, tôi tôi, tôi không muốn đi ăn cơm ở phòng ăn, tôi tôi muốn, tôi muốn sớm trở về. Tôi không muốn ở lại chỗ này." Nhã Tuệ đau lòng nhìn bộ dáng của cô, thầm hiểu nói, "Tốt, vậy tôi cùng cô đến phòng ăn ngự tôn từ trước thôi." dù sao Mạn Hồng và các đồng nghiệp cũng đối xử với cô không tệ. Khả Hinh rung rưng gật đầu. Nhã Tuệ vươn tay, kéo mạnh bả vai mảnh mai của Khả Hinh, từng bước từng bước đi về phía trước, cô tức giận nhưng cũng thật lòng nói, mặc kệ người ta nghĩ như thế nào, trong lòng của chúng ta đều biết đúng hay sai. Đường Khả Hinh nghe vậy cũng cố đè nén trái tim sắp vỡ ra, Tôn Nghiêm bị dẫm đạp đau đớn, đi theo Nhã Tuệ, lúc các cô đi qua bên cạnh đồng nghiệp, mọi người cũng díu dít tò mò và khinh bỉ nhìn Khả Hinh, thậm chí có một số lo sợ tránh ra, chỉ sợ dính bẩn. Khả Hinh không lên tiếng, nhớ tới hình tượng trói lọi của cha đã từng đứng ở khách sạn, cô cắn chặt môi dưới, ép buộc mình ngẩng đầu lên, sải bước đi về phía trước. Rất nhiều đồng nghiệp đứng ở sau lưng hai người bọn họ chỉ chỉ chó chó về phía Khả Hinh, thuận tiện cũng nghi ngờ cả nhã tuệ. Khả Hinh rất đau lòng quay đầu nhìn về phía nhã tuệ dùng ánh mắt nói tiếng xin lỗi. Nhã tuệ không lên tiếng, chỉ rung rung ôm chặt bả vai bản thân, đi về phía trước nói, con bé ngốc, đừng động tới tôi, tôi phải thừa nhận, so với cô, tôi có đáng gì đâu. Trong lòng khả hình chua sót, ái náy vội vàng cúi thấp đầu, lau nhẹ nước mắt, không muốn để cho người khác nhìn thấy nước mắt của mình. Phòng ăn ngự tôn, Trần Mạn Hồng dẫn các nhân viên và mấy người đầu bếp trẻ đứng ở một bên, nhìn nhã tuệ đỡ khả hình đi rét hang máy, Trần Mạn Hồng thấy bộ dáng khả hình như vậy, cũng không nhịn được hai mắt đỏ bừng. Tiểu Nhu đã sớm đứng ở nơi đó, mím môi, nước mắt từng giọt rơi xuống. Đường Khả Hinh đi vào phòng ăn Ngự Tôn, giống như vào nhà, đột nhiên nước mắt cô như thiếu đê lăn xuống, đứng ngoài cửa, không dám ngẩng đầu lên nhìn về phía đồng nghiệp. Tất cả đồng nghiệp im lặng nhìn cô, rất đau lòng. Trần Mạn Hồng thở dài, tức giận nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, lúc đầu tôi nghe Nhã Tuệ nói, cô rất thông minh, rất kiên cường, tuyệt đối sẽ không bởi vì một chút việc mà bị đánh ngã, còn phấn đấu vươn lên, tôi mới nhận cô vào. Nhưng còn cô, liên lụy bạn bè, bản thân còn muốn làm con rùa đen rút đầu. Mạn Hồng, Nhã Tuệ đau lòng gọi bản thân. Trần Mạn Hồng tức giận nói, cô im miệng cho tôi. Cô ấy như vậy, còn không phải do cô tạo thành sao? Ở xã hội này, không phải hiền lành là được, ít nhất phải linh hoạt một chút. Thấy tâm trạng của thị trưởng phu nhân không tốt, cô đi tới làm gì? Cô nên cút xa một chút, thân phận của cô là gì, tại sao nói chuyện với cô ấy? nếu cô ấy chết một mạng, đường khả hình cô bồi thường 100 cái mạng. Cô vẫn không rõ mối quan hệ này sao, cô ấy cũng đã chứng minh sự kiện kia không liên quan gì đến cô. Tại sao cô muốn đi khỏi, tại sao, nếu cô từ chức, tất cả mọi người cảm thấy cô là người mang tội giết người. Cô gánh chịu nổi tội danh này sao? Đường khả hình ngước đôi mắt đấm lệ nhìn Trần Mạn Hồng. Sắc mặt của Trần Mạn Hồng lạnh lẽo nói, hiện tại bộ phận nhân sự phòng thư ký tổng giám đốc còn chưa có ra thông báo, cô khóc cái gì? Cô làm chuyện gì sai sao? Khả Hinh rơi lệ nhìn quản lý, lắc đầu một cái. Nếu cô không có làm việc gì sai, tại sao cô muốn từ chức? Tại sao cô vì chuyện thị trường PS? Audio điện tử võ tấn bền. chương 166, không phục. Đường Khả Hinh rơi lệ nhìn quản lý. Trần Mạn Hồng lại tức giận nói với đường Khả Hinh, cha của cô đi ngồi tù, mẹ cô gả cho dân cờ bạc, nhà hàng của anh trai cô bị đóng cửa, thị trường phu nhân rơi xuống biển, mấy chuyện đó có liên quan đến cô sao? Đường khả hình cắn chặt môi dưới, từng viên nước mắt trong suốt lăn xuống. Nếu không có liên quan đến cô, vậy cô ngẩng đầu lên cho tôi. Trần Mạn Hồng tôi không có loại nhân viên không có tiền đồ, không có khí phách. Cho dù có một ngày cô phải đi khỏi khách sạn Á Châu, cô cũng phải trong sạch, ngẩng đầu lên cho tôi mà không phải sợ hãi rụt rè cút ra ngoài. Cô mất mặt mũi, tôi cũng mất mặt mũi. Phòng ăn ngự tôn cũng mất mặt mũi. Chấm than ngoặc kép. Trần Mạn Hồng tức giận nhìn bộ dáng chịu đựng của Đường Khả Hinh, cô lại tức giận nói: Tôi đã sớm nhìn thị trường phu nhân kia không vừa mắt, mềm mại giống như bông gòn, hơi thở mong manh, muốn tan thành nước, sẽ chết không sống. Nhìn cũng ghê tởm chết rồi. Cô là một cô gái kiên cường, tại sao phải vì thứ người mềm nhũn rơi xuống biển? mà gánh chịu cái giá mất đi công việc tốt. Mạng của cô ấy là một mạng, mạng của cô không phải là mạng hả. Cô ấy sống cũng là sống, cô sống cũng là sống. Bây giờ không phải nói người nào sống lâu hơn, mà là nói ai dũng cảm hơn để sống. Khả Hinh được sự cổ vũ, nhìn về phía Trần Mạn Hồng khóc nói cảm ơn quản lý tin tưởng tôi. Chỉ là tôi không có mặt mũi ở lại chỗ này nữa. Tôi không xứng làm nhân viên của cô. Trần Mạn Hồng nghe chua xót trong lòng, nhìn về phía đường khả hình cắn răng nói chỉ cần cô trong sạch cho dù má trái đã bị hủy tâm hồn của cô cũng phải sẽ sạch tại sao cô không còn mặt mũi nói ra lời thất vọng như vậy tại sao trước kia sống ở trong kho hàng không biết xấu hổ cho nên tôi nói người sống phải sẽ sạch sống thản nhiên tôi không nhìn nổi cái loại sợ hãi gì đó văn chi cũng tức giận tiến lên một bước hướng về phía khả hình khích lệ cô nói đúng vậy chúng tôi đều tin tưởng cô không có làm sai việc gì. mặc dù làm chung với cô không bao lâu, nhưng tôi cảm thấy cô là người rất tốt, rất chăm chỉ. tan việc còn có thể ở lại giúp đỡ chúng tôi một chút. cô là đồng nghiệp tốt của chúng tôi, không nên vì tiện đi khỏi. mấy con bé chết tiệt ở bộ phận sảnh tiệc, sáng sớm hôm nay còn đắc chí nói phòng ăn chúng ta đều là người man dợ, tức chết tôi rồi. đúng vậy, tiểu nhu cũng mím môi, tiến lên khóc nói cô đừng đi. tôi không nở xa cô. Chúng tôi đều tin rằng cô không phải là loại người như vậy. Cái loại người nói xấu người khác đều là người không có tư cách, kiếm nhã, không lịch sự, không có lòng tốt, không tử tế. Cô đừng vì người khác mà buông tham mình. Tiền lương của cô thật cao, so với bộ trưởng còn cao hơn. Đi rất đáng tiếc. Tất cả nhân viên từ trưởng kiếp trở xuống, mọi người bất đắc dĩ nhìn về phía Tiểu Nhu. Khả Hinh biết ơn, rơi lệ nhìn mọi người. Trần Mạn Hồng lại tức giận nhìn Nhã Tuệ ở một bên im lặng rơi lệ, nói cô động một chút là nói đi, không phụ lòng cô sao. Cô đã cố gắng rất nhiều, tôi nhìn thấy, tôi và cô học trung trường, các bạn học chúng ta đều đi ngủ, một mình cô nắm đèn pin cầm tay, núp ở trong chăn học tiếng Anh, thật vất vả mới lên làm quản lý, nói buông tha liền buông tha. Không phải khách sạn Á Châu cho cô tương lai, mà là bản thân cô tự cố gắng. Ai bảo cô trộn lẫn số mệnh của cô và số mệnh quý giá của người ta không trộn lẫn không được sao. Nhã tuệ bất đắc dĩ nói, nhưng tôi tức giận. Cô tức giận, mắng đã mắng rồi. Huống chi, lúc đó người kia đáng mắng. Tôi muốn nhìn một chút tổng giám đốc tưởng vĩ đại có báo tư thù hay không. Cô không thể chờ một chút sao. Mở to hai mắt, rốt cuộc anh ấy sẽ làm như thế nào. Trần Mạn Hồng lại tức giận nói, cô có khí phách, chẳng lẽ không thể có khí phách đến cuối cùng. Cần gì phải vào lúc nhạy cảm như vậy, kéo khả hình đi cô không có đầu óc hả? Tôi muốn ở chỗ này ngây ngô, thị trường phu nhân rơi xuống biển, liên quan gì tới tôi? Tôi có nhiều năm phúc lợi, tôi có tiền đồ tốt đẹp, nơi tôi đã từng cố gắng như vậy, tại sao vì loại người này mà đi khỏi? Tại sao, cô muốn hơn thua, thì phải hơn thua như vậy? Nhã tuệ không nói gì ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạn Hồng. Nếu mọi người quý trọng cuộc sống của mình, hãy cất giấu chút mềm yếu đi. Cô, chấm ngoặc kép. Trần Mạn Hồng chỉ vào Nhã Tuệ, tức giận đến run rẩy nói, "Cút trở về nhà hàng Đại Dương cho tôi, hôm nay Kỳ Gia Minh tìm cô cả ngày. Nói cô không xuất hiện nữa, tháng này cô cũng đừng nghĩ muốn tiền thưởng." Nhã Tuệ nhìn về phía Trần Mạn Hồng, hai mắt rưng rung. "Cút?" Trần Mạn Hồng lại tức giận quát lên. Nhã Tuệ cắn chặt răng, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng nhìn Nhã Tuệ. "Cô Trần Mạn Hồng lại chỉ vào đường khả hình tức giận nói, cô cút về cho tôi, thay xong đồng phục đến bộ phận huấn luyện học bổ túc. Nếu trên đường đi, có ai dám chừng cô, cô hung hăng chừng lại cho tôi. Đường khả hình ngẩng đầu lên, có chút không biết nói gì, biết ơn nhìn về phía Trần Mạn Hồng. Trần Mạn Hồng có chút gấp gáp nhìn hai người nghẹn ngào nói, bà cô của tôi. Đừng suy nghĩ cho đối phương nữa, như vậy chỉ biết hại đối phương, nếu như thực sự suy nghĩ cho đối phương nên kiên cường một chút. Tôi biết rõ mọi người đã rất không dễ dàng. Có một người cha đi tù trung thân, có một người mẹ gả cho dân cờ bạc đã rất không dễ dàng. Tôi biết rõ. Trong lòng khả hình chợt đau nhói, nhìn Trần Mạn Hồng, ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt, hiểu rõ, gật đầu. Đi đi, mặc kệ có chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Trần Mạn Hồng quay đầu, chớp mắt một cái, nổi lên hơi nước. Đi đi, tất cả đồng nghiệp cũng động viên cô, cố gắng lên ngẩng đầu lên, tất cả đồng nghiệp phòng ăn chúng ta đều tin tưởng cô. Tôi đi với cô, nếu như có người nào chừng cô, tôi sẽ chừng lại cô ta. Tiểu Nhu lập tức muốn xông lên. Đi, các đồng nghiệp díu dít kéo cô. Để cho cô ấy đi một mình, nếu như sống không trở lại, vậy thì chết ở bên ngoài đi. Như vậy cô không phụ lòng cha mẹ của cô, tôi vẫn luôn tin tưởng một câu nói cô vấp ngã ở nơi nào, cô phải bỏ dậy nơi ấy. Trần Mạn Hồng lạnh lùng nói. Đường khả hình nghe lời này, cắn chặt răng, cố nén nước mắt nói, tôi không đi, tôi không có làm việc gì sai, tôi không đi. Hốc mắt mọi người cũng đỏ bừng nhìn cô. Nhã tuệ càng thêm đau lòng rơi lệ. Cút về thay quần áo, sau đó đi học bổ túc, cô ngồi chỗ nào thì ngồi đúng vào chỗ ấy, nếu có ai dám chiếm chỗ của cô, cô đẩy cô ta ra, để cho cô ta cút. Trần Mạn Hồng kiên quyết nói. Đường khả hình cắn chặt môi dưới, kiên quyết gật đầu một cái đi đi, Trần Mạn Hồng xoay người, nhìn bầu trời phía ngoài cửa sổ, hai mắt chợt đỏ bừng. Bên ngoài nhà hàng, có một bóng dáng nhàn nhạt, nhạt đứng ở một bên nhìn về phía Trần Mạn Hồng, anh cười khẽ, thầm nói, Trần Mạn Hồng, không uổng công tôi và cô cùng trông non phòng ăn ngự tôn nhiều năm, cô dám ngăn cản chuyện này, xứng đáng để tôi tôn trọng. Tào Anh Kiệt khẽ thở dài, buồn cười đi khỏi, lại nhìn thấy thư ký Hà Hà Na, mặc đồng phục màu đen, dẫn ba người trợ lý đi ra khỏi thang máy, cầm trong tay một phần tài liệu, xài bước đi vào phòng ăn. sau đó ở một cái thang máy khác, giám đốc và hai người bảo vệ khách sạn cùng đi ra, lạnh lùng đi vào phòng ăn. anh nhìn thấy tình huống này, trao mày, lập tức đi ra ngoài. khả hình lau khô nước mắt vừa muốn đi ra ngoài cũng đã thấy thư ký tổng giám đốc và giám đốc nghiêm túc đi tới, hướng về phía nhân viên phòng ăn ngựa tôn nói, vị nào là đường khả hình? khả hình sừng sốt đứng ở cửa, nhìn về phía hà hà na. Trần Mạn Hồng có chút kinh ngạc xoay người, nhìn thấy thư ký tổng giám đốc xuất hiện tại phòng ăn, cô lập tức xài bước đi lên trước, ngăn ở trước mặt của Khả Hinh, ngẩng mặt lên, khẽ nhíu lông, mỉm cười nói tôi là quản lý phòng ăn ngự tôn. Xin hỏi cô tìm đường Khả Hinh có chuyện gì? Hoác Minh nhìn về phía Trần Mạn Hồng, cao mày nói, Mạn Hồng. Trần Mạn Hồng làm bộ như không nghe được, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Hà Hà Na. Hà Hà Na cũng nghiêm túc nhìn về phía Trần Mạn Hồng nói: Chúng tôi nhận được thông báo của tổng giám đốc, nhân viên Đường Khả Hinh gần đây làm trái với nội quy quy định của khách sạn phải chịu xử phạt. Hạ lệnh cho cô ấy lập tức rời khỏi khách sạn, bồi thường một năm tiền lương. Đường Khả Hinh ngây người tại chỗ, trái tim chợt rét lạnh, nhớ tới ánh mắt Trần Ngập ý muốn giết người của Tưởng Thiên Lỗi đêm qua, có chút tuyệt vọng. Trần Mạn Hồng mỉm cười nhìn về phía Hà Hà Na nói: Ý của thư ký, tôi chưa hiểu rõ lắm cô nói muốn xử phạt nhân viên làm trái với nội quy quy định của khách sạn. Vậy tôi muốn biết, rốt cuộc cô ấy phạm lỗi gì? Các người muốn sa thải cô ấy, bởi vì hợp đồng làm việc của nhân viên chúng ta cũng phải nói rất rõ ràng, bất kỳ ngành nghề, bộ phận nào của khách sạn, nếu lý do không rõ ràng hoặc lý do không chính đáng, không được tùy ý sa thải nhân viên. Nếu các người không nói được lý do, tôi từ chối các người sa thải. Trần Mạn Hồng, khoác minh gào lớn với cô. Trần Mạn Hồng ngẩng mặt lên nói, "Đường Khả Hinh là nhân viên phòng ăn ngự tôn của tôi. Cô ấy là nhân viên do chính tay tôi dốc hết sức dạy dỗ, cô ấy đảm nhiệm công việc của tôi trong tương lai, đây không phải là khẩu hiệu quản lý của khách sạn đề ra từ trước đến giờ sao? Hôm nay mắt của tôi nhìn thấy chuyện xảy ra không công bằng, nếu tôi nín nhịn, nhân viên của tôi chịu uất ức tương lai tôi làm sao phục chúng? Xin mời thư ký Hà cho tôi một lý do, cũng xin tổng giám đốc cho tất cả nhân viên chúng tôi một câu trả lời hợp lý." sốt cuộc cô ấy làm sai chuyện gì. Đường Khả Hinh cũng sốt ruột nhìn Thư Ký Hà. Thư Ký Hà có chút khó xử nhìn về phía Hoắc Minh, bởi vì chính mình chỉ truyền đạt thông báo của Tổng Giám Đốc, đích xác không biết nguyên nhân muốn sa thải đường Khả Hinh, cũng không nghĩ đến Trần Mạn Hồng cứng rắn đến mức này. Mạn Hồng, Hoắc Minh nhìn về phía Trần Mạn Hồng, nghiêm nghị nói, hôm nay báo đưa tin, cô cũng xem qua chứ. Xem rồi, Trần Mạn Hồng trực tiếp nhìn về phía Hoắc Minh, chợt nhíu mày nói, vậy thì thế nào? Tâm trạng thị trưởng phu nhân không tốt, đi tới mép thuyền sau đó không cẩn thận té xuống, liên quan gì đến nhân viên của tôi? Khả hình chỉ là làm việc của cô ấy nên làm, huống chi, đây là lỗi của cô ấy sao? Tại sao cô ấy phải gánh chịu trách nhiệm vì tâm trạng của thị trưởng phu nhân? Ai biết cô ấy có cãi nhau với người nào không? Bất mãn người nào không? Tự mình muốn nhảy xuống thì sao? Có phải thân phận cô ấy tôn quý, còn mạng của nhân viên tôi so con kiến còn hèn mọn hơn hay không? Xảy ra chuyện như vậy, muốn tìm người chịu tội thay hả? Nhưng chuyện này đến trong tay Trần Mạn Hồng tôi là không được. Sau này chỉ có chính cô ấy mới tư coi rẻ mình, không ai có tư cách này. Có thể sai thải cô ấy cũng được, chỉ đạo phòng nhân sự giao cho tôi một lý đô hợp lý, tôi sẽ thả người. Nếu không, tất cả nhân viên phòng ăn chúng tôi không phục. chương 167, quyết đấu. Hoắc Minh và Hà Na không nói gì, cùng lúc nhìn Trần Mạn Hồng. Trần Mạn Hồng không sợ nhìn Hoắc Minh và Hà Na nói, chúng ta cũng là nhân viên khách sạn Á Châu, tôi đòi quyền lợi cho nhân viên của tôi, các người thân phận tôn quý, cần phải đồng ý với ý kiến của tôi chứ. Nếu như để mặc chuyện này, rồi sẽ có một ngày người khác sẽ bị như vậy. Mạn Hồng, Hoắc Minh nhìn về phía Trần Mạn Hồng nói, mặc kệ như thế nào, mọi việc suy nghĩ vì chuyện lớn, không thể đùa như vậy chuyện lớn để cho lãnh đạo cao cấp làm đi. Trần Mạn Hồng tôi không có bản lãnh này, chỉ phụ trách nhân viên phòng ăn nho nhỏ của tôi là được. Trần Mạn Hồng lạnh lùng nói. Hà Na thấy nói nhẹ nhàng không được, liền ngẩng mặt nhìn Trần Mạn Hồng nghiêm túc nói quản lý Trần. Xin cô suy nghĩ thận trọng, có phải thật muốn chống đối tổng giám đốc hay không? Bất kỳ hành vi nào của đường khả hình trước đó cũng đủ để cho cô ấy rời khỏi khách sạn Á Châu. Trần Mạn Hồng cười lạnh nói, thư ký Hà, trí nhớ của cô không tốt, bất kỳ hành vi nào trước đó, Tổng Giám Đốc đã không truy xét chuyện đã qua. Cô, chấm ngoặc kép, Hà Na có chút không thể nhịn được tiến lên, muốn nói chuyện gay gắt. Quản lý, trong không khí thật đáng sợ và nghiêm túc, Khả Hinh vội vàng tiến lên, nhìn về phía cô nói, hôm nay cô có thể giúp tôi. Ít nói nhảm đi, ai đùa với cô, Trần Mạn Hồng tức giận lạnh lùng đẩy cô ra phía sau, để cho Văn Chi và Tiểu Nhu đỡ cô, mới ngửa mặt nhìn Hà Na, mỉm cười nói, thư ký Hà, nếu như cô nói không ra lý do, xin thu hồi lệnh của tổng giám đốc đi. Hà Na cũng lạnh lùng ngẩng mặt nói với Trần Mạn Hồng, mặc kệ cô quyết định xuất phát từ việc gì, Khả Hinh vẫn là nhân viên khách sạn Á Châu. Tổng giám đốc có quyền ra tất cả quyết định. Hôm nay cô có đồng ý hay không, tôi cũng phải cho người mời cô ấy ra ngoài. Cô thử xem, sắc mặt của Trần Mạn Hồng cứng rắn, nhìn về phía cô. Hoắc Minh nhìn hai người rằng co không xong mới vừa muốn bày ra dáng vẻ giám đốc thì lại nghe được ngoài cửa truyền đến một âm thanh nhẹ nhàng, hỏi vị nào là đường khả hình. Mọi người cùng nhau quay đầu lại nhìn về phía một cô gái vóc dáng cao giáo đứng ở cửa phòng ăn ngựa tôn, trải búi tóc trang nhã, chỉ thấy cô mặc đồng phục váy dài màu đen của khách sạn Á Châu thuộc tổng công ty, trong tay cầm một túi tài liệu, đi theo phía sau có ba trợ lý, hai bảo vệ, mỉm cười đi vào phòng ăn ngựa tôn, nhìn mọi người một vòng, khí thế mạnh mẽ. Cô là chấm ngoặc kép, Hoác Minh nhìn về phía cô gái kia, ngạc nhiên hỏi. Mary nhìn giám đốc Hoác Minh mỉm cười nói, xin chào, giám đốc Hoác. Tôi là quản lý bộ phận rượu Mary thuộc văn phòng tổng công ty tập đoàn Á Châu, tôi nhận sự chỉ đạo của Lauren Tiên Sinh, muốn mời tiểu thư đường khả hình đến tổng công ty gặp mặt một chút. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc, đường khả hình cũng sửng sốt nhìn về phía Mary, ngạc nhiên hỏi, Lauren Tiên Sinh. Muốn tìm tôi, tại sao, Tôi, tôi làm sai chuyện gì sao? Mary có vẻ nghi ngờ nhìn về phía khả hình, bật cười nói, đêm qua sau khi Lauren tiên sinh gặp mặt cô ở trên du thuyền, vẫn phái người xung quanh hỏi thăm tình huống của cô, cuối cùng mới biết cô làm việc tạm thời ở quầy rượu của câu lạc bộ đua ngựa. Nhưng hôm nay quản lý tần nói với tôi, cô không có đi làm, tôi gọi điện thoại đến bộ phận nhân sự khách sạn Á Châu, mới phát hiện thì ra cô làm việc ở phòng ăn ngựa tôn, tôi liền tìm tới nơi này. Trần Mạn Hồng nghe lời này, hai mắt đảo qua mới ngửa mặt nhìn về phía Hà Na đang ngưng mặt cười nói cô tới thật không may hiện tại Đường Khả Hinh không thể đi cùng cô tại sao Mary nhàn nhạt hỏi lộ ra một chút uy nghiêm Hà Na trực tiếp xoay người nhìn về phía Mary mỉm cười nói bởi vì vừa rồi tôi nhận được lệnh của tổng giám đốc muốn sa thải Đường Khả Hinh bây giờ muốn mang cô ấy ra khỏi khách sạn Á Châu Mary chậm rãi nhìn về phía Hà Na trên mặt lộ ra chút không vui cô là quản lý bộ phận rượu mà Lauren tiên sinh tin tưởng nhất ở tập đoàn Á Châu. Cô quản lý 20 trang trại rượu đỏ trong nước và 12 trang trại rượu đỏ ở Pháp và tất cả rượu đỏ nhập khẩu. Để tránh giành món lợi cách xù từ trong việc mua sắm, cho nên hàng năm mấy tỷ loại rượu đỏ, toàn bộ do cô tự mình ký danh sách, rồi trình Lauren tiên sinh xem qua, bảo đảm giao dịch mua bán rượu sạch sẽ, cho nên ông ta là người hết sức quan trọng trong tập đoàn Á Châu. Càng không phải nói Lauren là người tin cậy đắc lực nhất của Tổng Giám đốc, là người chủ tịch tưởng tin tưởng nhất, thậm chí ở trong tập đoàn, còn có cổ phần của ông ta, hiện tại Lauren để cho mình tới đây muốn một người, lại còn nói không cho. Mary cũng không để ý đến Hana, chỉ mỉm cười nói, vì sao đường khả hình bị sa thải, tôi không có quyền hỏi tới, tổng giám đốc tưởng muốn xử phạt và sa thải nhân viên, tôi cũng không thể hỏi tới, nhưng tôi nhận sự chỉ đạo của Lauren tiên sinh, tới đây muốn mang cô ấy đi, mọi chuyện xử phạt tạm thời nói sau. Hà Na cứng rắn nhìn về phía Mary nói, thật xin lỗi, tôi không có quyền quyết định thay tổng giám đốc. Hiện tại tôi chỉ nhận lệnh muốn mang khả hình đi. Sắc mặt Mary cứng rắn, nhìn về phía cô nói, làm việc cứng nhắc, không biết linh hoạt, tại sao cô có thể làm thư ký tổng giám đốc. Cho tới bây giờ Lauren tiên sinh cũng không có làm to chuyện như vậy, bảo tôi tới đây yêu cầu một người, tôi chỉ biết nhận lệnh ông ấy tới đây đón người. Cho dù là ai dùng bất kỳ cách nào cũng không thể ngăn trở, nếu cô có ý kiến với quyết định của tôi, xin mời cô tự mình gọi cho tổng giám đốc để cho anh ấy xem xét chuyện này." Mary tức giận nói. Không khí càng lúc càng căng thẳng. Hoặc Minh có chút căng thẳng đi tới giữa Mary và Hana, miễn cưỡng cười nói, "Hai vị bình tĩnh một chút. Nếu như chuyện này thật sự có mâu thuẫn ba bên, chúng tôi mời các vị xin phép tổng giám đốc và Lauren tiên sinh nên làm thế nào một lần nữa." Rằng coi như vậy không phải là biện pháp. Mary và Hana nghe vậy cũng lạnh lùng nhìn đối phương. Tiếng gõ cửa vang lên. Bên trong, phòng tổng thống, thật yên tĩnh, không khí xung quanh cũng yên tĩnh không tiếng động. Trong phòng khách xa hoa, để mấy mươi phần tài liệu từ Mỹ, Anh và Italy đưa tới khẩn cấp, đều bị lật từng tờ, bảy tám thứ đặt chung một đống, có một số tài liệu mở ra một hai tờ, mặc dù lộn xộn, nhưng tài liệu lại hết sức tỉ mỉ, lộ ra số liệu có thể nắm bắt trong nháy mắt, trên bàn trà để một ly thiết quan âm hoa lại được dùng phương pháp đặc biệt ép thành một loại trà lài, bông trà ở trong ly thủy tinh hơi vàng giống như một đóa hoa nhỏ nở rực rỡ, hết sức đẹp mắt. Một cánh tay thon dài nắm lên ly trà, hớp một ngụm nhỏ, lại nhẹ nhàng chậm rãi để xuống. Tiếng gõ cửa khẩn cấp vang lên. Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi màu xanh dương cổ áo mở ra, quần thường màu trắng, tựa vào trên ghế salon mềm mại, đang mở ra vài phần tài liệu, xem số liệu phía trên vừa trầm ngâm nhìn vừa giống như đang phân tích cái gì mày hơi nhíu lại tiếng gõ cửa ầm 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 sốt cuộc trang hạo nhiên có chút không kiên nhẫn phiền não ngẩng đầu nhìn về phía cửa chính hung hăng trợn mắt cầm lên hộp điều khiển nhắm về phía cửa nhấn một cái tào anh kiệt nhanh chóng đi tới trang hạo nhiên cau mày nhìn người này nói chuyện gì gấp như vậy cháy nhà sao tào anh kiệt vừa gấp gáp vừa lấy lòng đi tới trước mặt trang hạo nhiên căng thẳng cười nói, lão đại, có chuyện, tôi muốn xin anh giúp. Làm ơn. Trang hạo nhiên nghe Tào Anh Kiệt nói như vậy, liền tò mò khép tài liệu, ngẩng đầu lên nhìn anh. Phòng hội nghị, điện thoại chợt vang lên. Tưởng thiên lỗi vừa xem tài liệu, vừa cầm điện thoại lên, đáp lời, ừ. Tổng giám đốc, Hà Na nhận lệnh của anh, đi xa thải đường khả hinh, nhưng Trần Mạn Hồng không phục, cảm thấy phương pháp xử lý như vậy có thiếu công bằng, vừa lúc Lauren tiên sinh phái quản lý Mary tới đây mời đường Khải Hinh đến tổng công ty Á Châu gặp mày. Hiện tại hai bên rằng co không xong, bây giờ Hà Na đang xin ý kiến của anh, điện thoại của Đông Anh nhanh chóng chuyển đi, cô đâng đi về phía phòng ăn. Ánh mắt tưởng thiên lỗi lạnh lẽo chợt lóe, lẽ, nói, sa thải đường khả hinh. Để cho cô ấy đi khỏi khách sạn Á Châu ngay. Đông Anh dừng ở trước cửa thang máy, nắm điện thoại, hơi giật mình ngẩng đầu lên. Tưởng thiên lỗi để điện thoại xuống, tiếp tục xem văn kiện, trước mắt chúng lãnh đạo cấp cao của tập đoàn cùng nhau, im lặng nhìn về phía anh. Ánh mắt đông anh khẽ xoay chuyển, nhưng vẫn bước nhanh vào thang máy, nhanh chóng nhấn nút phòng ăn dưới lầu. Phòng ăn ngự tôn, Mary mới vừa nhận xong điện thoại của Lauren tiên sinh, mỉm cười nhìn về phía Hà Na nói, tôi mới vừa nhận điện thoại của Lauren tiên sinh, ông ấy nói chuyện khả hình bị sa thải ông ấy sẽ đích thân nói rõ với tổng giám đốc, Tạm thời dừng làm thủ tục từ chức, trước. trước hết mời cô ấy đến tổng công ty Á Châu một chút. Không được, bên ngoài truyền đến một âm thanh êm ái. Mọi người cùng nhau nhìn về phía bên ngoài phòng ăn. Đông Anh lạnh lùng đi vào, nhìn về phía Mary nói chuyện cứng rắn, bình tĩnh nói, "Tổng giám đốc ra lệnh, lập tức xa thải Đường Khả Hinh. Cho dù là ai cũng không thể lấy bất kỳ lý do gì giữ cô ấy ở lại." Sau này tổng giám đốc sẽ đích thân gọi điện thoại cho Lauren tiên sinh, nói rõ chuyện này nhưng hiện tại, nhất định phải lập tức làm thủ tục sa thải. Nếu như Lauren tiên sinh thật muốn gặp Đường Khả Hinh, vậy hãy để cho Đường Khả Hinh ra khỏi cửa khách sạn Á Châu, rồi hãy nói. Sắc mặt Đường Khả Hinh tái nhợt nhìn về phía Đông Anh luôn luôn dịu dàng dễ thân cận, lúc này mặc đồng phục màu trắng, lấy thân phận thư ký trưởng của tổng giám đốc, nhìn về phía mọi người lạnh lùng nói, thật vô tình và nghiêm túc, trong lòng của cô hơi đau, dường như có chút hít thở không thông, nhìn về phía cô sắc mặt của Trần Mạn Hồng lạnh lẽo, hai mắt tức giận nhìn về phía Đông Anh. Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn về phía cô. Đông Anh nhìn về phía Khả Hinh nói, cô tự mình nói, mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, cô cũng không thể lấy bất kỳ lý do gì, rời khỏi cương vị công tác, tự tiện rời khỏi công việc. Đường Khả Hinh sửng sờ nhìn cô. Đông Anh không nhìn cô nữa, căn dặn bảo vệ, lập tức đưa đường Khả Hinh đi ra ngoài. Vâng, mấy tên bảo vệ lập tức tiến lên, giống như áp giải phạm nhân muốn mang cô đi, lòng của đường khải hình chợt đau nhói. Trần Mạn Hồng tức giận mới vừa muốn tiến lên, lại nghe bên ngoài phòng ăn truyền tới tiếng cười sang sáng nói tại sao đông người như vậy. Xảy ra chuyện gì sao? Mọi người tò mò nhìn ra ngoài. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, cùng thư ký và Tào Anh Kiệt đi vào phòng ăn ngựa tôn, đi đến chỗ cao nhất, nhìn mọi người một vòng. Trường 168, tôi muốn người. Tổng Giám Đốc Trang, tất cả mọi người cũng đứng ở một bên, cung kính gọi nhỏ. T. Giang Hạo Nhiên vẫn mặc áo sơ mi màu xanh dương, quần thường màu trắng, vô cùng đàn ông, phong độ tao nhã đứng ở trước mọi người, mỉm cười nhìn về phía mọi người sắc mặt nặng nề, hỏi chuyện gì vậy? Tất cả mọi người giống như ăn gừng sống vậy. Đông Anh nghe vậy, ngay lập tức cung kính tiến lên, dịu dàng nói với Trang Hạo Nhiên, Trang Tổng, ngày hôm qua đường khả hình tự tiện bỏ công việc, làm trái quy định của nhân viên, chúng tôi nhận lệnh của Tổng Giám Đốc tưởng tới đây thực hiện lệnh cưỡng chế cô ấy lập tức rời khỏi khách sạn, bồi thường cho cô ấy một năm tiền lương. Trang Hạo Nhiên nghe xong, hai mắt chợt lóe nhìn về phía đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng cúi thấp đầu không lên tiếng. Anh vừa nhìn cô, vừa bật cười hỏi, sau đó thì sao? Ngay sau đó Mary cũng tiến lên, cung kính nói, Trang Tổng, tôi nhận sự chỉ đạo của Lauren tiên sinh tới đây mời đường Khả Hinh đến Tổng Công ty Tập đoàn Á Châu gặp mặt một chút trang hạo nhiên nghe vậy liền nhịn cười nói cho nên mọi người liền rằng co không xong liền cãi và hả mary và đông anh không lên tiếng cúi đầu đứng ở một bên trang hạo nhiên hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía đường khả hinh đứng ở bên cạnh trần mạn hồng ánh mắt lóe lên lo lắng bộ dáng rất sợ hãi rụt rè anh cười nhìn về phía cô ngoắc ngoắc tay nói tới đây đường khả hinh không tự chủ ngẩng đầu lên nhìn về phía trang hạo nhiên nở nụ cười bí ẩn trêu đùa trong lòng của cô không khỏi lo lắng nhưng vẫn thở dốc một hơi, cẩn thận xê dịch tới phía trước, thật lâu, thật lâu mới đi đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, rõ ràng người thấy thân thể của anh, tỏa ra mùi nước hoa giống như thiên nhiên trong buổi sáng tinh mơ, làm cho tinh thần người ta không tự chủ buông lỏng, theo bản năng cô thở phào nhẹ nhõm. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt nhìn về phía đường Khả Hinh, cố ý cao mày nói, xem ra ngày hôm qua cô làm chuyện rất tốt, đã gây hỏa. Đường Khả Hinh cúi đầu. Trang Hạo Nhiên đột nhiên bật cười, nhìn về phía cô nói, có người hy vọng cô đi khỏi, có người hy vọng cô ở lại, cô muốn đi khỏi không? Đường khả hình khẽ cắn môi dưới, hai mắt xoay tròn, mới sâu kín nói, muốn. Mọi người cùng nhau rất kinh ngạc nhìn về phía cô, Trần Mạn Hồng và Nhã Tuệ càng thêm gấp gáp nhìn cô. Ánh mắt trang hạo nhiên lộ ra dịu dàng, có chút bí ẩn nhìn về phía cô. Đường khả hình mệt mỏi thở dài, yếu ớt nói, lúc tôi đến làm ở khách sạn Á Châu, tôi chỉ cầu một chỗ yên thân, một chút ánh mặt trời, nhưng khi tiếp xúc mọi chuyện, làm cho tôi yêu khách sạn này, yêu rất nhiều đồng nghiệp ở khách sạn này, tôi bắt đầu khát vọng có thể ở chỗ này làm một chút việc, giữ lại một chút tình cảm, nhưng tôi phát hiện có rất nhiều chuyện tôi thể kiểm soát được, phát triển theo phương hướng tôi không thể nắm bắt. Tôi sợ, tôi khổ sở, tôi uất ức, trong lòng tôi chua xót. Nhưng tôi không biết nên làm gì, thậm chí sáng nay các tờ báo đưa tin, làm tổn thương tôi và người thân của tôi, tôi rất đau lòng rất mệt mỏi đôi tay trang hạo nhiên khẽ cắm vào túi quần im lặng nhìn về phía cô hai mắt đường khả hình khẽ chấp thấp giọng nói tôi vốn muốn rời khỏi nhưng tôi phát hiện đi khỏi nhất định không thể giải quyết vấn đề ngược lại nó đẩy tôi rơi vào vực sâu dư luận đáng sợ cho nên hiện tại tôi không muốn đi hiện tại tôi cũng không thể đi tôi thật sự không thể đi nếu tôi đi tôi sẽ mang theo những lời nói đáng sợ kia đến suốt cuộc đời Mọi người đều đồng tình nhìn về phía cô. Trang Hạo Nhiên nhìn cô gái trước mặt, lúc nói đến những lời này thì ánh mắt thoáng qua kiên quyết, anh mỉm cười nói, theo lời cô nói, ý của cô là cô không sai. Đường Khả Hình có chút không biết làm sao ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía cô nói, trong xương cô có chút kiêu ngạo nhưng cô không dùng kiêu ngạo vào tính cách của mình mà để mặc cho suy nghĩ của mình muốn làm gì thì làm, đêm qua lúc thị trưởng phu nhân ở trên du thuyền mời cô nói chuyện phiếm với cô ấy, điều cô phải làm đầu tiên chính là xin phép cấp trên của mình, hay hỏi thăm đồng nghiệp bên cạnh, có lẽ vào thời điểm đó, cô có thể nghe lời đề nghị khác nhưng cô cũng không có làm như vậy, cô không xem mình là thành viên của khách sạn Á Châu. Tổng giám đốc tưởng có thể giữ một nhân viên như cô tới hôm nay, đã ngoài dữ liệu của tôi. Theo tiêu chuẩn của tôi, cô vĩnh viễn không thể đi vào chỗ này. Hai mắt khả hình đỏ bừng, cúi đầu im lặng không lê tiếng. Trang Hạo Nhiên lại nhìn đường khả hình, dùng phong cách của người lãnh đạo nói, tại sao các nhân viên nhất định phải trải qua đào tạo mới có thể làm việc? Tại sao có nội quy, quy định cứng rắn như sắt? Bởi vì đây là một ngành nghề phục vụ, nhân viên và khách sạn, một bên vinh quang, tất cả vinh quang, một bên tổn hại, tất cả tổn hại. Sai lầm lớn nhất của cô là cô quá coi thường công việc của mình, cảm thấy cô là một nhân viên nhỏ bé, cho dù có làm sai hay không sai chuyện gì, cũng không hoàn toàn trừng phạt và khen thưởng nhưng đường khả hình, cô phải nhớ kỹ, trải qua chuyện hôm nay, cô phải nhớ, cho dù là ai xem thường công việc của mình, cô cũng sẽ phải chịu trừng phạt đáng sợ. Hai mắt đường khả hình ứa lệ, nhớ tới tưởng thiên lỗi đứng ở trong đồng cỏ, nói cô đứng ở chỗ này, suy nghĩ cho kỹ rốt của cô đã làm sai điều gì. Nếu cô nghĩ không rõ ràng, vĩnh viễn đừng trở lại nữa. Trang hạo nhiên nhìn đôi mắt đẫm nước mắt của cô, lại nói, người có tài năng, không thể không có chút kiêu ngạo, đây là chuyện mà những người quản lý chúng tôi mệt mỏi nhất. Anh Kiệt nghe được câu này, hai mắt cậu anh đột nhiên sáng lên, có chút vui mừng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Đông Anh cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. "Tôi, tôi sai rồi, tôi thật sự rất cố gắng, rất nỗ lực. Tôi thấy thị trưởng phu nhân tâm trạng không tốt, khi đó thật ra tôi muốn tìm cơ hội đi khỏi, nhưng nhưng cô không nghĩ tới sau đó xảy ra nhiều chuyện như vậy, thậm chí nghe được chuyện xưa." cô cảm thấy rất đáng thương, rất khổ sở, rất uất ức, cô liền dừng bước chân, tiếp tục lắng nghe. Đường khả hình kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, ngạc nhiên anh làm sao biết được. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên thoáng qua trêu đùa, cười nói cho nên cô đã quên mất cô là một thành viên của khách sạn Á Châu. Chuyện này cô thật sự sai rồi, đường khả hình, lỗi của cô là không bảo vệ bản thân mình, lỗi của cô là tự tiện rời khỏi công việc. Lỗi của cô đã bị người lợi dụng sự hiền lành cũng bởi vì cô mềm lòng mà hành động hồ đồ làm ảnh hưởng giá cổ phiếu của tập đoàn á châu hôm nay lao dốc lợi ích bị tổn thất tổng giám đốc tưởng mở hội nghị khẩn cấp khả hinh cúi đầu nước mắt rơi xuống trang hạo nhiên nhìn về phía bộ dạng hối hận và bất đắc dĩ của cô thật lòng nói cho nên khách sạn á châu không chứa nổi cô rồi cô cũng không thể ở lại chỗ này nữa đường khả hinh lập tức căng thẳng ngẩng đầu nhìn trang hạo nhiên phòng hội nghị số 1 của tập đoàn á châu tưởng thiên lỗi đang ngồi ở vị trí chủ tọa, căng thẳng mở hội nghị hàng năm, sau đó an tình đẩy cửa chính phòng họp bước nhanh tới trước mặt của tưởng thiên lỗi, không người xuống, thầm nói chuyện gì, ánh mắt sắc bén của anh chợt lóe, lập tức đứng lên, nhìn về phía các vị lãnh đạo cao cấp nói các vị, tạm thời có một số việc phải xử lý, tạm ngừng hội nghị. Các vị lãnh đạo cao cấp nhất thời ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi đã cài xong nút áo âu phục, bước nhanh ra ngoài cửa chính phòng hội nghị ầm ầm đóng lại. Tất cả mọi người giật mình, ngạc nhiên đã xảy ra chuyện gì. Tưởng thiên lỗi xảy bước đi về phía văn phòng tổng giám đốc, vừa đi vừa lạnh lùng hỏi tổng giám đốc Trang tới lúc nào. Mới vừa tới đây, Đông Anh đã mời anh ấy tới văn phòng của anh ngồi tạm trước, tôi vội đến xin ý kiến của anh. An tình bước nhanh theo sát. Hai mắt tưởng thiên lỗi lóe lên một cái, im lặng không lên tiếng đi tới hành lang bộ phận hành tránh, tất cả nhân viên hành tránh, lập tức đứng dậy, hướng về phía tưởng thiên lỗi khom lưng cung kính gọi, tổng giám đốc. Sắc mắt tưởng thiên lỗi nặng nề, đi qua bên cạnh mọi người, thấy Đông Anh đang cầm trà bánh, đứng ở cạnh cửa phòng làm việc, cô nhìn thấy tổng giám đốc, cũng bất đắc dĩ cúi thấp đầu, kêu nhỏ tổng giám đốc. Tưởng thiên lỗi nhìn cô một cái, liền tự mình đẩy cửa chính phòng làm việc tổng giám đốc, ánh mắt sắc bén nhìn vào bên trong. Trang hạo nhiên ngồi vào ghế dựa xoay to lớn dành cho khách ở trước bàn làm việc, thoải mái xoay người, nhìn về phía tưởng thiên lỗi hai mắt cũng thoáng qua chút ánh sáng bí ẩn nhưng cứng rắn, nở nụ cười. Tưởng thiên lỗi lạnh lùng đi vào văn phòng của mình, mở cúc áo âu phục, cởi tay trang ném ở giữa ghế salon, mới chậm rãi đi tới trước cửa bàn làm việc của mình, ngồi xuống, mở ra tài liệu trước bàn, nhàn nhạt hỏi, ngọn gió nào thổi cậu tới đây vậy? Trang hạo nhiên biết tưởng thiên lỗi để ý chuyện đêm qua, anh liền bật cười nào, không có ngọn gió nào hết, chỉ là nghĩ ra mặt dày, bán cho anh một chút mặt mũi, muốn một người của anh. Tưởng thiên lỗi chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt thâm thúy thoáng qua chút nghi ngờ, nói, muốn người nào. Trang hạo nhiên bình tĩnh nhìn ánh mắt của tưởng thiên lỗi, trên mặt hiện lên nụ cười, nói, đường khải hinh. Tưởng thiên lỗi sửng sở, nhìn trang hạo nhiên hơi bật cười nói, cái gì? Trang hạo nhiên hơi đổi tư thế ngồi, nhìn về phía tưởng thiên lỗi nhẹ nhàng cười nói, tôi muốn đường khả hinh. Lý do, Trang hạo nhiên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, hơi trầm ngâm trong chốc lát, rốt cuộc nói: Tôi mến tài năng của cô ấy. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, ngưng mặt nhìn anh. Trang hạo nhiên có chút khổ não, đưa tay nhẹ chống chán, cau mày suy nghĩ làm thế nào để nói tóm gọn những lời kế tiếp, suy nghĩ làm thế nào để tóm gọn những lời kế tiếp, suy nghĩ kỹ một lúc, rốt cuộc buông tay ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi cười nói: Đã nhiều năm rồi, tôi rất ít tiếp xúc được một cô gái xó nội tâm sạch sẽ, toàn tâm toàn ý vì rượu đỏ mặc dù tôi phát hiện tính cách của cô ấy và khuôn mặt cô ấy còn thiếu sót, nhưng tôi mến tài năng của cô ấy. Anh cũng biết, tôi là một người rất thích tài. Cậu cảm thấy tôi không đúng. Ít nhất bây giờ anh không thể giữ cô ấy lại, chú tưởng cũng không bỏ qua cho cô ấy. Hai chồng mắt tưởng thiên lỗi lóe lên chút không vui mừng nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên thoải mái mà buông tay cười nói, come on. Đây chỉ là một cô gái đơn thuần, nếu như anh quyết ý muốn đuổi cô ấy đi, như vậy thì giao cô ấy cho tôi. Cô ấy không phải món đồ chơi." Tưởng Thiên Lỗi nhắc nhở anh. "Tôi sẽ bồi dưỡng cho cô ấy." Ánh mắt Trang Hạo Nhiên chợt lóe sáng nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Chương 169: Yêu cầu. Phòng ăn ngựa Tôn. Mary và Hana yên lặng lên tiếng đứng chờ ở bên. Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt căng thẳng chờ đợi, có lúc anh Kiệt nhịn được nắm tay Trần Mạn Hồng, Trần Mạn Hồng tức giận hất tay anh ra. Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành hai người nhịn được cúi đầu bật cười. Nhã Tuệ ôm chặt thân thể gầy của Khả Hinh, ngồi cạnh vị trí cửa sổ, rất sốt ruột chờ đợi. Lão đầu bếp cũng nghe chuyện ngày hôm nay, nghĩ tới chưa tới giờ làm việc buổi chiều, ngay lập tức trước vào phòng bếp, từ trong tủ lạnh, lấy ra chân giò hun khói hảo hạng, dùng dao lưu loát cắt ngang ba miếng, thả vào bên, sau đó lấy dao hẹ tươi, cắt thành từng đoạn, lấy thêm hai con dao sắc bén băm nhuyễn chân giò hun khói và dao hẹ, sau khi băm xong, đặt ở trong tô lớn, cầm đũa trộn các loại gia vị thành hỗn hợp, mùi hương rất nồng lập tức bay ra ngoài. Phụ bếp đứng ở bên cạnh hiểu nhìn ông ta. Lão đầu bếp để ý tới người khác, chỉ nhanh chóng từ trong tủ lạnh cầm ra sủi cảo, gói lại nhân bánh, căn dặn bật lửa đun nước sôi. Vâng, phụ bếp lập tức bật lửa nấu nước. Lão đầu bếp nhanh chóng gói kỹ 8 viên sủi cảo, bỏ vào trong nước sôi, cầm đôi đũa dài, khuấy tròn 360 độ hai mắt chăm chú nhìn sủi cảo ở trong nước nóng liền dần dần nở ra, ngay lập tức bỏ đôi đũa, cầm cái đĩa màu trắng, gắp sủi cảo nấu chín, đặt ở dĩa xếp thành hàng, để cái đĩa xuống, cầm trái cà chua, dùng dao điêu khắc, tay trái nắm dao nhanh chóng xoay tròn, tay phải cầm đầu nhọn của trái cà chua, buông lỏng cái, chỉ trong chốc lát, hai đóa hoa cà chua chia nhau đặt ở đĩa, lại lấy cái đĩa. Ở phía đổ lên nước sốt chua ngọt, nhanh chóng ra khỏi phòng bếp, vào phòng ăn, trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, Đặt cái đĩa sủi cảo xuống trước bàn Khả Hinh. Khả Hinh có chút giật mình ngẩng đầu nhìn lão đầu bếp. Trần Mạn Hồng và anh Kiệt cũng mỉm cười nhìn về phía ông ta. Quách lão đầu bếp lên tiếng, chỉ nhìn thoáng qua bộ dáng tội nghiệp của Khả Hinh cái, mới, bé con. Tôi cuối cùng cảm thấy ở người của nhìn thấy chút bóng dáng đầu bếp, tôi biết nhà của xảy ra chuyện gì, nhưng cũng giữa trưa, chắc là cũng đói bụng rồi, ăn. Hai mắt Khả Hinh đỏ bừng ngẩng đầu nhìn lão đầu bếp, biết lúc nữa có thể mình phải rời khỏi khách sạn càng nở làm cho đau lòng hơn cố nén nước mắt nghẹn ngào cảm ơn ông đôi mắt già nua của lão đầu bếp nhìn cái mới cẩn thận nóng tại sao chỉ có tám cái nhã tuệ muốn cho mình nhàng chút cũng nghẹn ngào hỏi cũng đừng đến những nơi đông người nữa lão đầu bếp xong lại đau lòng nhìn khả hình cái mới im lặng khỏi nhã tuệ nở nụ cười dương dương nhìn về phía người bạn thân nghẹn ngào ăn Đường khả hình gật đầu cái, hít hít đỏ bừng lỗ mũi, cầm đũa lên, gắp viên sủi cảo, bỏ vào trong miệng nhai, nhất thời phát mùi chân giò hun khói thơm nồng tràn ra. Đây là chân giò hun khói cao cấp nhất, nước mắt của lăn xuống, cố gắng nuốt xuống viên sủi cảo, lại gắp lên viên khác, ăn miếng, vừa ăn trong lòng vừa chua sót, mới phát ra vì mình yếu ớt làm liên lụy tới rất nhiều người. Cắn viên sủi cảo, nghẹn ngào rất khó chịu, nước mắt từng viên lăn xuống. Mọi người nhìn bộ dáng như vậy, cũng lại khá hơn nữa lo lắng chờ đợi, cảm thán, rốt cuộc nghe bên ngoài có người, tổng giám đốc tưởng, tổng giám đốc trang tới. Mọi người nghe xong, lập tức nghiêm túc đứng ở bên, chờ đợi. Đường khả hình cũng vội bỏ đũa xuống, lau khô nước mắt, đứng ở bên. Tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên hai người tràn đầy khí thế cùng với các lãnh đạo cấp cao và phó tổng giám đốc tập đoàn Á Châu cùng vào phòng ăn nửa tôn. Tưởng thiên lỗi liếc mắt liền thấy đường khả hình đứng ở bên, Mặt còn chưa khô nước mắt, khuôn mặt bị thương. Và mệt mỏi, chứa đựng vô số uất ức và đáng thương, đôi bàn tay nhỏ bé nắm một góc áo, hết sức hoảng sợ lo lắng, hai mắt anh lóe lên một cái, rốt cuộc chậm rãi mở miệng, "Đường Khả Hinh. Tới đây." Đường Khả Hinh nghe giọng nói lạnh lùng của Tưởng Thiên Lỗi, trong lòng chấn động, hoảng sợ đến dám nhúc nhích. Tưởng Thiên Lỗi nhướng mày. Trần Mạn Hồng lập tức lên trước, đỡ Đường Khả Hinh về phía Tưởng Thiên Lỗi đường khả hình bước từng bước nhẹ nhàng tới trái tim đập thình thích hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch cuối cùng vẫn tới trước mặt tưởng thiên lỗi hơi thở đàn ông quen thuộc người anh chợt nhào về phía mình thở phì phò tưởng thiên lỗi nhìn bộ dáng sắc mặt cứng rắn nói nếu vẫn tiếp tục bộ dáng kia cho dù tới đâu vĩnh viễn cũng sẽ có người thu nhận khả hình nghe lời này cứng ngắc như tảng đá nhớ tới đêm qua mình chịu uất ức trong lòng khỏi oán hận cắn chặt răng lên tiếng Tưởng Thiên lỗi lạnh lùng nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, "Lúc này tổng giám đốc Trang tới tìm tôi, xin tôi một nhân tình mang qua đó." Đường Khả Hinh nghe vậy, liền giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên chỉ khẽ cúi đầu cười một tiếng. "Nhưng cho dù ở nơi nào, tôi cũng có quyền sa thải hoặc xử phạt bất kỳ chuyện gì. Vì chuyện làm ngày hôm qua, mặc dù toàn bộ phải lỗi của, nhưng vì tình hình chung của khách sạn, phải quyết NS sa thải." Tưởng thiên lỗi nhìn về phía cứng rắn nói, cho nên bắt đầu từ bây giờ, phải là nhân viên khách sạn Á Châu nữa. Nếu chấp nhận cầu của Tổng Giám Đốc Trang đối với, như vậy bây giờ là người của Tập đoàn Hoàn Cầu. Nhưng tôi quan tâm thuộc về nơi nào, đối với việc tuyển dụng, tôi vẫn nghi ngờ, cho nên hiện tại Tập đoàn Hoàn Cầu và khách sạn Á Châu cùng tổ chức một cuộc thi tuyển chuyên gia hầu rượu, nếu thể đạt thành tích ưu tú, tiến vào top 5 trận chung kết cuối cùng, vẫn phải rời khỏi Tập đoàn Hoàn Cầu suốt cuộc đường khả hình kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói tôi 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 tham gia tuyển chọn tôi có thể sao trang hạo nhiên mỉm cười nhìn về phía nói tại sao thể tâm trạng đường khả hình có chút căng thẳng nói nhưng tôi mặt của tôi trang hạo nhiên mỉm cười nói mặt của và tài năng của liên quan tôi và tổng giám đốc tưởng đã trao đổi với nhau cũng đã trao đổi với lauren tiên sinh ông ấy vô cùng mong đợi lần này có có thể tham gia tuyển chọn chuyên gia hầu rượu năm nay, bù đắp tiếc núi 3 năm trước đây, có tới dự thi. Nhưng đừng ôm hy vọng quá lớn, bởi vì cuộc thi tuyển chuyên gia hầu rượu lần này có thể nghiêm khắc hơn so với trước kia, có nhiều đối thủ cạnh tranh hơn, nếu có lòng tin thì ở lại, nếu có quyết tâm, bây giờ trở về tìm một chỗ yên thân. Đường khả hình bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trang hạo nhiên, lại nhìn về phía hai mắt vô tình thâm thúy của tưởng thiên lỗi, trái tim của đập thình thịch, lại nhịn được ngẩng đầu lên nhìn các đồng nghiệp còn có lão đầu bếp căng thẳng nhìn mình lại dương dương nhìn về phía trần mạn hồng và nhã tuệ họ rêu mỉm cười kích động nhìn mình thở mạnh hai mắt lóe lên một cái rốt cuộc trịnh trọng gật đầu nói được tất cả mọi người cũng nở nụ cười cảm động tưởng thiên lỗi nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt gật đầu vô cùng khó khăn anh chậm rãi nhìn về phía nói đã nghĩ kỹ chưa nếu thất bại hay thua cuộc sẽ chịu chỉ trích một lần nữa hoặc thất bại một lần cũng có thể đánh ngã vĩnh viễn hai mắt đường khả hình trong suốt tự nhiên kiên quyết nói tôi đã nghĩ kỹ tôi quyết ns tham gia cuộc tuyển chọn lần này nếu tôi thành công trúng tuyển tôi cam tâm vạn nguyện khỏi khách sạn nhưng hiện tại tôi có một thỉnh cầu hy vọng tổng giám đốc anh có thể đồng ý xem như bây giờ tôi vẫn là một thành viên của khách sạn á châu thỉnh cầu anh một chuyện tưởng thiên lỗi nhìn ánh mắt đường khả hình rất kiên quyết nói tốt nói hy vọng Tổng Giám Đốc có thể đồng ý tôi, giải thích với bên ngoài chuyện thị trưởng phu nhân rơi xuống biển có quan hệ đến tôi. Tôi bị oan, thị trưởng phu nhân cũng xác nhận chuyện này, tôi hy vọng anh có thể mở miệng nói thay cho tôi một câu, bởi vì tôi muốn để cho cha của tôi ở trong tù xem được tin tức này sẽ đau lòng khổ sở. Tôi thể chịu đựng cha của tôi khổ sở, bởi vì cả đời ông ấy cũng có cơ hội ra khỏi song sắt rồi, đường khả hinh nghẹn ngào nói xong, nước mắt lại lăn xuống. Tưởng thiên lỗi nhìn, hai mắt mãnh liệt chấp lóe mới chậm rãi gọi Đông Anh. Vâng, Đông Anh lập tức tiến lên. Lập tức thông báo cho giới ký giả, nói tôi và Tổng Giám Đốc Trang, Đường Khả Hinh, còn có thị trưởng phu nhân, cùng mở họp báo. Tưởng Thiên Lỗi nhìn chừng nước mắt của Đường Khả Hinh, nói. Vâng, Đông Anh đáp lời, lập tức lui về phía sau mấy bước, liền nhanh chóng ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi lại nhìn về phía Đường Khả Hinh, một lúc lâu, mới hỏi tiếp còn có cầu gì đường khả hinh nghe xong muốn lắc đầu một cái khụ 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 xung quanh có rất nhiều người ho khan đường khả hinh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người nháy mắt với mình có chút hiểu lại nhịn được nhìn về phía trang hạo nhiên nhưng trang hạo nhiên nhìn mình cười một tiếng rất thần bí hai mắt của xoay tròn ngẩng đầu lên nhìn về phía tưởng thiên lỗi có chút lo sợ nói anh 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 mới vừa nói cái gì tôi hỏi còn có cầu gì tưởng thiên lỗi nhìn về phía đường khả hinh có chút bất đắc dĩ nói. Lúc này ánh mắt Đường Khả Hinh sáng lên, nhìn về phía anh nói, anh có thể, đừng tiếp nhận đơn từ trước của Nhã Tuệ hay. Ấy thật sự là một người làm việc rất chăm chỉ. Nhã Tuệ nhìn cảm động bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Khả Hinh. Hai mắt Tưởng Thiên lỗi chậm rãi đảo một vòng, nhìn về phía Nhã Tuệ đứng ở một bên rất lúng túng, anh lạnh giọng nói, hiện tại tôi cũng có ý en nhận đơn từ trước của Đường khả Hinh đột nhiên vui vẻ mỉm cười quay đầu nhìn về phía nhã tuệ. Nhã tuệ cũng đỏ mắt nở nụ cười. Đường khả hình thở một hơi, suy nghĩ một chút, cảm thấy có gì, mới vừa muốn mở miệng, lại nhìn thấy trang hạo nhiên chớp mắt nhìn mình, hai mắt của chợt lóe, giống như bẩm sinh dễ dàng hiểu được ý của anh, sâu kín ngẩng đầu lên, nhìn về phía tưởng thiên lỗi, lấy hết can đảm, chút khách khí nói, vì ngày hôm qua anh hiểu lầm tôi đẩy thị trường phu nhân xuống biển. Bây giờ, anh nói xin lỗi tôi, lập tức nói xin lỗi. Tưởng thiên lỗi nhướng mày, nhìn về phía. chương 170, khiêu chiến chưa bê ta. Hai mắt đường khả hình vẫn gắt gao nhìn về phía anh, mang theo tia kiên định và thỏa hiệp. Lúc tôi đến đây, phát rất nhiều rất nhiều đồng nghiệp, bọn họ tin tôi, cũng bởi vì ngày hôm qua ở thuyền anh lời này, bọn họ nghĩ rằng tôi đẩy thị trưởng phu nhân xuống biển, sau đó anh bao che cho tôi. Tưởng thiên lỗi vui nhìn, người của bộ phận nào? Đường khả hình có ý định lên tiếng. Văn Chi nhịn được bộ phận sảnh tiệc. Văn Chi, Trần Mạn Hồng làm bộ tức giận nhìn Văn Chi, nơi này đến phiên lắm mồm sao? Chính nhịn được cúi đầu cười trộm. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh, tính toán nhận nợ, lời đồn đại, vốn thể ngăn cản được. Nhưng cũng bởi vì anh mới có nhiều lời đồn đại như vậy, hai ngày nay tôi trải qua vô số chuyện, mắt của tôi nhìn thấy mọi người chỉ trỏ vào tôi, tôi cũng nhìn người tôi đau lòng khổ sở vì tôi, thậm chí tranh thủ cãi nhau anh nhất định phải xin lỗi tôi, ở trước mặt mọi người xin lỗi tôi. Trả lại danh dự cho tôi, như vậy tôi mới làm cho nhiều người tôi, nhiều người tin tưởng tôi phải thất vọng. Đường Khả hình lại nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Mọi người cũng cảm thấy hả giận, đồng nghiệp phòng ăn ngựa tôn, dối rít vào tới bên trong phòng ăn, tò mò nhìn, thậm chí còn có vài nhân viên lấy điện thoại di động ra quay video, chụp được hình ảnh quý giá này. Tưởng thiên lỗi ngưng mặt nhìn ánh mắt rất kiên quyết và van nài của đường Khả hình anh thở dốc hơi, rốt cuộc chậm rãi mở miệng, xin lỗi. Ngày hôm qua tôi hiểu lầm. Đường khả hình đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm tưởng thiên lỗi, trong lòng chợt chua sót. Tất cả mọi người cũng được an ủi nở nụ cười. Tưởng thiên lỗi lại nhìn đường khả hình, hai mắt lạnh lùng lóe lên chút bất đắc dĩ, rất. Xin lỗi, để cho chịu uất ức. Đường khả hình cúi đầu, uất ức, nước mắt từng viên lăn xuống. Tưởng thiên lỗi nhìn bộ dáng của, liền sâu kín, đây là lần cuối cùng khóc ở khách sạn Á Châu. Nếu thể thắng ở trong trận thi đấu rượu đỏ phải vĩnh viễn khỏi tập đoàn Hoàn Cầu. Theo tổng giám đốc Trang Học làm như thế nào để làm nhân viên khách sạn đạt cầu. Đường Khả Hinh nhịn được nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đông Anh, chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên lỗi gọi Đông Anh, lại nhìn chừng cặp mắt đẫm lệ của Đường Khả Hinh, đưa ấy làm thủ tục nghỉ việc dựa theo xử lý ban đầu, bồi thường cho ấy 5 tiền lương. Vâng, Đông Anh đáp lời. Tiêu đồng, Trang Hạo Nhiên chậm rãi gọi. Vâng, Tiêu đồng lập tức tiến lên. Đưa ấy phòng nhân hoàn cầu làm thủ tục nhận chức, Trang Hạo Nhiên mỉm cười. Vâng, Tiêu đồng lên tiếng trả lời. Đường khả hình, chấm ngoặc kép, Đông Anh nhìn chăm chú về phía, theo tôi, đưa làm thủ tục nghỉ việc. Đường khả hình nhìn Đông Anh, liền gật đầu cái, lại ngẩng đầu nhìn tưởng thiên lỗi cái. Tưởng thiên lỗi cũng nhìn, im lặng lên tiếng, chỉ cúi đầu, mới vừa muốn qua bên cạnh trang hạo nhiên ra ngoài, cổ tay bị người nhàng nắm chặt, có chút sững sờ ngẩng đầu nhìn tưởng thiên lỗi trầm mặt, lạnh lùng, nếu như lựa chọn, phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Cũng đừng hy vọng số mạng bí mật tặng phần thưởng cho. Đường khả hình kiên cường nhìn về phía anh, cười, từ lúc cha tôi bước vào nhà giam tôi biết tặng phần thưởng thượng đế cho tôi rồi, sau này, tôi muốn dựa vào bản thân mình mà sống tốt, sống có tôn nghiêm. Cuộc thi tuyển chọn chuyên gia rượu đỏ lần này, tôi thua. Tôi tuyệt đối thua, tôi có lòng tin này. Ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nắm chặt cánh tay mảnh khảnh lạnh lẽo, hai mắt khẽ lóe lên cái, cuối cùng thở mạnh hơi, gật đầu, tốt. Như vậy tôi lau mắt chờ xem, mặc kệ tôi từng có lỗi với thế nào, nếu có chút phù hợp tôi cũng tuyệt đối tuyển dụng. Ngoặc kép, đường khả hinh mỉm cười, chớp đôi mắt ngấn lệ, tôi tin tưởng bản thân mình dù thua tôi cũng phải thua có tôn nghiêm có giá trị ngoặc kép tưởng thiên lỗi lên tiếng nữa lòng bàn tay buông lỏng đường khả hinh lên tiếng lặng lẽ rút tay khỏi lòng bàn tay của anh ra ngoài tưởng thiên lỗi cảm thấy bóng dáng gầy càng lúc càng cách xa mình hai mắt của anh thoáng qua ánh sáng mãnh liệt trang hạo nhiên mỉm cười nhìn về phía tưởng thiên lỗi cảm ơn anh tổng giám đốc tưởng cảm ơn anh thành toàn ngoặc kép Tưởng thiên lỗi sâu kín quay đầu lại nhìn về phía trang hạo nhiên, những lông mày, xem ra giữa chúng ta, số mạng định trước là đối thủ, luôn phải cướp đoạt. Ngoặc kép, nhảm, trang hạo nhiên cười, anh từ bỏ ấy, tôi đón nhận, mặc dù tôi biết, có lẽ anh muốn từ bỏ. Ngoặc kép, tưởng thiên lỗi muốn thêm lời nào chỉ xoay người ra ngoài. Trang hạo nhiên đứng ở bên, vẫn rất đẹp trai nở nụ cười với Thái Hiền, Thái Hiền, bảo đường khả hinh làm xong thủ tục nhận chức, thay đổi đồng phục xong, đến phòng Tổng thống tìm tôi. Ngoặc kép. Vâng, Thái Hiền lên tiếng trả lời. Rốt cuộc Trang Hạo Nhiên giải quyết xong chuyện, thở ra hơi, đôi tay cắm túi quần, rất thoải mái ra khỏi phòng ăn, lại nhìn thấy Tào Anh Kiệt đứng ở bên, rất biết ơn nhìn mình, anh lạnh lùng chừng mắt nước nhìn Tào Anh Kiệt cái, mới xoay người ra ngoài. Tòa nhà nhân viên, đường khả hình cầm chìa khóa và bộ đồng phục của mình cùng tất cả vật phẩm lúc đến, bỏ vào trong túi bảo vệ môi trường màu xanh lá cây, đưa về phía Đông Anh. Đông Anh nhìn chiếc túi bảo vệ môi trường màu xanh lá cây, nhớ tới lúc mới vào nhận việc vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ như đứa bé. Tại chỉ mới bao lâu, trải qua rất nhiều chuyện, nhịn được ngẩng đầu nhìn cặp mắt to tròn hiền lành của Khả Hinh, sâu kín hỏi. Có trách tôi, trách tôi vô tình, ngoặc kép. Đường Khả Hinh nhìn Đông Anh, lắc đầu cái, rất biết ơn cười, tôi trách. Tôi cảm ơn, cho tới nay, tôi đều rất biết ơn quan tâm tôi. Lòng đối với tôi, tôi cảm nhận được, ngoặc kép. Đông Anh cảm thấy rất an ủi mỉm cười, đưa hai tay ra, nhận lấy cái túi bảo vệ môi trường màu xanh lá cây, sau đó đưa tới trước mặt đường khả hình túi giấy màu vàng. Đây là thẻ tiền lương nhân viên, trong đó có 5 lương, tổng cộng 60.000 đồng, chiếc thẻ tiền lương mới làm xong, vốn định sau này chuyển tiền lương cho. Đáng tiếc, thể phục vụ cho khách sạn nữa, ra trong lòng tôi rất quý, cố gắng lên ngoặc kép. Đường khả hình nhận lấy cái túi giấy đó, có chút kích động nhìn về phía Đông Anh cảm ơn. Tôi cố gắng, ngoặc kép. Đông Anh dưng dưng nhìn, về chuyện tưởng thiên lỗi, có ngàn vạn lời muốn nhưng bị nghẹn nơi cổ học, lên tiếng. Đường khả hình, tiêu đồng sảng khoái mau tới, trước mặt đường khả hình nhìn mỉm cười, thủ tục nghỉ việc xong, theo tôi. Ngoặc kép. Vâng, đường khả hình vừa bước theo tiêu đồng, vừa quay đầu nhìn về phía Đông Anh. Đông Anh cũng đứng ở bên cạnh gốc cây, nghiêng đầu nhìn. Đường Khả Hinh biết có số việc thể lưu luyến, liền dứt khoát theo tiêu đồng về phía sân tòa nhà hành tránh tập đoàn Hoàn Cầu. Tổng cộng 20 tầng, màu bạc sáng rực đứng vững dưới bầu trời xanh, trước tòa nhà đều là sân cỏ xanh biếc, còn có đài phun nước hình cầu bằng pha lê màu xanh dương, có rất nhiều nhân viên ra vào, chuẩn bị ngày mai tổng giám đốc đến giải quyết công việc liên quan. Tiêu đồng mỉm cười dẫn đường Khả Hinh vào bộ phận nhân lầu 3, làm thủ tục nhận chức, sau đó bảo đường khả hình ký vào đơn nhận chức đường khả hình cũng hết sức khéo léo ngồi tại chỗ cầm lấy đơn nhận chức liếc mắt nhìn phía giới thiệu vắn tắt có liên quan đến mình cảm thấy có vấn đề mới vừa muốn ký vào nhưng hai mắt trợn tròn to nhìn về phía phản giới thiệu phía làm giật mình kêu lên cái gì thư ký tổng giám đốc tôi sao ngoặc kép tiêu đồng nhìn về phía khả hình cười đúng vậy chính là ngoặc kép tôi làm sao có thể làm thư ký tổng giám đốc phải tôi chuẩn bị thi chuyên gia hầu rượu sao, chức vị cao cấp như vậy, tôi dám nhận. Đường Khả Hinh nhất thời hoảng sợ. Tiêu đồng là nhiệt tình cởi mở, nhìn về phía đường Khả Hinh, mỉm cười sảng khoái, yên tâm. Chúng tôi đào tạo chuyên môn cho, hơn nữa là thư ký phụ trách hạng mục rượu, sau này nhất định phải khắp các trang trại rượu và tất cả khách sạn mua bán rượu đỏ của các quốc gia thế giới, tiến hành phối hợp giao tiếp trao đổi với trưởng bộ phận quầy ba quản lý khách sạn, bộ phận rượu, bộ phận mua hàng, đồng thời còn phải cùng Tổng Giám Đốc tham gia buổi hội nghị rượu đỏ toàn thế giới. Đây là công việc tốt, nếu có tâm tư xấu chút, có thể thăng chức rất nhanh. Ngoặc kép, trong lòng đường khả hình chợt lạnh, bởi vì bị hãm hại, bị sỉ nhục, bây giờ đối với xấu, sợ hãi. Tiêu đồng có chút ngạc nhiên nhìn về phía khả hình cười, thân ái, làm việc với Tổng Giám Đốc Trang, cho rằng anh ấy lạnh nhạt thờ ơ với, chờ đến ngày tranh tài rượu đỏ, loại bỏ sao anh ấy là người có năng lực tuyệt đối làm chuyện vô ích hoặc là vì thích trọng dụng nhân tài hơn nữa anh ấy để cho phụ trách công việc này là hy vọng có thể đến gần rượu đỏ hơn có lẽ biết chức vị này có chỗ tốt chính là mỗi ngày nhận được mẫu rượu đỏ lớn cỡ bàn tay từ các trang trại rượu toàn thế giới toàn bộ phía đều có ký hiệu bươm bướm màu xanh của hoàn cầu ngoặc kép đường khả hình hoàn toàn kinh hãi nhìn tiêu đồng nuốt ngụm nước bọt tổng giám đốc hiểu gì về tôi tại sao trọng dụng tôi như vậy ngoặc kép Tiêu đồng mỉm cười nhìn về phía đường khả hinh, thế giới này mỗi chuyện xảy ra đều có lý do. Nếu tới đây dũng cảm tiếp nhận, đây là bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng phải nhớ kỹ, anh ấy cho càng nhiều đối với cầu nghiêm khắc hơn, bình thường có thể đùa với anh ấy, ngay cả có thể trách mắng anh ấy, nhưng nhất định phải nhớ, phải làm tốt công việc của mình. Ra dạ anh ấy có thể là người vô tình hơn so với tổng giám đốc tưởng. Giám với tiếp nhận khiêu chiến của anh ấy. chương 170, khiêu chiến hai mắt đường khả hình vẫn gắt gao nhìn về phía anh, mang theo một tia kiên định và không thỏa hiệp nói, lúc tôi đến đây, phát hiện rất nhiều rất nhiều đồng nghiệp, bọn họ không tin tôi, cũng bởi vì ngày hôm qua ở trên thuyền anh đã nói lời nói này, bọn họ nghĩ rằng tôi đã đẩy thị trưởng phu nhân xuống biển, sau đó anh bao che cho tôi. Tưởng thiên lỗi không vui nhìn cô nói, người của bộ phận nào nói. Đường khả hình không có ý định lên tiếng. Văn Chi không nhịn được nói, bộ phận sảnh tiệc. Văn Chi, Trần Mạn Hồng làm bộ tức giận nhìn Văn Chi nói, nơi này đến phiên cô lắm mồm sao? Chính cô không nhịn được cúi đầu cười trộm. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh, tính toán không nhận nợ nói, lời đồn đại vốn không thể ngăn cản được. Nhưng cũng bởi vì anh mới có nhiều lời đồn đại như vậy, hai ngày nay, tôi đã trải qua vô số chuyện, mắt của tôi nhìn thấy mọi người chỉ trỏ vào tôi, tôi cũng nhìn người yêu tôi đau lòng khổ sở vì tôi, thậm chí tranh thủ cãi nhau, anh nhất định phải nói xin lỗi tôi ở trước mặt mọi người nói xin lỗi tôi. Trả lại danh dự cho tôi, như vậy tôi mới không làm cho nhiều người yêu tôi, nhiều người tin tưởng tôi phải thất vọng. Đường khả hình lại nhìn về phía tưởng thiên lỗi, nói. Mọi người cũng cảm thấy không hả giận, đồng nghiệp phòng ăn ngựa tôn, dối rít vào tới bên trong phòng ăn, tò mò nhìn, thậm chí còn có vài nhân viên lấy điện thoại di động ra quay video, chụp được hình ảnh quý giá này. Tưởng thiên lỗi ngưng mặt nhìn ánh mắt rất kiên quyết và van nài của đường khả hình, anh thở dốc một hơi rốt cuộc chậm rãi mở miệng nói xin lỗi ngày hôm qua tôi hiểu lầm cô đường khả hình đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm tưởng thiên lỗi trong lòng chợt chua sót tất cả mọi người cũng được an ủi nở nụ cười tưởng thiên lỗi lại nhìn đường khả hình hai mắt lạnh lùng lóe lên một chút bất đắc dĩ nói rất xin lỗi để cho cô chịu uất ức đường khả hình cúi đầu thật uất ức nước mắt từng viên lăn xuống tưởng thiên lỗi nhìn bộ dáng của cô liền sâu kín nói, đây là lần cuối cùng cô khóc ở khách sạn Á Châu. Nếu cô không thể thắng ở trong trận thi đấu rượu đỏ thì cô phải vĩnh viễn đi khỏi tập đoàn Hoàn Cầu. Theo Tổng Giám Đốc Trang học làm như thế nào để làm một nhân viên khách sạn đạt yêu cầu đi? Đường Khả Hinh không nhịn được nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía đường Khả Hinh. Đông Anh, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi gọi Đông Anh, lại nhìn chừng cặp mắt đẫm lệ của đường Khả Hinh, nói đưa cô ấy đi làm thủ tục nghỉ việc dựa theo xử lý ban đầu bồi thường cho cô ấy một năm tiền lương vâng đông anh đáp lời tiêu đồng trang hạo nhiên chậm rãi gọi vâng tiêu đồng lập tức tiến lên đưa cô ấy đi phòng nhân sự hoàn cầu làm thủ tục nhận chức trang hạo nhiên mỉm cười nói vâng tiêu đồng lên tiếng trả lời đường khả hinh chấm ngoặc kép đông anh nhìn chăm chú về phía cô nói đi theo tôi đưa cô đi làm thủ tục nghỉ việc Đường Khả Hinh nhìn Đông Anh, liền gật đầu một cái, lại ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái. Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn cô. Cô im lặng không lên tiếng, chỉ cúi đầu, mới vừa muốn đi qua bên cạnh Trang Hạo Nhiên đi ra ngoài, cổ tay bị người nhẹ nhàng nắm chặt, cô có chút sững sờ ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi trầm mặt, lạnh lùng nói, nếu như cô lựa chọn, thì phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Cũng đừng hy vọng số mạng bí mật tặng phần thưởng cho cô. Đường Khả Hinh kiên cường nhìn về phía anh cười nói từ lúc cha tôi bước vào nhà giam tôi đã biết tặng phần thưởng thượng đế cho tôi rồi, sau này tôi muốn dựa vào bản thân mình mà sống thật tốt, sống có tôn nghiêm. Cuộc thi tuyển chọn chuyên gia rượu đỏ lần này, tôi sẽ không thua. Tôi tuyệt đối sẽ không thua, tôi có lòng tin này, ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nắm chặt cánh tay mảnh khảnh lạnh lẽo, hai mắt khẽ lóe lên một cái, cuối cùng thở mạnh một hơi, gật đầu nói tốt. Như vậy tôi lau mắt chờ xem. Mặc kệ tôi đã từng có lỗi với cô thế nào, nếu cô có một chút không phù hợp tôi cũng tuyệt đối sẽ không tuyển dụng cô. Ngoặc kép, đường khả hinh mỉm cười, chớp đôi mắt ngấn lệ, nói tôi tin tưởng bản thân mình, dù thua, tôi cũng phải thua có tôn nghiêm, có giá trị. Ngoặc kép, tưởng thiên lỗi không lên tiếng nữa, lòng bàn tay buông lỏng. Đường khả hinh không lên tiếng lặng lẽ rút tay khỏi lòng bàn tay của anh, đi ra ngoài. Tưởng thiên lỗi cảm thấy bóng dáng nhỏ gầy, càng lúc càng cách xa mình, hai mắt của anh thoáng qua ánh sáng mãnh liệt. Trang hạo nhiên mỉm cười nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói, cảm ơn anh, tổng giám đốc tưởng. Cảm ơn anh thành toàn, ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi sâu kín quay đầu lại nhìn về phía trang hạo nhiên, những lông mày nói, xem ra giữa chúng ta, số mạng đã định trước là đối thủ, luôn phải cướp đoạt. Ngoặc kép, nói nhảm, trang hạo nhiên cười nói, anh từ bỏ cô ấy, tôi đón nhận, mặc dù tôi biết rõ, có lẽ anh không muốn từ bỏ. Ngoặc kép, Tưởng thiên lỗi không muốn nói thêm lời nào chỉ xoay người đi ra ngoài. Trang hạo nhiên đứng ở một bên, vẫn rất đẹp trai nở nụ cười nói với Thái Hiền. Thái Hiền, bảo đường khả hinh làm xong thủ tục nhận chức, thay đổi đồng phục xong, đến phòng Tổng thống tìm tôi. Ngoặc kép. Vâng, Thái Hiền lên tiếng trả lời. Suốt cuộc trang hạo nhiên giải quyết xong chuyện, thở ra một hơi, đôi tay cắm túi quần, rất thoải mái đi ra khỏi phòng ăn, lại nhìn thấy Tào Anh Kiệt đang đứng ở một bên, rất biết ơn nhìn mình anh lạnh lùng chừng mắt liếc nhìn Tào Anh Kiệt một cái, mới xoay người đi ra ngoài. Tòa nhà nhân viên, đường khả hình cầm chìa khóa và bộ đồng phục của mình cùng tất cả vật phẩm lúc đến, bỏ vào trong túi bảo vệ môi trường màu xanh lá cây, đưa về phía Đông Anh. Đông Anh nhìn chiếc túi bảo vệ môi trường màu xanh lá cây, nhớ tới lúc cô mới vào nhận việc vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ như đứa bé, hiện tại chỉ mới bao lâu, đã trải qua rất nhiều chuyện. Cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn cặp mắt to tròn hiền lành của Khả Hinh, sâu kín hỏi cô có trách tôi không trách tôi vô tình không ngoặc kép đường khả hinh nhìn đông anh lắc đầu một cái rất biết ơn cười nói tôi không trách cô tôi cảm ơn cô cho tới nay tôi đều rất biết ơn cô quan tâm tôi cô thật lòng đối với tôi tôi cảm nhận được ngoặc kép đông anh cảm thấy rất an ủi mỉm cười đưa hai tay ra nhận lấy cái túi bảo vệ môi trường màu xanh lá cây sau đó đưa tới trước mặt đường khả hinh một túi giấy màu vàng nói, đây là thẻ tiền lương nhân viên, trong đó có một năm lương, tổng cộng 60.000 đồng, chiếc thẻ tiền lương mới làm xong, vốn định sau này chuyển tiền lương cho cô. Thật đáng tiếc, cô không thể phục vụ cho khách sạn nữa, thật ra trong lòng tôi rất quý cô, cố gắng lên. Ngoặc kép, đường khả hình nhận lấy cái túi giấy đó, có chút kích động nhìn về phía đông anh nói cảm ơn cô. Tôi sẽ cố gắng, ngoặc kép. Đông Anh dưng dưng nhìn cô, về chuyện tưởng thiên lỗi, cô có ngàn vạn lời muốn nói nhưng bị nghẹn nơi cổ họng không lên tiếng đường khả hinh tiêu đồng sảng khoái mau đi tới trước mặt đường khả hinh nhìn cô mỉm cười nói thủ tục nghỉ việc đã xong đi theo tôi ngoặc kép vâng đường khả hinh vừa bước theo tiêu đồng vừa quay đầu nhìn về phía đông anh đông anh cũng đứng ở bên cạnh gốc cây nhưng đầu nhìn cô đường khả hinh biết có một số việc không thể lưu luyến liền dứt khoát theo tiêu đồng đi về phía sân tòa nhà hành tránh tập đoàn hoàn cầu Tổng cộng 20 tầng, màu bạc sáng rực đứng vững dưới bầu trời xanh, trước tòa nhà đều là sân cỏ xanh biếc, còn có một đài phun nước hình cầu bằng pha lê màu xanh dương, đã có rất nhiều nhân viên đi ra đi vào, chuẩn bị ngày mai tổng giám đốc đến giải quyết công việc liên quan. Tiêu Đồng mỉm cười dẫn Đường Khả Hinh đi vào bộ phận nhân sự lầu 3, làm thủ tục nhận chức, sau đó bảo Đường Khả Hinh ký vào đơn nhận chức. Đường Khả Hinh cũng hết sức khéo léo ngồi tại chỗ, cầm lấy đơn nhận chức, liếc mắt nhìn phía trên giới thiệu vắn tắt có liên quan đến mình, cảm thấy không có vấn đề, mới vừa muốn ký vào, nhưng hai mắt trợn tròn to nhìn về phía phản giới thiệu phía trên, làm cô giật mình kêu lên, cái gì? Thư ký tổng giám đốc, tôi sao, ngoặc kép. Tiêu đồng nhìn về phía khả hình cười nói, đúng vậy. Chính là cô, ngoặc kép. Tôi làm sao có thể làm thư ký tổng giám đốc? Không phải tôi chuẩn bị thi chuyên gia hầu rượu sao? Chức vị cao cấp như vậy, tôi không dám nhận. Đường Khả Hinh nhất thời hoảng sợ nói. Tiêu Đồng là một cô gái nhiệt tình cởi mở, nhìn về phía đường Khả Hinh, mỉm cười sảng khoái nói cô yên tâm. Chúng tôi sẽ đào tạo chuyên môn cho cô, hơn nữa cô là thư ký phụ trách hạng mục rượu, sau này nhất định phải đi khắp các trang trại rượu và tất cả khách sạn mua bán rượu đỏ của các quốc gia trên thế giới, tiến hành phối hợp giao tiếp trao đổi với trưởng bộ phận quầy ba quản lý khách sạn, bộ phận rượu bộ phận mua hàng đồng thời còn phải cùng tổng giám đốc tham gia buổi hội nghị rượu đỏ toàn thế giới đây là một công việc tốt nếu cô có tâm tư xấu một chút có thể cô sẽ thăng chức rất nhanh ngoặc kép trong lòng đường khả hình trượt lạnh bởi vì đã bị hãm hại bị sỉ nhục bây giờ đối với xấu cô đã thật sợ hãi tiêu đồng có chút ngạc nhiên nhìn về phía khả hình cười nói thân ái cô làm việc với tổng giám đốc trang thật sự cho rằng anh ấy sẽ lạnh nhà thờ ơ với cô chờ đến ngày tranh tài rượu đỏ, sẽ loại bỏ cô sao? Anh ấy là một người có năng lực, tuyệt đối không làm chuyện vô ích, hoặc là vì thích trọng dụng nhân tài, hơn nữa anh ấy để cho cô phụ trách công việc này là hy vọng cô có thể đến gần rượu đỏ hơn. Có lẽ cô không biết chức vị này có một chỗ tốt, chính là mỗi ngày cô sẽ nhận được một mẫu rượu đỏ lớn cỡ bàn tay từ các trang trại rượu trên toàn thế giới, toàn bộ phía trên đều có ký hiệu bươm bướm màu xanh của hoàn cầu. Ngoặc kép, đường khả hình hoàn toàn kinh hãi nhìn tiêu đồng, nuốt một ngụm nước bọt nói tổng giám đốc không hiểu gì về tôi tại sao trọng dụng tôi như vậy ngoặc kép tiêu đồng mỉm cười nhìn về phía đường khả hinh nói trên thế giới này mỗi một chuyện xảy ra đều có lý do nếu cô đi tới đây thì dũng cảm tiếp nhận đây là bắt đầu cuộc sống mới nhưng cô phải nhớ kỹ anh ấy cho cô càng nhiều đối với cô sẽ yêu cầu nghiêm khắc hơn bình thường cô có thể nói đùa với anh ấy ngay cả có thể trách mắng anh ấy nhưng cô nhất định phải nhớ cô phải làm tốt công việc của mình thật ra anh ấy có thể là một người vô tình hơn so với tổng giám đốc tưởng. Cô dám với tiếp nhận khiêu chiến của anh ấy không? Audio điện tử võ tấn bền chương 171, bánh xe trong chóng gió xoay tròn Khả hình nghe vậy, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, không chút do so dự, nhưng đầu ngón tay dần dần run rẩy Tiêu đồng cũng không lên tiếng, chờ đợi cô Khả hình im lặng, từ từ đặt sơ yếu lý lịch xuống, không nói gì, Tiêu Đồng và quản lý bộ phận nhân sự cũng đang nhìn chăm chú, thật bình tĩnh nắm bút, giống như cha nhiều năm trước, trước ánh mắt chăm chú của mọi người, cầm bút máy điền tên họ của mình vào sơ yếu lý lịch, khi ba chữ xinh đẹp đường khả hinh xuất hiện trên tờ sơ yếu lý lịch thì cô ngưng mắt nhìn chữ viết, hai mắt của cô chợt đỏ bừng. Tiêu Đồng bật cười, hướng về phía khả hinh lưu loát nói, chúc mừng cô trở thành một thành viên của tập đoàn hoàn cầu. Khả hinh ngẩng đầu nhìn Tiêu Đồng, nghiêm túc mỉm cười. Thủ tục nhận chức đã làm xong, mời cô đi theo tôi. Tiêu Đồng nhanh chóng nói với Khả Hinh. Đường Khả Hinh thở dốc một hơi, cảm giác bước chân có chút mềm nhũn, cắn chặt răng đứng lên, đi theo Tiêu Đồng đi ra khỏi bộ phận nhân sự. Sau đó nghe Tiêu Đồng nói, tòa nhà hành tránh chỉ là nơi làm việc của Tập đoàn Hoàn Cầu. Tạm thời từ lúc khởi công dự án khách sạn dưới nước đến khi hoàn thành sẽ ở lại chỗ này. Sau khi kết thúc các hạng mục, chúng ta sẽ quay về Anh Quốc. Cả Tập đoàn Hoàn Cầu của chúng ta tổng cộng có hơn một triệu nhân viên ở nơi này khoảng một ngàn nhân viên chủ chốt đến từ các quốc gia trên thế giới chỉ có nhân viên làm việc cơ mật mới lại ở chỗ này cho nên ra vào ở chỗ này tất cả đều là người ưu tú của hoàn cầu đương nhiên cũng có nữ nhân viên yêu thích trang điểm ăn mặc ăn vặt như các minh tinh thậm chí công khai thích nhìn những chàng trai trẻ đẹp bình thường không phải tình huống đặc biệt tổng giám đốc trang không quá gò bó hành vi của các cô bởi vì bản thân của anh ấy không phải là một người quá quy tắc tiêu đồng nói tới chỗ này liền đứng ở trước thang máy, mỉm cười quay đầu, nhìn về phía Khả Hinh. Khả Hinh cũng mỉm cười. Cửa thang máy mở ra. Tiêu Đồng dẫn Khả Hinh đi vào thang máy, sau đó cô tiếp tục giải thích, bởi vì Hoàn Cầu là một tổ chức nghiệp vụ, cho nên cô nhìn thấy các nhân viên chủ chốt, bọn họ đều không cần mặc đồng phục, chỉ có thư ký tổng giám đốc mới cần trở lại thay đồng phục công ty cho nên phòng thay quần áo không giống như khách sạn Á Châu có rất nhiều người ra vào, cô có phòng thay quần áo riêng và một gian phòng tắm công cộng nhỏ. Cũng đặc biệt bố trí phòng spa, nếu sau khi tan việc, cô cảm giác làn da không tốt, có thể thuận tiện làm spa miễn phí. Khả Hinh có chút ngạc nhiên nhìn về phía tiêu đồng nói, còn có loại phục vụ này sao? Thang máy tầng 5, tiêu đồng mỉm cười đi ra ngoài nói, tổng giám đốc trang quản lý nhân viên rất đặc biệt, anh ấy hết sức chú trọng đến chuyện nhân viên được làm việc trong một môi trường thoải mái và vui vẻ, có thể nâng cao hiệu quả và mức độ nhiệt tình đối với công việc. Tiêu Đồng nói xong liền dẫn Khả Hinh đi vòng qua một phòng khách, bởi vì tập đoàn Hoàn Cầu mới chính thức vào ở, cho nên hôm nay chỉ có vài nữ viên ở lầu 5 khu đang hoạt động chủ yếu. Cô đi về phía phòng khách trước một gian phòng nhỏ, cẩn thận đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một gian phòng nhỏ màu hồng, bên trong có một bàn trang điểm nho nhỏ, tủ treo quần áo đứng, phòng tắm riêng. Còn để hai chai nước hoa Tiêu đồng xoay người nhìn về phía Khả Hinh mỉm cười nói Đây là phòng thay quần áo riêng của cô Tổng cộng có ba bộ đồng phục treo ở trong tủ quần áo Cô có 10 phút, mau thay đồng phục Chúng ta còn phải đi gặp Tổng Giám Đốc Vâng, đường Khả Hinh còn chưa kịp nhìn phòng thay quần áo nho nhỏ của mình Liền đi vào mở tủ quần áo Quả nhiên nhìn thấy ba bộ đồng phục màu xanh đen được ủi thẳng thớm treo bên trong Phát ra vẻ nghiêm túc và tinh tế cô nhìn chăm chú bộ đồng phục, không suy nghĩ nữa, lập tức vươn tay gỡ xuống một trong ba bộ, giờ ngay trước mắt, nhìn cúc áo màu vàng chiếu sáng lấp lánh giống như cúc áo của Tổng Giám Đốc Hoàn Cầu, cô khẽ cắn môi dưới, cầm đồng phục đi vào phòng tắm. Tiêu đồng đứng ở ngoài cửa, nhắc cổ tay nhìn đồng hồ, đã hơn 5 phút đồng hồ, sau đó nghe tiếng cửa vang lên, cô xoay người lại đã nhìn thấy đường khả hình, mặc vào đồng phục màu xanh đen, vóc người xinh đẹp hấp dẫn. Lộ ra cặp đùi thon dài trắng nõn dưới váy ngắn. Tóc ngắn chạm vai khiến cho cô càng trẻ trung xinh đẹp, Tiêu Đồng chậm rãi đánh giá lối ăn mặc của cô, thật xinh đẹp động lòng người. Khả Hinh có chút ngượng ngùng cúi đầu. Tiêu Đồng nhìn bộ dáng cô, không nhịn được nhìn về phía má trái của cô, có chút đồng tình cười nói, đi theo tôi, tổng giám đốc có chuyện muốn gặp cô. Đường Khả Hinh có chút căng thẳng ngẩng đầu. Tiêu Đồng nhìn về phía Khả Hinh hiểu ý cười nói, tổng giám đốc của cô đã không phải là tổng giám đốc tưởng nữa, mà là tổng giám đốc Trang. Tầng lầu cao nhất, phòng tổng thống. Hai cánh cửa gỗ đỏ ở đầu kia hành lang thật dài. Cửa thang máy mở ra, Tiêu Đồng dẫn Khả Hinh đạp trên thảm hoa màu tím đi về phía hai cánh cửa gỗ đỏ. Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng Khả Hinh lại bước thật nặng, hai mắt của cô càng lúc càng sáng nhìn về phía hai cánh cửa gỗ này, trái tim đập thình thịch. Tiêu Đồng mỉm cười đi tới bên cửa mới xoay người nói với Khả Hinh, "Được rồi, tiếp theo là việc của cô, tôi không thể đi cùng, buổi chiều tôi còn có việc." đừng căng thẳng, tôi nhắc nhớ cô, mặc dù Trang Tổng là một người nghiêm khắc, nhưng anh ấy có nhìn thấy cô chăm chỉ làm việc hay không, điều này rất quan trọng. Cố lên, thả lỏng. Cảm ơn cô, đường khả hình rất nghi ngờ, nhưng vẫn thật lòng cảm ơn. Tiêu đồng nhìn cô cười cười, liền xoay người đi khỏi. Trái tim đường khả hình giống như muốn nhảy ra ngoài, cô nhìn chằm chằm cánh cửa kia, theo bản năng đưa bàn tay nhỏ bé, gõ nhẹ một tiếng. Bên trong không có chút tiếng động, Cô đứng yên trong chốc lát, rốt cuộc lại đưa tay gõ một cái. Đinh một tiếng, cửa tự động mở ra. Khả Hinh có chút kinh ngạc, cô cho rằng sẽ có người giúp việc tới mở cửa, nhưng cảm thấy bên trong rất yên tĩnh, cô đưa hai tay đẩy nhẹ hai cánh cửa, nhất thời cảm thấy một luồng gió mát đập vào mặt, mang đến không khí nhẹ nhàng khoan khoái. Cô trợn to hai mắt nhìn, phòng tổng thống xa hoa bày ra trước mắt, ghế salon đắt tiền, bức bình phong nước, đèn chùm pha lê to lớn màn hình tinh thể lỏng cao 3 mét đang phát tin tức các quốc gia trên thế giới, trước phòng khách là gian phòng thủy tinh hình cầu ở ngoài sân thượng của khách sạn Á Châu. Bên trong đặt một chiếc piano ba chân, một mùi thơm hoa trà quanh quẩn, một tờ giấy hợp đồng trắng tinh hình vuông có lẽ đã bỏ đi, cho nên bốn góc vuông bị cắt thành bốn đường thẳng, cửa sổ sát đất mở ra gió lùa vào đang cuốn lên một góc. Tổng giám đốc Trang, chấm ngoặc kép, khả hình gọi nhỏ. Bốn phía vẫn yên tĩnh cô nhẹ nhàng đạp mặt đá cầm thạch màu đen sáng bóng, từng bước từng bước đi về phía giữa ghế salon, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, càng nhìn càng cảm thấy kiến trúc sư này nhất định là người rất phóng khoáng. Lúc thiết kế gian phòng, phòng tổng thống, này đã mạnh dạn đưa vào suy nghĩ riêng của mình, mà yêu cầu của khách sạn phải sang trọng bậc nhất. Thậm chí cô thấy bên trái ghế salon đặt một trụ thủy tinh hình tròn, bên trong có cá nhỏ nhiệt đới màu lam, màu tím, màu bạc đang bơi lội. Cô rất ngạc nhiên nhìn đàn cá nhỏ nhiệt đới, tâm trạng không tự chủ trở nên tốt hơn, trên mặt lộ ra nụ cười rất vui vẻ. Trước bàn, mười mấy phần tài liệu mở ra lung tung, không ngăn nắp, sốc sách kinh khủng. Tại sao không có người giúp việc? Khả hình không nhịn được kho người xuống, cẩn thận sắp xếp từng phần tài liệu thật ngay ngắn, bằng phẳng đặt ở cùng một chỗ, lại cầm ly hoa trà đã nguội đưa lên mũi ngửi nhẹ một cái, cảm giác mùi thơm này giống như vẫn còn ở trong ly thủy tinh. Cô mỉm cười để ly thủy tinh xuống, sau đó nhìn thấy tờ giấy trắng hình vuông vẫn cuốn lên một góc, khả hình chú ý tới chính giữa tờ giấy trắng có một chấm tròn nho nhỏ, cô hơi tò mò cầm tờ giấy hình vuông ở trong tay nhìn một chút, cũng không nhịn được mỉm cười. Liền cuốn bốn góc giấy vào chấm tròn ở giữa, gấp thành hình trong chóng gió, mới cúi người đè nhẹ xuống nắp một hộp gỗ nhỏ màu nâu bên cạnh hộp khăn giấy, lắc ra một cây tăm, cô có chút ham chơi cầm cây tăm, luồn vào giữa trong chóng gió. Cố định hình dáng của nó, sau đó cầm một đầu cây tam dơ về phía hướng gió, đón gió lớn. Trong chóng gió xoay xòe xòe giống như bánh xe. Tâm trạng đường khả hình không khỏi trở nên tốt hơn, từ nhỏ đến lớn, cô thích nhất là trong chóng gió, bởi vì có một anh trai đã nói đó là bánh xe hạnh phúc, thậm chí cô cười ra tiếng. Chơi thật vui sao, có một giọng nói cảm tính từ phía sau truyền đến. Chơi thật vui, chấm ngoặc kép, thậm chí đường khả hình còn dơ cao trong chóng gió, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ ngọt ngào đáp lời, sau đó cô đột nhiên nhìn thấy một bóng nhàn nhạt trong bức tường thủy tinh phía đối diện mình đang nhìn mình còn có ánh mắt nóng rực của bóng dáng màu trắng ở sau lưng đang nhìn mình trái tim của cô nhảy loạn chợt xoay người lại nhìn thấy trang hạo nhiên mặc áo t-shirt tay ngắn màu trắng quần thường màu trắng nét mặt nghiêm túc lộ ra vẻ bí ẩn nhìn mình a à, đường khả hình lui ra sau một bước trong chóng gió trong tay chợt rớt xuống ngón tay thon dài cầm trong chóng gió đó trang hạo nhiên chậm rãi cầm trong chóng gió đã rơi ra nhưng vẫn đón gió, nhẹ nhàng chuyển động, anh nhìn trong chóng gió xoay có chút khó khăn, suy nghĩ bay đến một nơi, cuối cùng, nở một nụ cười trêu đùa nhìn về phía Khả Hinh. Khả Hinh lập tức cúi đầu. Trang Hạo Nhiên cầm trong chóng gió, nhìn cô, từng bước từng bước đi tới. Đường Khả Hinh hoảng sợ đến trái tim đập thình thịch, từng bước từng bước lui về phía sau, nhưng cảm thấy thân thể Trang Hạo Nhiên phát ra một hơi thở đàn ông sau khi tắm nhào về phía mình. Mặt của cô lập tức đỏ lên, chân đã thối lui đến bên cạnh ghế salon, đôi tay chống thành ghế phía sau lưng, tay bấu chặt vào ghế salon. chương 172, chuẩn bị cho cô. Trang hạo nhiên dừng bước nhìn bộ dáng nhát gan của đường khả hình, trên khuôn mặt đẹp trai của anh đột nhiên khẽ nở nụ cười nói, đừng căng thẳng như vậy, tôi không có hứng thú đối với cô gái trẻ tuổi. À, đường khả hình có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên lại không có để ý đến cô, mà thu hồi lại bộ dáng đùa cợt hàng ngày, cầm trong chóng gió đi về phía ghế salon, liếc mắt một cái nhìn thấy tài liệu trên bàn trà nhỏ, đã thu dọn xong, bằng phẳng đặt chồng lên nhau, anh có chút im lặng, nhìn về phía tài liệu kia nói có phải cô giúp tôi thu dọn tài liệu hay không? Vâng, chấm ngoặc kép, đường khả hình có chút căng thẳng vội vàng trả lời. Trang hạo nhiên nhăn mày, nhìn gần 40 phần tài liệu xếp thành chồng lên nhau, anh thở dài nói, lần sau. Nếu như tôi không có căn dặn, không nên đụng đến tài liệu trên mặt bàn tôi thật vất vả mới tìm được tài liệu tôi muốn xem là tới một ít mặt làm ký hiệu bây giờ cô sắp lại ngay ngắn tôi lại phải tìm một lần nữa à đường khả hinh nghe vậy mặt đỏ lên căng thẳng nói xin lỗi tôi không nghĩ tới chuyện này trang hạo nhiên ngồi ở trên ghế salon đặt trong chóng gió sang một bên vẻ mặt trầm ngâm dựa theo như trí nhớ rất tốt của mình lại xốc chúng lộn xộn một lần nữa phủ kín cả bàn trà Khả Hinh Hoa cả mắt cúi thấp đầu, nhìn anh sốc toàn bộ tài liệu trở nên rối loạn, có vài phần mở ra, có vài phần chỉ mở một mặt, cô thật sự không hiểu, làm như vậy, rốt cuộc mang đến cho anh thuận lợi gì. Trang Hạo Nhiên sốc toàn bộ tài liệu rối loạn, mới cầm một phần tài liệu trong đó, mở ra, tựa vào trên ghế salon, vừa nhìn số liệu phía trên, vừa nói, ngồi đi. Vâng, đường Khả Hinh cảm giác cả người mình rất chật vật ngồi trên ghế salon đối diện anh, Nhìn anh cúi đầu xem tài liệu rất chăm chú, so với bên ngoài, nhìn thấy anh cười to sảng láng, thậm chí bộ dáng có chút đùa cợt, rất không giống nhau. Trang Hạo Nhiên vừa nhìn tài liệu, vừa hỏi, cô muốn uống chút gì không? Không cần." chấm ngoặc kép, âm thanh yếu ớt. Trang Hạo Nhiên hơi nâng mắt nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh lập tức cúi đầu, mười ngón tay đặt ở trên đùi, càng không ngừng uốn qua uốn lại. Vẻ mặt nghiêm túc của Trang Hạo Nhiên rốt cuộc hiện lên nụ cười. Buông tài liệu tài liệu trong tay xuống ở trước mặt cô, đứng dậy cất bước đi về phía phòng bếp, bước lên ba bậc thềm, mở tủ lạnh ra, nhìn thoáng qua các loại thức uống bên trong, liền không hài lòng đóng lại, mở một cánh cửa khác, lấy ra một chiếc ly thủy tinh cao cổ tỏa ra hơi lạnh đặt xuống trước bàn bếp, im lặng lấy ra sữa dừa ướp lạnh, rót vào trong ly, múc một muỗng đậu đỏ bỏ và mười mấy quả nho chua vào trong ly, rác hạt đậu phộng nấu chín vừa phải lên trên. Nhưng đậu đỏ không có nổi lên nhìn thấy sữa dừa và đậu đỏ hòa vào nhau, hài lòng. Anh lấy một cái muỗng nhỏ bằng sứ trắng bỏ vào trong ly, mang ly thức uống đi ra phòng khách. Đường khả hình nghe tiếng bước chân, lập tức có chút căng thẳng đứng lên, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên cầm một ly thức uống, đặt xuống trước mặt của mình, nói uống đi. Cô cúi đầu, nhìn ly thức uống này, có chút kinh ngạc nhìn hạt đậu phộng, đậu đỏ, nho ở phía trên. Ngồi đi, Trang Hạo Nhiên ngồi ở trên ghế salon, cầm tài liệu xem. Vâng, đường khả hinh nhìn thấy anh vẫn rất tao nhã ngồi ở trên ghế salon, lật xem tài liệu, cô không dám lên tiếng, vươn tay cầm ly sữa dừa và đậu đỏ, có hơi khát nước uống một hớp, chợt cảm thấy nước dừa ngọt dịu mát rợi thoải mái, cô hơi ngạc nhiên cầm cái muỗng nhỏ, múc mấy hạt đậu phộng và nho ăn, một mùi vị ngọt ngọt giòn giòn trong trẻo, thật sự làm cho người ta kích thích, tâm trạng ổn định, cô vừa nhai, vừa mỉm cười vui vẻ. Trang hạo nhiên nâng mắt nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh có chút vui vẻ cầm cái muỗng nhỏ múc một chút đậu đỏ chậm rãi ăn thật thoải mái. Anh im lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh vẫn uống sữa dừa, lại cảm giác trước mặt có một luồng ánh sáng ẩn chứa soi mói chiếu về phía mình, cô có chút sững sờ cầm thức uống ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt thâm trầm của Trang Hạo Nhiên, trong lòng của cô chợt căng thẳng nhưng không thể rời khỏi ánh mắt kia. Trang Hạo Nhiên dừng động tác trong tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô, dần dần, anh khẽ chớp mắt trên mặt lộ ra nụ cười không có ý tốt. Đường khả hình có chút sợ hãi để ly xuống, căng thẳng nhìn về phía anh, giống như cảm thấy ánh mắt sáng rực của anh, có chút không tốt. Trang hạo nhiên buông tài liệu trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy, có chút lạnh lùng nhìn về phía cô. Trái tim đường khả hình đập thình thịch, cảm thấy ánh mắt của trang hạo nhiên quá sáng, giật mình hai tay chống ghế salon, lui về phía sau một bước, cúi đầu không dám lên tiếng. Trang Hạo Nhiên chậm rãi thu lại ánh mắt nóng rực, đột nhiên trở nên thâm thúy lạnh lẽo, cất bước đi tới trước mặt cô, nhìn cô ngồi ở trên ghế salon có chút sợ hãi cúi đầu khẽ dãy ruộng, có chút căng thẳng, ngón tay thon dài của anh khẽ nhúc nhích, từ từ duỗi về phía khuôn mặt của Đường Khả Hinh, chạm vào cằm của cô, bóp nhẹ một cái. Khả Hinh kinh hãi, giống như bị rắn cắn, bỗng nhiên ngẩng đầu, thấp thỏm lo âu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hai mắt không nhịn được hoảng sợ đến đỏ bừng con người thâm thúy của Trang Hạo Nhiên giống như có độc nhìn về phía cô. Hai mắt khả hình nhất thời tràn nước mắt, run rẩy nhìn anh. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên khẽ đảo qua nhìn về phía vết sẹo màu hồng bên má trái của cô, kéo dài gần đến cằm, cuối cùng sắc mặt của anh hơi hỏa hoãn, nở nụ cười nhìn về phía cô, trầm giọng nói, cô sợ tôi. Khả hình không dám lên tiếng, chỉ căng thẳng nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, đột nhiên cười một tiếng, nói, đi sang đây ngồi một chút. À, đường khả hình có chút lo sợ, nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên nhìn ánh mắt mơ mộng của cô, lóe ra chút ánh sáng mê man, anh chậm rãi nói, đi sang ngồi đi. Cô ngồi ở vị trí này, là chỗ tôi thường ngồi, tôi không quen ngồi chỗ có ánh sáng. Đường khả hình chợt thở vào nhẹ nhóm, cảm giác mình có chút hoảng sợ, xê dịch ra một chút, nước mắt cũng suýt chút nữa tràn ra. Trang hạo nhiên nhìn cô một cái, im lặng ngồi ở trên ghế salon, quen ngửa đầu ra sau, tựa vào trên ghế salon nhắm mắt lại hơi lười biếng nói mở tài liệu ở trước mà tôi xem đi đường khả hình nghe vậy liền ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía anh đang nhắm mắt khuôn mặt rất đẹp trai cô có chút ngây ngốc hỏi chấm xem tài liệu tôi sao ừ chấm ngoặc kép trang hạo nhiên vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi đường khả hình quay đầu nhìn về phía mấy phần tài liệu để trên bàn trà ngạc nhiên hỏi xem cái nào tùy tiện trang hạo nhiên nói Đường khả hình có chút tò mò vươn tay, cầm lên một phần tài liệu, mở ra xem, chợt nhìn thấy phía trên có ghi chép tình hình có liên quan đến trang trại rượu đỏ tân thế giới, còn ghi rất tỉ mỉ tất cả loại rượu tê doa, phía dưới có sơ đồ giải thích rượu mẫu. Thậm chí cô nhìn thấy ở phía dưới có viết một số ghi chú rất quan trọng về chất rượu, toàn bộ gạch bằng hai đường màu đỏ, chữ viết hết sức phóng khoáng, ghi chú rõ ràng thưởng thức rượu này thì phải chú ý thời gian giải rượu không vượt quá 12 phút. Cô đang cầm tài liệu, hơi nghi ngờ nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên nhắm mắt lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của cô, liền sâu kín nói, trên bàn để hơn 40 phần tài liệu rượu đỏ quan trọng, tôi đã đánh dấu và gạch đường đỏ trước cho cô, những chỗ gạch đỏ, cô phải chú ý xem một chút. Đường khả hình trợn to hai mắt, nhìn về phía trang hạo nhiên, mất hồn nói anh. Anh nói, những tài liệu này đều chuẩn bị cho tôi hay sao? Anh còn đặc biệt gạch đường đỏ ưng ừ, trang hạo nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi vẫn nhắm mắt ngủ trong lòng của đường khả hình từ từ ấm áp nhìn về phía anh có chút cảm động hỏi tại sao anh muốn giúp tôi bởi vì hiện tại cô phải làm việc cho tôi trang hạo nhiên cảm thấy vấn đề này có chút nhàm chán nhưng anh vẫn trả lời đường khả hình đột nhiên cười thật kích động quay đầu nhìn tài liệu trong tay lật xem từng tờ từng tờ phát hiện gần như mỗi một tờ trang hạo nhiên đều có ghi chú và gạch đường đỏ giống như có thể cảm nhận được bộ dáng chăm chú của anh lúc xem xét những tài liệu này. Cô lập tức nhớ tới mới vừa rồi mình tiến vào, nhìn thấy tài liệu bày biện, rốt cuộc mới biết được nguyên nhân anh tức giận. Trang hạo nhiên vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng mở miệng nói, sắp xếp lại tài liệu ngăn nắp, tối nay về xem hết toàn bộ, ngày mai tôi kiểm tra cô. Đường khả hình vui vẻ quay đầu nhìn về phía Trang hạo nhiên nói, anh kiểm tra tôi. Ừm, um. chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên lên tiếng trả lời. Đường khả hình lại kích động nhìn về phía anh nói, anh kiểm tra tôi. Trang hạo nhiên mở mắt, cao mày nhìn về phía cô, nói, ừm. Đường khả hình đột nhiên vui vẻ mỉm cười, mắt chấp chấp giống như vầng trăng, đột nhiên trong lòng có chút chua chua, vừa khóc vừa cười nói tôi. Tôi, tôi sẽ cố gắng. Trang hạo nhiên nhìn bộ dáng cô, liền a một tiếng, có chút khó tin bật cười, đứng lên, nói, đi theo tôi. Vâng, chấm ngoặc kép đường khả hinh vội vàng để văn kiện xuống sắp xếp chúng thành một chồng mới bước nhanh theo sát ở sau lưng trang hạo nhiên đi lên cầu thang xoắn ốc màu trắng quẹo trái trải qua một trường đấu kiếm hồ bơi cá nhân lại quẹo phải phát hiện hành lang thiết kế có chút tính mịch không gian bằng gỗ làm cho người ta có một loại cảm giác thật an toàn trang hạo nhiên đi tới trước hai cánh cửa mới dừng bước chân xoay người nhìn về phía khả hinh hai mắt chậm rãi ngưng tụ nói mở cửa đi đường khả hinh đột nhiên có chút kích động bước nhẹ nhàng đi tới trước cửa gỗ suy nghĩ một chút mới đưa hai tay ra muốn đẩy hai cánh cửa thật lớn mở ra lại nhìn thấy một cánh cửa kính cô ngạc nhiên sững sờ quay đầu nhìn về phía trang hạo nhiên trang hạo nhiên nghiêm mặt dẫn đường khả hình đi tới trước cánh cửa thủy tinh có một mật mã khóa nho nhỏ đứng ở sau lưng cô hỏi sinh nhật của cô là ngày mấy ách chấm ngoặc kép đường khả hình có chút căng thẳng suy nghĩ một chút trang hạo nhiên không nhịn được cười nói ngày sinh nhật của cô mà cũng không biết. Tôi nhớ rồi, mùng 2 tháng 7, đường khả hình lập tức nói. Trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng, đưa tay lên trước, bấm mật mã, lại nhấn hồi phục mật mã, đưa vào số 0207, sau đó tiến gần sát thân thể của cô, nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên khóa cảm ứng mật mã màu đỏ, truyền đến tiếng nói rốn như người máy, đã kiểm tra đối chiếu chỉ tay. Ánh đèn màu đỏ sáng lên rốt cuộc hai cánh cửa thủy tinh chậm rãi, mở ra, nhất thời một gỗ sồi nồng nặc đập vào mũi, giống như từ kiếp trước đã lâu tìm được trong kiếp này. Khả Hinh nhìn mọi thứ trước mặt, ánh mắt sáng lên. chương 173, truyền thuyết thần gió. Kho rượu hơn 100 mét vuông, tổng không gian duy trì ở nhiệt độ 13 độ C, toàn bộ được thắp ngọn đèn nhỏ màu hồng, ánh sáng nhu hòa, từng chai rượu đỏ ở dưới ánh đèn lấp lánh màu sắc cao quý, giống như dịch rượu đỏ ở trong thùng gỗ sồi, rốt cuộc có mấy ai hiểu được rượu đỏ cho tới bây giờ nó luôn kín đáo, thâm trầm, tinh tế, nhưng con người đã khai phá nó. Đường khả hình giật mình nhìn kho rượu đỏ gần trăm mét vuông, toàn bộ dùng gỗ sồi và gỗ đỏ quý hiếm tạo thành, hơn nữa giữa các giá rượu lộ ra từng dòng hoa văn giống như dịch rượu bắt đầu phun ra, nhưng rượu đỏ vẫn nằm ở bên trong giá yên ổn và thâm trầm như thế. Đây là một loại cảm giác rất kỳ lạ, làm cho người ta không khỏi hãm sâu vào trong đó. Cô có một loại cảm giác rất rõ ràng, nơi này không còn các nội quy quy tắc của khách sạn, thậm chí cách xa thế giới nhộn nhịp ở bên ngoài, có chỉ một loại cảm giác trở về với thiên nhiên. Trang hạo nhiên đứng ở giữa kho rượu đỏ, đeo bao tay trắng, cầm một trong những chai rượu đỏ hàng mẫu được đánh dấu bươm bướm xanh, đặt ở trong tay xoay tròn, nhìn số năm mặt trên của nó, mới sâu kín nói, phía sau mỗi một chai rượu đỏ đều chứa được nguồn gốc văn hóa độc đáo nơi sản sinh ra nó, bao gồm tình cảm và tâm huyết của người thợ nấu rượu một loại trí tuệ lâu dài, nếu nói hương vị của cây thông hay hương hoa hồng thơm mát chẳng qua cũng là do bản thân con người có thể sinh ra cảm nhận thứ ba. Rượu đỏ chân chính, lúc nó tiến vào trong lòng cô, không có ngôn ngữ nào. Nó sẽ cùng cô hòa tan. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên mặc quần áo bình thường, đứng ở dưới ánh đèn màu hồng, hai mắt chăm chú và kiên định, giống như nhìn thấy được người yêu, đưa mắt nhìn thật sâu. Trang Hạo Nhiên lại ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh hơi nở nụ cười nói, mặc kệ khứu giác của cô lợi hại thế nào, nhưng cô có thể dùng trái tim cảm nhận rượu đỏ, đó chính là quà tặng lãng mạn thượng đế ban cho cô. Tôi cũng không tin thiên tài. Vậy anh tin vào cái gì? Đường Khả Hinh không nhịn được hỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía đường Khả Hinh, mỉm cười nói chăm chỉ. Đường Khả Hinh nhìn anh chăm chăm. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía đường Khả Hinh mỉm cười nói, tôi từng nghe qua cô nói đến rượu đỏ thì biết rõ đối với rượu đỏ cô hiểu rất lộn xộn ngổn ngang, chỉ là bởi vì có chút thông minh, bản thân có ý thức mãnh liệt mới làm cho khách bị tin phục, thế nhưng không phải bản lĩnh chân thực, nếu cô chưa thử qua gần trăm hơn ngàn loại rượu đỏ, cô không có tư cách xưng làm chuyên gia hầu rượu. Rượu, là phải nếm. Đường khả hình thật yên lặng lắng nghe anh giảng giải. Trang hạo nhiên không lên tiếng nữa, tay cầm chai rượu đỏ hàng mẫu Mago 50, từ từ đi vào giá rượu tầng trong. Khả hình cũng không nhịn được đi theo anh, nhìn anh đứng trước cửa kính, đè xuống mã số sinh nhật của mình, cửa kính mở ra, liền nhìn thấy ánh đèn màu hồng ở bên trong lộ ra vẻ nhu hòa, từng cái ly trong suốt và dụng cụ giải rượu đều phát ra ánh sáng nhu hòa. Trang hạo nhiên im lặng đi tới trước một cái tủ đồ cổ, mở cánh cửa tủ nhỏ, lấy ra một chiếc ly màu đen đặt trên bàn thủy tinh màu đen, rồi tao nhã cầm lấy đế rượu và đế lót ly, đặt ngang ở trước bàn. Ly rượu màu đen, chấm ngoặc kép, đường khả hình kêu nhỏ. Trang hạo nhiên lấy dao nhỏ mở chai, Lưu Loát mở chai rượu, trực tiếp đặt vào đế lót phía trước, đôi tay chống nhẹ mặt bàn, hơi mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, ly rượu màu đen có chức năng mà ly rượu trong suốt không thể thay thế đó chính là ngăn chặn ánh sáng phức tạp ở bên ngoài, nhìn vào màu sắc dịch rượu, quyết định chất rượu và theo dõi bí mật nhỏ của nó. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, cầm ly rượu màu đen, thông qua con mắt chuyên nghiệp quan sát đáy ly, chân ly, thân ly, Tiếp đến là miệng ly, chậm rãi hỏi nghe qua truyền thuyết thần gió chưa? Đường khả hình đang tập trung tinh thần nhìn Trang Hạo Nhiên giải rượu, nghe anh hỏi như vậy, hơi sửng sốt, nói không có. Trang Hạo Nhiên tiếp tục quan sát chiếc ly, sâu kín mở miệng, trong thần thoại Hy Lạp, thần gió Iolus có một người con gái tên Aosiuan, gả cho con trai của nữ thần mặt trời là CX. Đường khả hình không nhịn được lắng nghe, Trang Hạo Nhiên để ly rượu màu đen xuống lại xoay người cầm lên một chiếc ly tulip trong suốt, để xuống một cái đế lót ly khác, sâu kín nói, có một ngày, CX đi trên biển bị nước biển ngâm chết, con gái của thần gió rất thương tâm, cuối cùng nhảy xuống núi bỏ mình. Cho nên chúng thần bị sự si tình của nàng cảm động, liền biến Ao và CX thành chim bói cá, từ đó vĩnh viễn không chia cách. Mà thần gió bởi vì muốn chăm sóc tình yêu của con gái, vào tháng 12 hàng năm, sẽ dẹp yên sóng biển, để chim bói cá xây tổ ở trên biển sinh con cái đời sau. Mặc dù trên thực tế, chim bói cá sinh con đẻ cái ở trên đất bằng, nhưng bởi vì truyền thuyết sinh đẹp này cho nên vào trung tuần tháng 12 hàng năm, trước đồng chí hai tuần lễ, người đời thường tổ chức thời gian vui chơi còn gọi là hốc hiền đây. Trong lòng của đường Khả Hinh có chút chua. Trang hạo nhiên đứng ở một đầu khác bàn ăn nhìn về phía Khả Hinh, hai mắt thâm thúy lộ ra một chút dịu dàng nói, ở trong chuyện cổ tích, tôi cảm động với thần gió, người cha này, ông ta thật sự rất yêu con gái đường khả hinh im lặng không lên tiếng trang hạo nhiên vừa nhìn cô vừa nắm chai rượu đỏ chậm rãi rót vào trong chiếc ly có thân màu đen lại rót vào trong một ly thân trong suốt cởi bao tay trắng tay cầm chân ly đến sau lưng đường khả hinh im lặng dựa vào thân thể của cô lúc khả hinh có chút kháng cự anh đã cúi xuống ở bên tai của cô thì thầm chấm ngoặc kép đừng động khả hinh không dám động ngẩng đầu lên nhìn trang hạo nhiên đứng ở trước một ngọn đèn nhỏ hơi vàng dơ lên hai ly rượu ra trước mặt của mình, cảm tính thâm tình nói, nói cho tôi biết, hai ly rượu này có điểm gì khác nhau. Đường khả hình trợn to hai mắt, nhìn thân ly rượu đỏ trong suốt nhưng lộ ra màu hồng không quá rõ ràng, thậm chí cô cảm thấy tư thái của nó rất tuyệt đẹp. Cô không nhịn được nhìn về phía dịch rượu trong chiếc ly màu đen, dịch rượu thật trầm ồn, giống như một viên đá quý màu đen bị thời gian che giấu, thật nặng, thật nặng. Trong mắt cô sáng lên, vui vẻ nói, trong dịch rượu này có 50% xích Hà Châu Cabernet Sauvignon, 30% Mai Lộc Chiếc Mơ Lâu, 15% phẩm lệ Châu Cabernet Franc còn có 5% tiểu duy đa Petit Verdot. Đúng không? Trang Hạo Nhiên đứng sau lưng Khả Hinh, nghe cô nhanh chóng giải thích, hai mắt hơi lộ ra vẻ hài lòng, giọng nói chậm rãi, giống như người yêu thâm tình, hỏi cô làm sao thấy được. Trong ly rượu trong suốt, tôi nhìn thấy được màu hồng, phán đoán nhất định nó gồm có phẩm lệ châu và mai lộc chiếp thậm chí còn có tiểu duy đa bởi vì thể rượu của phẩm lệ châu ôn hòa ninh chua nhẹ cho nên thường bị làm rượu pha mà không thể trưng cất độc lập nếu quả thật muốn trưng cất độc lập thợ nấu rượu sẽ phải rất chú ý đến năm và linh cảm không giống với xích hà châu tính chất trầm ổn phẩm lệ châu ôn hòa cho nên màu sắc của nó là màu hồng nếu như muốn điều chế thành màu sắc hồng nhất định phải kết hợp với mai lộc chiếp trung hòa mạnh mẽ của xích hà châu và tính ôn hòa của phẩm lệ châu. Thể rượu của tiểu duy đa linh hoạt, làm cho màu sắc chai rượu này có tác dụng điểm suyết cho bức tranh sinh động. Trang hạo nhiên yên tĩnh lắng nghe, ánh mắt càng lúc càng dịu dàng. Chấm ngoặc kép, tiếp tục. Ở trong ly rượu màu đen, tôi nhìn thấy màu sắc thâm trầm của xích hà châu ẩn ở trong thân ly màu đen, màu sắc rất ổn định. Lúc xích hà châu quá nhiều sẽ chi phối dẫn dắt màu sắc thể rượu lắng xuống, chứng minh thể rượu nặng nhưng ổn, màu sắc tự nhiên giống như bẩm sinh. Chấm ngoặc kép, Khả Hinh rất vui vẻ nói. Trang Hạo Nhiên mỉm cười tiến đến bên cạnh cô, giơ lên ly rượu màu đen trong tay đưa đến bên đôi môi mềm mại của Khả Hinh. Khả Hinh uống một hớp, cảm nhận Mago 50, sau khi tiếp xúc đầu lưỡi ngay sau đó mang tới một mùi thơm của trái cây pha trộn, từ trong miệng lan ra, thấm vào lòng sông vào trong thân thể của mình, mùi thơm mới vừa vào, nhất thời tỏa ra một lực lượng làm cho cơ thể hưng phấn, lỗ mũi và đầu lưỡi dâng lên mùi táo chín đầu xuân quẩn vô cùng đáng nhớ. Ánh mắt của cô sáng lên, quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên vui vẻ nói, rượu ngon. Nhưng, tại sao trước đó tôi thưởng thức rượu đỏ, không có loại cảm giác này? Trang Hạo Nhiên mỉm cười, giơ ly rượu đỏ trong suốt đưa tới bờ môi cô, cô khẽ nhấp một ngụm nhỏ, so với vị giác của đầu lưỡi trước đó đã sẵn sàng tiếp nhận lực lượng giờ phút này chợt cảm thấy tất cả mùi hoa và mùi trái cây lan ra trong miệng, trong mắt cô sáng lên, khẽ hé môi, nhưng vẫn cảm giác rất nhiều mùi trái cây hòa vào trong miệng mình, thậm chí thẳng xông vào trong thân thể của mình, mùi vị thật thần bí. Mago là loại rượu được chỉ định chiêu đãi trong buổi tiệc long trọng ở Pháp, thể rượu tao nhã tinh tế ôn hòa làm cho tâm trạng người ta không khỏi lắng động, lại có một loại cảm giác hòa tan, lan ra từng chút một, giống như truyền thuyết của thần gió, thời gian vui vẻ đều ở trong dịch rượu khả hinh cười thật vui vẻ quay đầu nhìn trang hạo nhiên trang hạo nhiên mỉm cười nhìn về phía cô nói tiếp thể rượu theo thời gian tăng cao mức độ của nó sẽ càng ngày càng nhiều cho nên trong quá trình hầu rượu chuyên gia hầu rượu phải luôn tập trung tỉnh táo trong quá trình giải rượu mùi vị của nó tiếp xúc với không khí phát ra mùi thơm không giống nhau cho nên chuyên gia hầu rượu còn có một cái tên khác khả hinh không nhịn được nhìn về phía trang hạo nhiên Trang Hạo Nhiên lại nhìn về phía đường Khả Hinh nói cắt chơ. Khả Hinh nghe nói như thế, trái tim nhỏ bị chấn động, chính thức cảm thấy cái đáng quý của nghề chuyên gia hầu rượu này là phát hiện, mà có thể vì người nào đó nắm bắt và không kịp phát hiện, người đó sẽ đánh mất giá trị lịch sử chân chính của một chai rượu đỏ. Trang Hạo Nhiên không nhìn cô nữa, mà tự mình lấy ra một chiếc giỏ đựng rượu màu đỏ đi ra kho rượu, dựa theo như trí nhớ của mình, lúc này đã soạn cho Khả Hinh hơn 40 phần tài liệu lấy hơn 40 hàng mẫu rượu đỏ, toàn bộ đặt vào trong giỏ. Khả Hinh nhìn tới nhìn lui hoa cả mắt, lại nhìn thấy anh ôm một giỏ rượu đỏ thật nặng, nhìn về phía mình thở hổn hển nói, nhận lấy. A, à, Khả Hinh kêu to một tiếng, đôi tay đã ôm chặt giỏ rượu kia, nặng đến nổi cô đứng không vững, hơi loạn choạng. Tôi nói cho cô biết, Trang Hạo Nhiên nhìn đường Khả Hinh đang ôm giỏ rượu đỏ, thở hào hển nói, tất cả loại rượu mẫu ở đây chỉ có một chai, cô làm vỡ một chai, cuộc kiểm tra ngày mai sẽ không hợp cách. nhân viên của tôi chưa bao giờ không hợp cách. rất nặng, đường khả hình cắn chặt răng, ôm giỏ rượu đỏ, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. tôi biết, nếu không tôi đưa cho cô làm gì? đi thôi. đôi tay trang hạo nhiên cắm vào túi quần, xoay người sải bước đi khỏi. anh, anh giúp tôi một chút đi. rất nặng, chấm ngoặc kép, đường khả hình vừa ôm giỏ rượu đỏ hàng mẫu đi ra ngoài, vừa kêu nhỏ không muốn, rất nặng, Trang Hạo Nhiên đã đi ra ngoài, đường khả hình cũng vội vàng đi theo anh đi ra ngoài, sau đó thở hồn đi xuống lầu cũng đã nhìn thấy Trang Hạo không biết nhưng từ nơi nào lấy ra một cái nắp giỏ rượu màu đen, đậy lại cho cô, lại đem hơn 40 phần tài liệu nện ở trên nắp giỏ nói, cô phải nhớ kỹ, rượu này rất quý, không thể gặp ánh sáng, không thể tùy ý để lung tung, nhiệt độ phải giữ ở 13 độ C, cho nên bây giờ cô chỉ có 15 phút đón taxi về nhà. Nhanh chóng giữ nó cho tốt a à, đường khả hình căng thẳng kêu to lên trang hạo nhiên ngồi ở trên ghế salon nhìn cô nói mau lên nhiệt độ giỏ rượu cũng chỉ có thể giữ nửa giờ còn đứng lì ở đây làm gì ngay cả rượu đỏ cũng không bảo vệ được cô làm chuyên gia hầu rượu cái gì mau lên tranh thủ thời gian một hai ba cửa phịch một tiếng đóng lại đường khả hình đã biến mất ở cửa lớn ôm giỏ rượu cố hết sức xông về cuối hành lang thật dài đưa một ngón tay nhỏ nhắn bấm nút mở cửa thang máy. Cửa thang máy mở ra. Đường khả hình thở hồn hển xông vào, nhanh chóng ấn thang máy, sau đó tạm thời để giỏ rượu xuống, thở dốc một hơi, không ngờ tầng tiếp theo, cửa thang máy lại mở ra. Nhậm tử hiền và tưởng thiên lỗi đứng ở trước thang máy, một đôi trai tài gái sắc, đồng thời nhìn thấy đường khả hình mặc đồng phục phẳng phiêu, nóng bước đến đầu đầy mồ hôi, quỳ sổm trên mặt sàn, ôm chiếc giỏ và tài liệu, thở phì phò, tử hiền hoa một tiếng kêu lên, đường khả hinh. Cô làm gì đấy, chương 174, không có tiền. Đường khả hinh sửng sốt ngẩng đầu nhìn thấy nhậm tử hiền và tưởng thiên lỗi hai người đứng tại cửa thang máy, cô lập tức luống cuống, cắn chặt răng, đỏ mặt tía tai ôm giỏ rượu đỏ hàng mẫu nặng mấy chục cân, thở hồn hền đứng lên, cẩn thận sợ tài liệu rớt xuống, thở không ra hơi gọi nhỏ tổng giám đốc tưởng, nhậm tiểu thư, Tưởng thiên lỗi lạnh lùng lẳng lặng nhìn cô mặc vào đồng phục thư ký hoàn cầu, ngược lại có mấy phần bộ dáng, chỉ là cô mới chuyển chức không bao lâu, dáng vẻ đã nhếch nhác như vậy, anh cười lạnh. Nhậm tử hiền ôm vai, có chút buồn cười đi vào, nhìn bộ dáng đường khả hình không nhịn được cười nhạo cô, hôm nay tôi nghe nói cô đã chuyển từ khách sạn Á Châu tới tập đoàn hoàn cầu, còn tưởng rằng cô có thể sống một vài ngày thật tốt, nhưng không nghĩ tới, cô vẫn bộ dạng này. Đường khả hình không dám lên tiếng, chỉ run rẩy ôm giỏ rượu đứng dán vào tường thang máy tưởng thiên lỗi vừa nhìn cô vừa đi vào bên trong thang máy đứng ở phía trước bên phải cô tự mình đè xuống nút tầng lầu một cho vợ chưa cưới nói dùng cơm xong anh còn phải đến trường đua ngựa không có thời gian ở bên cạnh em đâu em biết mà anh còn phải thăm như mạt tử hiền nhìn móng tay của mình nói tưởng thiên lỗi lạnh lùng quay đầu nhìn về phía cô Tử Hiền đột nhiên vui vẻ vươn tay nhét vào trong khuỷu tay tưởng thiên lỗi, ngẩng đầu lên cười ngọt ngào nói, tối hôm qua anh ngủ cùng em, em ngủ rất ngon, tối nay anh còn phải tiếp tục ôm em lên giường, ngủ cùng em. Tài liệu ào ào rơi xuống mặt sàn. Tưởng thiên lỗi và nhậm tử hiền cùng quay đầu lại nhìn về phía đường khả hinh, cả khuôn mặt cô đỏ lên, ôm giỏ rượu mệt mỏi thở hổn hển, rất lúng túng nói, xin, xin, xin lỗi, đồ quá nặng, không cẩn thận rất xuống. Nhậm Tử Hiền đột nhiên cười nói, "Tôi nói, có phải cô nghe hai chúng tôi ngủ chung cô nghĩ nhiều phải không?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, đứng dán vào tường, thật căng thẳng nói, "Không có, không có, không có." Rất nặng, rất nặng. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô một lúc lâu, nhìn đôi bàn tay nhỏ bé của cô ôm giỏ rượu nặng đến mặt đỏ bừng, trên trán, trên mặt, trên cổ, tất cả đều đầy mồ hôi, áo sơ mi cũng ướt rồi, thân thể cũng run rẩy anh im lặng ngồi xổm người xuống, nhặt lên từng sắp tài liệu cho cô, Tử Hiền cũng không có biện pháp, ngồi xổm người xuống cùng nhau nhặt tài liệu lên cho cô. Đường Khả Hinh đỏ mặt xin lỗi, xin lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cầm lấy tài liệu trong tay vợ chưa cưới, đứng lên, đứng ở trước mặt của cô, nhìn ánh mắt hoảng sợ của cô, khóe mắt cũng tràn mồ hôi, liền đem tài liệu đặt ở phía trước giỏ rượu, sau đó một tay cắm túi quần, trầm giọng hỏi, đây là chủ ý của người nào muốn một mình cô ôm rượu mẫu nặng như vậy không cần nói cũng biết. Nhậm tử hiền nhẹ kéo áo khoác của mình, nhạo báng nói, nhất định là trò quỷ của Trang Hạo Nhiên. Đây là cách làm việc của anh ấy. Tưởng thiên lỗi không nhịn được cao mày nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu vùi vào trong giỏ rượu, thiếu chút nữa gặm phần tài liệu kia. Tưởng thiên lỗi không để ý đến cô nữa mà xoay người, tiếp tục chờ thang máy trượt xuống, sau đó thang máy chạy đến giữa tầng thì mấy người lãnh đạo cấp cao muốn đi vào thang máy, nhìn thấy tưởng thiên lỗi và nhậm tử hiền, bọn họ lập tức lui về phía sau một bước, cúi người xuống, ấn nút đóng cửa. Thang máy tiếp tục trượt xuống. Không khí có chút ngột ngạt, suốt cuộc khả hình đã biết, thì ra mình ở tầng lầu của Trang Hạo Nhiên đi vào thang máy, mới có cơ hội cùng Tổng Giám Đốc và vợ của Tổng Giám Đốc đi chung một thang máy. Nếu không, cô vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đi vào, nói cách khác, mình là kỳ đà cản mũi trong không gian bí mật này, Cô có chút ngượng ngùng ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi và Nhậm Tử Hiền ở trước mặt, một phong độ nhẹ nhàng, khí thế nghiêm nghị, một xinh đẹp động lòng người, hấp dẫn tao nhã, hai người cùng đứng chung một chỗ, thật sự rất xứng đôi. Tử Hiền lại đưa tay nhẹ nhét vào khuỷu tay Tưởng Thiên Lỗi, dịu dàng nói, "Lúc này anh còn chưa trả lời em, rốt cuộc muốn ngủ chung với em không?" Tài liệu rào rào rất xuống. Tưởng Thiên Lỗi và Nhậm Tử Hiền cùng xoay người, kinh ngạc nhìn về phía cô mặt của khả hình đỏ lên lên, dương mắt nhìn bọn họ, ôm chặt giỏ rượu, theo bản năng vội vàng lắc đầu một cái. Cô cố ý phải không? Đường khả hình, tử hiền nhìn khả hình, bật cười nói. Không có, không có, tôi thật sự không cố ý. Đường khả hình ôm chiếc giỏ, lại lui đến bên tường, mặt đỏ rừng rực nói. Tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhìn bộ dáng lo lắng hoảng sợ của cô, liền nhanh chóng khom người xuống, vươn tay nhặt lên tài liệu rơi trên đất, nhặt lên từng sấp từng sấp nắm trong tay, xếp thành một chồng, sau đó đứng dậy, trực tiếp vươn tay cắm vào giữa giỏ rượu và người cô, mới nói, như vậy sẽ không rất chứ. Khả hình khẽ cắn môi dưới, có chút hủy quất cúi thấp đầu. Suốt cuộc cửa thang máy mở ra, ngay sau đó ngành đón một luồng gió biển lạnh băng, hơn nữa lộ ra không khí ẩm ướt, khẳng định trời sắp mưa, tưởng thiên lối cùng với nhậm tử hiền đi ra thang máy, cùng Đông Anh và mấy người thư ký đi ra ngoài đại sảnh tưởng thiên lỗi vừa đi ra ngoài, vừa hơi nghiêng mặt. Một bóng dáng màu xanh đen nhanh chóng lướt qua. Đường khả hình thở hổn hển ôm giỏ rượu đỏ, đầu đầy mồ hôi, cởi giày cao gót màu đen, liều mạng né đoàn người lui tới, cố gắng chạy ra bên ngoài, bóng dáng kia vừa vội vừa mong manh. Nhậm tử hiền hơi dừng bước chân, nhìn bóng dáng của khả hình chạy nhanh ra ngoài, cô đột nhiên cảm thán cười nói thật hoài niệm. Cái gì? Tưởng thiên lỗi nhìn thấy đường khả hình ôm giỏ rượu lao ra đại sảnh, mới vừa muốn đi phía bên phải, lúc này mới phát hiện bọn họ muốn đi về phía bên phải, lại thở hổn hển vội vàng xoay người đi sang phía trái. Em đã từng có tuổi trẻ như vậy, vì bài tập của thầy giáo, vì bài tập giáo sư giao cho mình, vào một buổi sáng sớm, mưa phùn còn bay, trong tay vừa cầm bánh bao chưa ăn xong, vừa gặp, vừa ôm bản vẽ đi tới phòng học. Ai, tuổi xuân thật sự là không có gì sánh được. Khi đó, tại sao lại không nghĩ tới? Tuổi trẻ thật đẹp, mặc dù má trái của con bé chết tiệt không lành lặn, nhưng một khoảnh khắc nào đó, em cảm thấy cô ấy thật đẹp. Xuyên qua đại sảnh, Tử Hiền nhìn bầu trời bao la, sâu kín nói. Tưởng thiên lỗi quay đầu nhìn về phía cô nói, bây giờ em đã già 7-80 tuổi sao? Nhậm tử hiền có chút trách móc quay đầu trừng mắt về phía tưởng thiên lỗi nói, tuổi xuân của em đã mất trong trò chơi nhiều năm trước, cũng không thể lấy lại nữa hai mắt Tưởng Thiên Lỗi hiện lên nụ cười, không để ý đến cô mà xài bước đi về phía trước. Cũng trong lúc này Tử Hiền vô tình gặp được tổng biên tập Thái ngày đó tham gia buổi họp báo của mình. Cô lập tức tiến lên ôm người, dán mặt hôn. Tưởng Thiên Lỗi xài bước đi ra đại sảnh, vừa muốn ngồi lên xe của mình, lại nhìn thấy ở đầu kia của quảng trường khách sạn có một bóng người nhỏ bé màu xanh đen. Cô đang cố hết sức ôm giỏ rượu đỏ hàng mẫu, vừa ôm vừa đón gió biển thật lớn, nhặt lên một phần tài liệu trên đất lúc này gió thổi càng lúc càng lớn, tiếng ảo ảo rơi cả trên mặt đất, lá Quốc kỳ và cờ khách sạn cũng bay phần phật, cây dừa cũng vù vù đung đưa trái phải. Đường Khả Hinh vừa ôm giỏ rượu, nhặt lên phần tài liệu này, một phần tài liệu khác rơi xuống, cô gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, không người xuống, nhặt lên một phần khác, phát hiện tài liệu trên vai lại ảo ảo rất xuống, cô gần như tuyệt vọng nhìn tài liệu trên đất vẻ mặt muốn khóc, lại khom lưng nhặt lên nhưng cảm thấy phía trước mặt có một bóng đen tối om om chặn mình lại. Cô chừng to hai mắt, vén mái tóc thấm vài giọt mưa bay bay, nhìn tưởng thiên lỗi đang tức giận nhìn mình, trong lúc nhất thời, cô sửng sốt. Tưởng thiên lỗi không thể nhìn được nữa đưa hai tay ra ôm giỏ rượu trong tay cô, mới lạnh lùng nói, nhặt tài liệu. Đường khả hình chớp mắt nhìn anh. Tưởng thiên lỗi nhìn dáng vẻ cô ngây người như phóng, liền lạnh lùng tức giận nói, nhặt tài liệu một lúc nữa sẽ ướt hết rồi. Lúc này đường khả hình mới giật mình, mưa phùn càng lúc càng nhiều, tài liệu trên đất có chút thấm nước, cô ôi một tiếng, vội vàng khom lưng nhặt lên tài liệu trên đất, mới đứng lên cũng đã thấy tưởng thiên lỗi đã đi tới trạm xe buýt. Bóng dáng của anh rất to lớn cao ngạo, lúc đi bộ đi rất nhanh. Đường khả hình lập tức đuổi theo kịp phía trước, phát hiện đôi giày cao gót này thật sự quá cao, cô có chút khó khăn nói, hôm nay tôi không ngồi xe buýt, tôi muốn ngồi taxi tưởng thiên lỗi ngừng lại lạnh lùng nhìn một chiếc taxi màu vàng ở phía trước đang lái tới anh vừa ôm giỏ rượu vừa đưa tay vẫy vẫy rất không bình tĩnh taxi ngừng lại tưởng thiên lỗi tự mình ôm giỏ rượu đặt vào chỗ ngồi sau xe đường khả hình đứng ở bên cạnh cửa xe nhìn tưởng thiên lỗi áy náy vội vàng nói xin lỗi cảm ơn anh tưởng thiên lỗi không lên tiếng lạnh lùng xoay người đi về phía khách sạn đường khả hình đứng ở bên cạnh cửa xe nhìn bóng lưng của anh phát hiện anh đang tức giận, cô suy nghĩ một chút, cũng không tiếp tục để ý đến anh, nhưng mới vừa muốn chui vào taxi, lại kêu một tiếng, đôi tay vỗ túi âu phục của mình, mình không có tiền. Cô mất hồn suy nghĩ trong chốc lát, lập tức đón gió lớn và mưa phùn, cúi người xuống gấp gáp nói với tài xế, xin lỗi. Xin chờ một chút. Cô nói xong, ngay lập tức mạnh dạn chạy thẳng tới, kêu nhỏ, chờ một chút, tổng giám đốc tưởng. Tưởng thiên lỗi dừng bước chân, hai mắt lóe lên, nhưng vẫn chậm rãi đón gió biển quay đầu nhìn đường khả hình đứng ở trong gió lớn gào thét, tóc ngắn bay rối tung, hạt mưa bắt đầu rơi xuống càng lúc càng nhiều, cũng cảm giác cô đã thấm ướt, liền lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Đường khả hình có chút ngượng ngùng đi tới trước mặt của tưởng thiên lỗi, có chút vội vã, lúng túng nói, anh có thể. Cho tôi mượn 20 đồng hay không? Tôi không có tiền thuê xe. Tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên nhìn cô, chương 175, niềm tin. Mặt của đường khả hình đỏ lên, nhưng vẫn không có thời gian nói với anh, làm ơn. Cho tôi mượn 20 đồng, tôi thật sự rất vội. Tưởng thiên lỗi im lặng nhìn cô một cái, mới từ túi âu phục của mình móc bóp, nhanh chóng mở ra, từ bên trong lấy ra 100 đồng đưa tới trước mặt cô. Cảm ơn, khả hình lập tức cầm 100 đồng, vội chạy đi. Khi nào trả tôi, tưởng thiên lỗi nhìn cô hỏi. Đường khả hình dừng bước lại, xoay người, trợn to hai mắt ngây ngốc nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh, a à một tiếng, cười lạnh nói, cô không tính trả tôi sao? Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn anh, có chút không khách khí nói, trả. Nhất định trả. Cô hung ác trợn mắt nhìn anh một cái, mới đón mưa phùn vọt vào trong taxi, phịch một tiếng đóng cửa lại, nhìn về phía tài xế kêu to, tài xế. Lập tức trở về đường lớn Tây Hoa. Nhanh lên. Tài xế vừa nghe xong, lập tức nổ máy, xoay tay lái, đạp mạnh chân ga, xông thẳng về phía trước. Tưởng thiên lỗi đứng ở trong mưa gió, ngưng mắt nhìn chiếc taxi lao ra phía trước, sắc mặt của anh hơi hòa hoãn, tóc ngắn trước chán xẹt qua đôi mắt sáng rực, tay cầm ví tiền vẫn còn mở ra, vô số thẻ vàng và thẻ bạc lấp lánh. Nhậm tử hiền đứng ở đại sảnh trước cửa khách sạn, nhìn bóng dáng cao lớn của tưởng thiên lỗi đứng ở trước cửa khách sạn, nhìn theo chiếc taxi đi xa nét mặt từ từ thay đổi, cô nhíu mày, có chút không thể tin quay đầu nhìn về phía chiếc taxi đang từ từ chạy xa trên đường lớn Tân Hải. Bật cười một tiếng có chút tức giận. Tưởng thiên lỗi xoay người nhìn thấy nhậm tử hiền đang lạnh lùng nhìn mình. Anh cũng lạnh lùng nhìn cô. Không thể nào, em vẫn cảm thấy, cuộc đời của anh ngoại trừ như mà thì nhất định là em, em không cho phép có người thứ ba kẹp ở giữa em và cô ấy, chiếm tiện nghi ngang xương. Như vậy em không phải rất thua thiệt sao? Nhậm tử hiền nhìn về phía tưởng thiên lỗi, tức giận nói không chút nể mặt. Tưởng thiên lỗi bình tĩnh nhìn về phía tử hiền nói lời thẳng thừng và sắc bén, hai mắt hiện lên nụ cười, anh cất bước về phía trước đi qua bên cạnh cô mới trầm giọng nói thật ra anh rất thưởng thức em ở một điểm nào đó nhậm tử hiền cau mày nhìn về phía anh tưởng thiên lỗi lạnh nhạt nói em thẳng thắn làm cho người khác rất thoải mái ở bên cạnh em ánh mắt của nhậm tử hiền sáng lên mang theo một nụ cười nhìn tưởng thiên lỗi lập tức thật vui vẻ nói ý của anh là anh cũng cảm thấy em không tệ tưởng thiên lỗi nở nụ cười một mình đi về phía trước nhậm tử hiền cười vội vàng đi lên trước đưa hai tay ra nắm chặt khuỷu tay của anh nói thân ái tối nay ôm em ngủ hả hiện tại anh không có thời gian phải ở lại phòng làm việc về rất trễ tưởng thiên lỗi đi tới nhà hàng đại dương muốn gặp như mặt sao tử hiền tức giận nhìn anh nói tưởng thiên lỗi tiếp tục đi về phía trước không lên tiếng tử hiền cắn chặt răng lại theo tiềm thức thức thò tay vào trong túi muốn móc thuốc lá Tuy nhiên phát hiện sáng nay vì cai thuốc mình đã ném ra ngoài cửa sổ, có lẽ là thuốc lá hiệu Sa Ngư, cô thở mạnh một hơi, cố nuốt một ngụm nước bọt, chứng nghiện thuốc lá tái phát, thật là con mẹ nó, không phải ai cũng có thể nhịn được, hiện tại toàn thân cô giống bị con kiến bò, run rẩy, thật khó chịu. Tưởng Thiên lỗi dường như cảm thấy cô buồn bực, liền quay đầu nhìn về phía cô nghiêng trái nghiêng phải, bộ dáng giống như một cô vợ nhỏ số mệnh rất khổ, liền ngạc nhiên hỏi em làm sao vậy? Tử Hiền ngại nói chỉ nhân mặt, cắn chặt môi dưới, cảm thấy trước mặt sau lưng đều nổi lên ngứa ngáy, giống như không hút một chút thuốc lá, chừng một phút đồng hồ mình cũng sẽ bị cơn ngứa ngáy đáng sợ này dày vò chết. Cô nuốt một ngụm nước bọt, mặt dính vào trên cánh tay của tưởng thiên lỗi, nước nước nở nở, rất đáng thương. Tưởng thiên lỗi dừng bước lại, có chút lo lắng nhìn về phía cô nói, rốt cuộc em làm sao vậy? Nếu thật sự không thoải mái, anh đưa em đi gặp bác sĩ. Tử Hiền vẫn im lặng, Dáng vẻ khổ sở níu lấy ống tay áo của anh, kéo anh đi vào phòng ăn biển. Kỳ Gia Minh và Nhã Tuệ đứng ở một bên, rất cung kính chờ đợi. Tưởng Thiên Lỗi dắt tay Tử Hiền, vừa muốn đi vào phòng ăn, thấy Lưu Nhã Tuệ đang mặc đồng phục, Lặng Yên đứng ở một bên, anh nhìn cô một cái, cảm thấy cô căng thẳng, liền dắt Tử Hiền đi vào phòng ăn. Hai người chọn vị trí mỹ nhân ngư biểu diễn ngồi xuống. Lưu Nhã Tuệ tự mình tiến lên, mang bao tay trắng cẩn thận để xuống ba chiếc ly thủy tinh có độ cao khác nhau, cầm bình nước ghi nốc miệng dài, rót nước ấm trước, sau đó rót nước lọc, ở trong ly thứ ba, rót vào nước đá, tự mình cầm cây gắp, gắp một viên nước đá, nhẹ nhàng bỏ vào trong ly nước đá, mới nhận lấy gói bánh mì nướng vàng óng ánh, giòn tan do quản lý từ sau lưng đưa tới, mùi vị nướng tỏa ra một chút mùi thơm thuốc lá, hết sức hấp dẫn. Tử Hiền liếc nhìn gói bánh mì to bằng ngón tay, vẻ mặt cô tức thì nhăn lại, thật gian nan đưa ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy túi bánh mì nhỏ, rất kích động, rất hoài niệm, rất cảm động khẽ cắn một cái, nhất thời cảm thấy hương vị thuốc lá quen thuộc, làm cho cô xúc động muốn khóc, sau đó cô kẹp một cái bánh mì nhỏ đưa tới trước mặt, nhẹ hít một hơi. Giống như đang hút thuốc. Thuốc lá tốt đẹp biết giường nào, lúc nửa đêm ai đó thất tình, lúc cô đơn ai đó muốn tìm một người đàn ông lên giường, người đó có thể ngồi ở trên ghế salon, nằm nghiêng ở trên giường, đốt một điếu thuốc lá làm bạn với mình, loại bỏ cảm giác tịch mịch, thật sự là hạnh phúc giống như thiên đường, thật sự rất hoài niệm, thật hoài niệm thật hoài niệm mùi vị thuốc lá. Tử Hiền có chút buồn bã khe cắn một miếng bánh bao, nhai vài cái, mới hướng ra ngoài nhẹ nhàng thổi lất phất một hơi. Cử động kỳ quái của cô làm cho giám đốc, quản lý, nhân viên phục vụ đến phục vụ đều rất ngạc nhiên. Nhã tệ lại mang lên một cái túi bánh mì khác, ngạc nhiên nghiêng mắt nhìn cô một cái. Tử Hiền vẫn đắm chìm trong sầu bi sắp chia tay vĩnh viễn với thuốc lá. Có người nào nói với mình làm thế nào mới có thể cai thuốc không? Làm thế nào mới có thể? Rốt cuộc cai thuốc vì cái gì? Vì một người đàn ông xấu xa có đáng không? Trên mặt của cô hiện lên tức giận, cắn mạnh bánh bao một cái, ngẩng mặt lên, phong tình phun một làn hơi ra bên ngoài. Tưởng Thiên lỗi ngồi ở vị trí đối diện, cao mày nhìn bộ dáng kỳ quái của cô cũng có chút không nhịn được nói: Rốt cuộc em làm sao vậy? anh đừng lo cho em, đối với mục tiêu cuộc sống và niềm tin của anh, em trịnh trọng sinh ra nghi ngờ. Em cảm thấy em sắp bước vào một cuộc sống không thú vị. Giống như em vứt bỏ thiên đường, rốt cuộc có đáng giá hay không? Tử Hiền cắn một miếng bánh bao, ăn vô cùng ngon lành. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn bộ dáng cô, không để ý tới cô nữa, chỉ tùy tiện gọi mấy phần món ăn, giao cho Kỳ Gia Minh lập tức làm ngay. Thân ái, anh yêu em không? nhậm tử hiền đột nhiên nhìn về phía tưởng thiên lỗi hỏi đừng hỏi loại vấn đề này vào lúc này tưởng thiên lỗi muốn một chai rượu tây ban nha ướp lạnh nhã tuệ im lặng khẽ gật đầu xoay người đi về phía quầy rượu nhậm tử hiền có thể bị nghiện thuốc lá nặng nhìn tưởng thiên lỗi tức giận nói nếu như sau này anh không yêu em vậy em bỏ ra hôm nay không phải rất thua thiệt sao em mất đi tuổi xuân và sắc đẹp cũng không hề gì nhưng em không thể đánh mất niềm tin của mình Tưởng thiên lỗi không vui ngẩng đầu lên nhìn nhậm tử hiền nói, hôm nay em làm sao vậy? Lúc vui lúc giận, nhậm tử hiền lập tức tựa vào chỗ ngồi, ôm vai lạnh lùng nói, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của cô ấy. Em nói rồi, bắt đầu từ bây giờ, em không phải là người thứ ba, em muốn trở về vị trí của em. Câu nói sau cùng, rất nhẹ nhàng rất nhẹ nhàng, nhẹ đến nổi tưởng thiên lỗi không nghe được, chỉ ngẩng đầu lên nhìn về phía nhậm tử hiền. Nhậm tử hiền ngẩng mặt lên, hai mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo bén nhọn. Bệnh viện. Bởi vì trời mưa, cho nên có chút yên tĩnh. Ngày hè, cành lá xanh tươi, cơn mưa chút xuống như rửa sạch bụi bầm, có vẻ xanh mơn mởn một màu. Phòng bệnh vip. Tiếng mưa vang lên nho nhỏ, phía trước cửa sổ có vài hạt mưa giống như giọt nước mắt rơi xuống. Như mà nằm ở trên giường, nhắm hai mắt, ngủ rất yên tĩnh, mái tóc mềm mại nhẹ rũ xuống một bên, áo ngủ màu xanh dương, làn da của cô thật sự rất trắng, đôi bàn tay nhỏ bé nhẹ đan vào nhau đặt xuống ở giữa bụng bên trong phòng bệnh dường như có một chút tiếng động cô khẽ nhíu mày lông mi nhẹ nhàng rung động máu trong thân thể đã lắng động bắt đầu có chút rồn rập một mùi thơm hoa hồng nồng đậm kỳ ảo dần dần từ trong cơ thể lan ra giống như một đám sương màu hồng giống như bọt biển màu hồng vây kín quanh cô mắt của cô nhẹ nhàng chuyển động rốt cuộc chậm rãi nâng lên lông mi thật dài lập tức tiếp xúc được một bóng dáng màu đen ở trước mặt thân thể của cô chấn động mạnh một cái, nhất thời hoảng sợ mở mắt. Nhậm tử hiền mặc một bộ váy dài màu đen bó sát người, tà váy chấm đất, trong tay đang cầm một bó hoa bách hợp thật to, phong tình vạn trùng tháo mắt kiếng xuống, nhìn về phía cô mỉm cười nói có cảm thấy hình ảnh này rất quen thuộc hay không. Như mặt rất căng thẳng nửa nằm ở trên giường, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của tử hiền, đôi mắt của cô run rẩy nước mắt. Nhậm tử hiền cười, đặt mắt kính xuống trước hộp tủ bên cạnh giường bệnh, cầm hoa hồng héo tàn trong một cái bình xứ trắng, ném vào trong sọt rác trước giường, lại nhẹ nhàng tháo sợi dây buộc hoa bách hợp, đem hoa bách hợp cắm ở trong bình hoa, mới sâu kín nói, ba năm trước đây, trái tim của cô xảy ra chuyện, chồng chưa cưới của tôi mới vừa xác lập quan hệ với tôi không đến bao lâu, liền trực tiếp chạy như bay đến bên cạnh cô, kêu gọi bác sĩ đầu hàng trên thế giới nhất định phải cho cô một trái tim khỏe mạnh. Một ngày trời u ám, lúc tôi tới thăm cô, cô cũng ngủ như vậy, rất đẹp rất đẹp. Tôi phát hiện nếu tôi là đàn ông, cũng sẽ rất thích cô. Bởi vì cô là cô gái có tư thế ngủ đẹp nhất mà tôi từng thấy. Đôi mắt xinh đẹp sáng loáng chiếu về phía cô, thân thể như mà chấn động mạnh một cái, vô cùng hoảng sợ trợn to hai mắt nhìn về phía cô. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 175.